Kết quả này ở Dương Nghị Vân đoán trước ở ngoài, cũng ở trong dữ liệu, bởi vì hắn tu vi trực tiếp từ sơ giai thần nhân cấp bậc đạt tới thượng giai thần nhân đỉnh, tu vi là thật đánh thật, hơn nữa đổ long kiếm vượt cấp nháy mắt hạ gục cũng liền bình thường. Hơn nữa thần nhân tu luyện cho dù là tăng lên một cái tiểu cảnh giới trên thực lực đều là đến không được đột phá, huống chi Dương mỗ nhân một chút đạt tới thượng giai thần nhân đỉnh trình tự. Bản thân cơ sở hùng hậu, trong cơ thể đạo chủng thần lực xa xa siêu việt nghe cấp bậc, kết quả này cũng bình thường. Nháy mắt xử lý mấy cái thượng giai thiên nhân, Dương Nghị Vân đối chính mình lần này thực lực tăng lên vẫn là tương đối vừa lòng. Tiếp được liền dư lại một cái thiên thần, người này phải giết chi. Xem như thù mới hận cũ cùng nhau tính đi. Ngày đó ở Ngộ Đạo Sơn thần quang lễ rửa tội thời điểm, hắn chính là bị cái này thiên thần một bàn tay thiếu chút nữa cấp chụp chết, nếu không phải Dễ Ngàn Hành cứu giúp, đã sớm bị bóp chết. Mà hôm nay lại là rốt cuộc có thực lực cùng bực này, ngày đó làm hắn cảm nhận được hít thở không thông thiên thần bẻ thủ đoạn. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, Dương Nghị Vân cảm thấy nói chính là hắn. Kia một ngày hắn là vừa rồi phi thăng, mà hiện tại đi qua mấy tháng, hắn còn lại là đạt tới thượng giai thần nhân đỉnh, bằng thực lực cũng đủ cùng sơ giai thiên thần một trận chiến, huống chi còn có một cái đồng dạng là sơ giai thiên thần với thiến hỗ trợ, bực này dưới tình huống, cái này thiên thần vận mệnh đã chú định. Đương nhiên về hắn trong nháy mắt liền đem tu vi tăng lên tới thượng giai thần nhân trình tự sự, chỉ có chính hắn biết là chuyện như thế nào, nguyên nhân chính là vì là nguyên nhân này, làm Dương Nghị Vân hiện tại rất có tự tin. Trước mắt hắn ánh mắt chuyển hướng về phía cách đó không xa với thiến cùng cái kia thiên thần. Không chút do dự trực tiếp giết qua đi, lần này trừ bỏ điều động toàn bộ đạo chủng thần lực ở ngoài, Dương Nghị Vân còn vận dụng càn khôn thần điện chi lực, bởi vì muốn đối mặt chính là một tôn thiên thần, hắn không dám có chút đại ý. Cứ việc thiên nhân cùng thiên thần chi gian, nghe chỉ có một chữ chi kém, ở cảnh giới thượng hắn hiện tại cũng chỉ là kém một cái thời điểm, nhưng hắn rõ ràng hơn thần giới tu luyện cấp bậc đặc thù tính. Kém một cái tiểu cảnh giới đều là khác nhau như trời với đất, huống chi kém chính là một cái đại cảnh giới thời điểm. Thần quang lễ rửa tội kia một ngày, cái này thiên thần cho hắn trong lòng thượng bóng ma, hiện tại xuất kích, Dương Nghị Vân không dám có chút chậm trễ, muốn ra tay chính là toàn lực ứng phó. Sát thiên thần. Nháy mắt công phu Dương Nghị Vân đã giơ lên đồ long kiếm tới rồi với thiến bên người, đối với trung niên thiên thần nhất kiếm chém giết qua đi. Mà cái này trung niên thiên thần đã sớm ở Dương Nghị Vân xử lý hắn thủ hạ chín đại thiên nhân lúc sau, trong lòng có hoảng loạn, trước nay không nghĩ tới, sẽ là loại tình huống này. Dương Nghị Vân tiểu tử này đi mà quay lại, không chỉ có phá hắn cùng chín đại thiên nhân trận pháp thế giới, càng là chém giết hắn thủ hạ chín đại thiên nhân, giờ phút này lại là nháy mắt giết đến trước mặt hắn. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, mau đến làm hắn đều có chút trong lòng phát mao. Như thế nào cũng không thể tưởng được. Gần đi qua không đủ nửa canh giờ thời gian, Dương Nghị Vân tiểu tử này tu vi liền đạt tới thượng giai thần nhân đỉnh cấp bậc. Trung niên thiên thần trong lòng bắt đầu phát mao. Hắn cảm nhận được không gì sánh kịp tim đập nhanh. Đã thật lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này, thượng một lần cảm thụ vẫn là vạn năm trước, hắn bị người thiếu chút nữa chém giết thời điểm. Hiện tại lại là từ Dương Nghị Vân tiểu tử này trên người cảm nhận được. Liền biết có thể bị đế tôn điểm danh vì đại kiếp nạn chi tử. Có thể bị thẹn pháp thần hạ lệnh đốc thúc, bị hỏa thần vương tự mình mang thiên thần ra tay tiểu tử không phải phàm vật. Cái này xem như chứng thực trong lòng phỏng đoán. Nhưng đã không kịp nói cái gì lui lại đường lui, bởi vì bên người còn có một cái càn khôn dư nghiệt với thiến, đồng dạng cùng hắn giống nhau sơ giai thiên thần, quấn lấy hắn căn bản là trốn không thoát. Nhìn Dương Nghị Vân nhất kiếm chém xuống mà đến, trung niên thiên thần cảm nhận được không giống bình thường. Cứ nhiên phát hiện Dương Nghị Vân này nhất kiếm mà ra hơi thở đã siêu việt hắn cái này lực lượng của thiên thần. Hắn không biết chính là, Dương Nghị Vân bản thân thần lực chính là biến dị đạo chủng thần lực, căn cơ sơn càng là cùng cảnh giới chung mạnh nhất, hơn nữa càn khôn thượng điện lực lượng bùng nổ cùng đồ long kiếm hoàn toàn khai phong thành pháp thần chi kiếm, này đó lực lượng ngưng tụ ở bên nhau, căn bản liền không phải một cái sơ giai thiên thần có khả năng thừa nhận. Trung niên thiên thần có chút tuyệt vọng, nhưng lại không đường lui. Trong tay kim sắc đại kỳ vũ động, hắn cũng chỉ có thể xuất toàn lực bùng nổ. Thiên thần chi uy, kim chi vô địch, giống. Giống giận chung trong tay kim sắc đại kỳ kim quang lộng lẫy bùng nổ, từng đạo khắc văn ở đại kỳ thượng bùng nổ, ngưng tụ thành kim sắc thần lực, hồn hậu vô cùng, cơ hồ đạt tới mắt thường nhưng thấy được thần lực, trực tiếp hóa thành vô số nói mũi tên nhọn giống nhau, đối với Dương Nghị Vân cùng với thiến bùng nổ mà đi, đương nhiên trọng điểm ở Dương Nghị Vân trên người.
Lúc này trung niên thiên thần cảm thấy Dương Nghị Vân ngược lại so nghe cấp bậc với Thiến càng thêm khó đối phó. Băng xương vô cực, cho ta phá. Lại là với Thiến cũng cắn răng bạo phát nàng toàn bộ thần lực, giờ phút này mặc kệ là trung niên thiên thần, cảm nhận được Dương Nghị Vân hơi thở cường đại, với Thiến cũng đồng dạng như thế, thân là một cái thông minh thiên thần, với Thiến lúc này tự nhiên sẽ không chảo không được cơ hội, giờ phút này không làm rớt trung niên thiên thần, càng đãi khi nào. Vì thế nàng dựa vào tiêu hao sách vở mệnh thần lực hoàn toàn bùng nổ. Giữa sân ngũ quang thập sắc kiếm khí, kim sắc thần lực, ngân bạch trong suốt băng xương thần lực, ba loại lực lượng nháy mắt va chạm. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa tạc nứt thanh nhớ tới. Kiên cố đến vô pháp tưởng tượng thần thạch quặng mỏ, đều tại đây một khắc dao động, có đá vụn rơi xuống. A, à, nặng nề kêu thảm thiết vang lên. Ba loại thần lực bùng nổ lúc sau, cũng chính là trong nháy mắt sau, khôi phục bình tĩnh. Dương Nghị Vân cùng với Thiến sóng vai mà đứng. Đối diện đây là đánh vào quặng mỏ vách tường trung niên thiên thần, hai mắt ảm đạm, hơi thở mong manh, gắt gao nhìn chằm chằm hai người, ở trên người hắn tất cả đều là một tầng băng xương, ngực là một đạo một thước trường kiếm ngân, đều thấy được nội tạng. Này một kích đối chạm vào, hiển nhiên là Dương Nghị Vân cùng với Thiến đại hoạch toàn thắng. Trung niên thiên thần hộc máu, lại là một bàn tay trên mặt đất khắc họa máu ký hiệu. Mau ngăn cản hắn, đây là nguyền rủa. Với Thiến sắc mặt biến đổi hô to. Dương Nghị Vân bỗng nhiên nhất kiếm chém xuống. Phụt. Tức khắc thiên thần thân thể thành hai nửa, hơi thở tiêu tán. Bất quá trung niên thiên thần trên mặt đất khắc họa chữ bằng máu ký hiệu, ở nháy mắt huyết quang đại lượng. Với Thiến đi qua đi vừa thấy, cười khổ nói, là thiên thần đưa tin nguyền rủa, hắn biết chính mình không sống nổi lấy nguyên thần vì đại giới khắc họa thiên thần huyết chú, không chỉ có đem nơi này tin tức tặng đi ra ngoài, càng là ở chúng ta trên người hạ nguyền rủa, về sau sợ là trốn đến bất luận cái gì địa phương đều có thể bị tìm được. Dương Nghị Vân nghe với Thiến nói chuyện, ngược lại không cảm giác cái gì, bởi vì hắn rõ ràng hắn là bị thiên tộc đế tôn điểm danh người, sớm hay muộn đều là phiền toái không ngừng, sẽ có càng ngày càng nhiều thiên nhân thiên thần tới giết hắn, cho nên biết tin tức cùng bị nắm giữ hơi thở, không chỗ nào y, dù sao đều phải chém giết đối mặt. Tìm một chút có hay không chứa đựng thần giới gì đó, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói, những người này sợ cũng chỉ là tiểu lâu lâu, tiếp được mới là đại phiền toái. Dương Nghị Vân không để ý tới với Thiến, ngồi xổm xuống đang ở trung niên thiên thần trên tay tìm kiếm, quả nhiên tìm được rồi một quả kim sắc thần giới, cẩn thận cảm thụ một chút nội chiến quả thực chính là một phương tiểu thế giới. Thầm than thần nhân chứa đựng nhẫn đều so tiên nhân cao cấp, đồng thời, cũng nhịn không được mắng một tiếng quỷ nghèo, bởi vì hắn ở cái này thiên thần chứa đựng thần giới chung chỉ phát hiện 5 viên hạ giai thần thạch cùng tam cây không biết tên thần dược. Quay người lại với Thiến trong tay được đến tam cái thần giới cùng 7 điều chứa đựng đai lưng đưa tới. Thật nghèo a, Dương Nghị Vân nói thầm một tiếng nói, ngươi trước thu, chúng ta trước rời đi lại nói. Nói xong nghĩ phân nhánh khẩu một chỗ quặng mỏ đi đến. Với Thiến nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân bóng dáng, ánh mắt có chút phức tạp theo đi lên. Hai người một trước một sau, đi rồi vài trăm thước lúc sau, với Thiến rốt cuộc nhìn không được hỏi, đại nhân ngài. Là như thế nào đột phá? Dương Nghị Vân dưới chân không đình, lại là chậm lại bước chân, quay đầu lại nhếch miệng cười nói, muốn biết. Dương Nghị Vân mang theo có thâm ý cười, làm với Thiến trong lòng nhảy dựng. Bất quá nàng không nói chuyện, chỉ biết rời đi ánh mắt. Lúc này hai người lại đi tới một chỗ phân nhánh khẩu, lần này trực tiếp xuất hiện 3 điều quặng mỏ, Dương Nghị Vân đơn giản dừng lại, tùy ý ngồi ở trên mặt đất, nhìn với Thiến nói, muốn biết ta là như thế nào đột phá đến thượng giai thần nhân cảnh giới. Ngươi có phải hay không hẳn là trước đối ta nói, ngươi cái này thiên thần chi cảnh là chuyện như thế nào đi? Với Thiến nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, trên mặt cũng không có cái gì dao động, đã sớm liệu đến sẽ có một màn này. Nhìn Dương Nghị Vân với Thiến chậm rãi nói, là không gian thần vương dễ ngàn hành để cho ta tới tiếp cận ngươi, hoặc là nói đến bảo hộ ngươi, che giấu cảnh giới là ta muốn tiếp cận ngươi hiểu biết một chút, ngươi có đáng giá hay không chúng ta trả giá sinh mệnh đại giới. Từ từ Dương Nghị Vân đánh gãy nàng nói, chúng ta. Ngươi trong miệng chúng ta là ai? Cái kia ngàn động cùng trung niên thần nhân là chuyện như thế nào? Đối với Thiến nói ra dễ ngàn đi tới, Dương Nghị Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đoán được với Thiến xuất hiện ôn hòa ngàn hành có quan hệ. Hiện tại chứng thực, này thuyết minh dễ ngàn hành cùng phục hy thần hoàng đều không phải là mặc kệ chính mình, mà là thay đổi một loại phương thức. Chỉ là với Thiến trong miệng nói ra, chúng ta, hai chữ. Khiến cho hắn có chút nghi hoặc, hiển nhiên không ngừng là nàng một người,
trong đầu cũng nghĩ đến phía trước trung niên thiên thần nói cái gì càn khôn dư nghiệt, mơ hồ Trung Dương Nghị Vân đoán được cái gì, nhưng không xác định. Chúng ta ở thiên nhân tộc trong miệng có cái xưng hô là càn khôn dư nghiệt, với thiến mắt to nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân nhìn nhìn, tiếp tục nói, hoặc là có thể nói chúng ta là càn khôn thần tôn người theo đuổi. Theo với thiến nói tiếp, Dương Nghị Vân không quấy rầy nàng, vẫn luôn nghe. Chờ nàng sau khi nói xong, Dương Nghị Vân cũng coi như là minh bạch, dựa theo với thiến cách nói, nàng trong miệng, chúng ta, thật là một cái quần thể, chuẩn xác nói là đi theo quá càn khôn thần tôn người, mà với thiến chỉ có thể tính hậu duệ, nàng tổ tiên chính là càn khôn thần tôn dưới tòa một người đại tướng. Mà càn khôn thần tôn còn lại là bị thiên tộc đế tôn trực tiếp ở trước kỷ nguyên đánh thượng ma đầu nhãn người, trước kỷ nguyên có thiên ma mê hoặc dẫn tới bạo phát thiên tộc cùng thần tộc chém giết. Cuối cùng là càn khôn thần tôn mạnh mẽ hợp đạo kết thúc chiến tranh, nhưng đế tôn lại trước sau đối càn khôn thần tôn không yên tâm, bởi vì càn khôn thần tôn từng có tiên đoán ngày nào đó thần tộc chắc chắn quật khởi. Cái này quật khởi còn lại là đại biểu càn khôn thần tôn có truyền thừa người sẽ xuất hiện, đối với đế tôn tới nói chính là uy hát yêu ta, cho nên đế tôn đối càn khôn thần tôn người theo đuổi muốn đuổi tận giết tuyệt. Đánh thượng các loại nhãn, đại ma đầu, thiên ma từ từ, dù sao lịch sử là người thắng trong miệng tới nói. Vô số năm qua đi sau, thế nhân tự nhiên liền đem càn khôn thần tôn một mạch trở thành ma đầu, trở thành mầm tai họa. Ở hơn 1.000 vạn năm trong lịch sử, còn lại thần tộc hoặc là không có giết, hoặc là quy thuận đế tôn, hoàn toàn tiếp thu đế tôn thống trị, cũng đi theo đối càn khôn thần tôn coi là đại ma đầu, đối với ngày xưa càn khôn thần tôn dưới tòa thần tộc triển khai đuổi giết. Mặc kệ là thiên tộc vẫn là thần tộc, đều là thống nhất đường kính, càn khôn thần tôn một mạch thần tộc liền không phải thần tộc là thiên ma dư nghiệt. Ai cũng có thể giết chết, ngàn vạn năm qua đều có một cái khẩu hiệu là, càn khôn dư nghiệt toàn sát chi. Vô tận năm tháng qua đi, trước kỷ nguyên công thần ngược lại trở thành ma đầu. Đây là thật lớn châm chọc. Nhưng đồng dạng đúng là như vậy oán niệm, làm càn khôn thần tôn một mạch mang theo oán niệm tồn tại xuống dưới, chỉ là từ chỗ sáng tới rồi chỗ tối, thần giới to lớn, há có thể giết sạch sẽ. Bất quá bảo tồn đến bây giờ, cũng không nhiều ít. Có chút còn lại là có đời thứ hai thần tộc hậu duệ, khá vậy như cũ kiên định tin tưởng vững chắc càn khôn thần tôn truyền nhân sẽ xuất hiện. Vô số tuế nguyệt chung, các nàng vẫn luôn đang chờ đợi. Dương Nghị Vân nghe xong với thiến giảng thuật, lại cũng có nghi hoặc hỏi, nói như thế tới ngươi hoặc là nói các ngươi đã biết ta thân phận. Với thiến nhìn Dương Nghị Vân nói, đường phi thăng chi môn rách nát kia một khắc, chúng ta sẽ biết, đây là càn khôn thần tôn ngôn ngữ, không có sai, ngươi xuất hiện sớm tại đoán trước bên trong. Chẳng qua thời gian chờ đợi có điểm dài quá. Về đế tôn cùng càn khôn thần tôn chi gian cái gì tiên đoán, đại kiếp nạn từ từ, ở thần giới một ít cổ xưa thế lực chung cũng không phải cái gì bí mật. Nói như vậy, Phục Hy thần hoàng ôn hòa ngàn hành thần vương cũng là càn khôn thần tôn một mạch. Dương Nghị Vân hỏi với thiến, bởi vì phía trước với thiến nói là dễ ngàn hành nói cho nàng, hắn hành tung, cho nên cố ý tiếp xúc hắn mà đến, là vì bảo hộ hắn. Đương nhiên cái này bảo hộ. Ở Dương Nghị Vân nơi này hiện tại muốn đánh cái chiết khấu. Với thiến nói, cũng không phải, Phục Hy thần hoàng ôn hòa ngàn hành này đó thần nhân, kỳ thật là năm đó cùng thiên tộc định ra hai tộc hòa bình minh ước người, chẳng qua bọn họ trong lòng rõ ràng bọn họ là phi thăng giả nhất tộc, là có lập trường, hơn nữa Phục Hy thần hoàng bản thân chính là cổ thần, là càn khôn thần tôn cái kia thời đại người, đối càn khôn thần tôn lý niệm là nhận đồng. Càng là rõ ràng, nếu đế tôn chân chính đi ra cuối cùng một bước, đến lúc đó đừng nói chúng ta này đó càn khôn dư nghiệt, chính là sở hữu phi thăng giả nhất tộc thần nhân đều đem sẽ bị thiên tộc hoàn toàn mạt sát. Từ đây lúc sau thiên giới cái này tam giới tối cao thế giới, sở hữu phi thăng giả nhất tộc rốt cuộc đừng nghĩ lây dính. Cho nên nói, ở đại cục thượng Phục Hy thần hoàng là muốn cùng chúng ta bảo trì nhất trí, đương nhiên nhiều năm như vậy, Phục Hy đại biểu cho thần tộc phi thăng giả một mạch cùng đế tôn chu toàn, cũng là cho chúng ta những người này phương tiện, nghiêm khắc lại nói tiếp. Phục Hy thần hoàng cũng coi như là người một nhà. Dương Nghị Vân nghe với thiến nói chuyện có chút vòng, nhưng cũng nghe được ra tới, Phục Hy thần hoàng là có thể tín nhiệm, này với hắn mà nói chính là chuyện tốt. Dù sao nghe tới, thần tộc bên trong cũng là rất loạn. Với hắn mà nói, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng đi tín nhiệm bất luận cái gì một phương, hắn chi tướng tin chính mình. Hiện tại hắn chỉ là một cái tiểu thần nhân mà thôi, còn với không tới này đó thần tộc thiên tộc đại lão. Trước mắt tới nói, có thể sống sót, mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, mới là hắn duy nhất phải làm. Hắn nhưng không thiên chân cho rằng, với thiên cái này càn khôn thần tôn một mạch người,
hiện tại đụng tới hắn cái này càn khôn thần tôn truyền nhân sau, là có thể quy thuận chính mình. Thế gian bất luận cái gì sự, đều sẽ không đơn giản như vậy. Thậm chí còn hắn đối với thiến hoặc là nói với thiến sau lưng càn khôn thần tôn một mạch càng thêm kiêng kỵ. Không thể nói vì cái gì, trực giác thượng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu là thật quang minh, cần gì phải ngay từ đầu liền phải ngụy trang thành một cái tiểu thần nhân tới tiếp cận hắn. Hơn nữa hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày đó Phục Hy trước khi đi thời điểm, truyền âm ở hắn trong óc một câu tới, Phục Hy viên lời nói là, không cần dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, cho dù là đối với ngươi người tốt, cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào trên người của ngươi có càn khôn hồ sự. Đây là Phục Hy nguyên lời nói, lúc ấy Dương Nghị Vân không cho là đúng, trong lòng còn nghĩ, những việc này tự nhiên, còn cần ngươi dặn dò. Hiện tại xem ra, có khác thâm ý. Ngươi, là như thế nào đột phá? Lúc này với thiến lại hỏi hắn một tiếng, đánh gãy hắn trầm tư. Dương Nghị Vân híp mắt nhìn với thiến nói như thế tới, ta có phải hay không ngươi thiếu chủ? Hắn rời đi đề tài, cũng không chuẩn bị trả lời với thiến vấn đề này. Với thiến sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng thực mau khôi phục bình tĩnh, trên mặt lộ ra tôn kính chi nhất, quỳ một gối xuống đất nói, đúng vậy thiếu chủ, càn khôn thần vệ với thiến bái kiến thiếu chủ, phía trước tình phi đắc dĩ. Cũng là phụng mệnh khảo sát ngài có phải hay không thiếu chủ thân phận, đều không phải là cố ý giấu giếm, còn thỉnh thiếu chủ chuộc tội. Dương Nghị Vân ha hả cười nói, đứng lên đi, ta không phải người nhỏ mọn, người đường đường thiên thần chi cảnh không cần thiết đối ta cái này tiểu thần nhân quỳ xuống. Dương Nghị Vân cũng không nghĩ tới với thiến thật đúng là nhận hắn vì thiếu chủ. Mãn đầu óc nghi hoặc, dựa vào cái gì cho rằng hắn chính là thiếu chủ. Chẳng lẽ cũng chỉ là một cái tiên đoán liền cho rằng hắn là càn khôn thần tôn truyền nhân, chính là bọn họ thiếu chủ. Dương Nghị Vân là không tin. Chính là kế tiếp với thiến một câu, lại là làm hắn trong lòng càng thêm nhận định chính mình suy nghĩ. Chỉ nghe với thiến nói, thiếu chủ lần này phụng mệnh mà đến, cũng là muốn mang thiếu chủ đi càn khôn thần điện, nơi nào có rất nhiều thần vệ cùng túc lão, định có thể bảo đảm thiếu chủ an nguy. Nói tới đây thời điểm, với thiến tạm dừng một lát. Nhỏ giọng nói, còn có chính là, thuộc hạ tới phía trước, túc lão có công đạo, không biết thiếu chủ trên người có thể cái gì càn khôn thần tôn truyền nhân tín vật. Dương Nghị Vân nghe trong lòng thẳng tắp cười lạnh, rốt cuộc tới. Bất quá trên mặt hắn bất động thần sắc nói, tín vật. Cái gì tín vật, ta một cái mới vừa phi thăng tiểu thần nhân, có thể có cái gì tín vật, gần nhất đã bị người đuổi giết, nếu không phải Phục Hy thần hoàng phái ra dễ ngàn hành cứu giúp, đã sớm đã chết, ai? Phục Hy thần hoàng cũng hỏi như vậy quá ta, nhưng ta trên người trừ bỏ này đem đồ long kiếm, cái gì đều không có, cái này có tính không tín vật. Dương Mỗ Nhân nửa thật nửa giả nói. Hắn trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, với thiến khả năng muốn hỏi chính là càn khôn hồ. Với thiến ánh mắt lập lòe một chút, nói cái này. Ta cũng không biết, thỉnh thiếu chủ đi theo ta đi càn khôn thần điện tự nhiên có túc lão phán đoán. Càn khôn thần điện. Đây là Dương Nghị Vân lần thứ hai từ với thiến trong miệng nghe được. Tên này hắn chính là một chút đều không xa lạ. Càn khôn hồ trung hỗn độn chỗ sâu trong chính là càn khôn thần điện, cũng là hắn cho rằng càn khôn hồ lực lượng nơi phát ra nơi. Dựa vào càn khôn thần điện lực lượng, Dương Nghị Vân chính là chiến thắng một đám địch nhân, tránh thoát lần lượt sinh tử. Không nghĩ tới với thiến trong miệng cũng nói ra càn khôn thần điện, bất quá hắn biết với thiến trong miệng theo như lời càn khôn thần điện hẳn là chỉ là một cái địa phương. Là càn khôn dư nghiệt ẩn thân nơi. Như vậy tưởng tượng nói, hắn cảm thấy càn khôn thần tôn thật là có một ít người theo đuổi tồn tại, bất quá thời gian trôi qua lâu lắm, ai biết này đó người theo đuổi hiện tại tâm cảnh, còn có phải hay không lúc trước sơ tâm. Hơn nữa với thiến muốn mang theo hắn đi càn khôn thần điện, thấy cái gì túc lão, nghe tới là muốn nghênh đón hắn cái này thiếu chủ trở về. Nhưng sự thật đúng là như vậy sao? Dương Nghị Vân cảm thấy chưa chắc. Hắn đầu óc nước vào mới có thể đi. Càng là này chung cái gì càng là ai cũng không thể tin, chỉ có thể tin chính mình. Quỷ tài đi theo không đi cái gì càn khôn thần điện thấy cái gì túc lão. Thật mẹ nó cùng thành ý, thực sự có như vậy cao thượng tín ngưỡng, sợ là cái gì túc người quen cũ từ trước đến nay nghênh đón hắn, hà tất làm với thiến như vậy tiểu lâu lâu trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn, còn làm bộ là cái tiểu thần nhân, rõ ràng là chính là thiên thần chi cảnh, trang như vậy vất vả làm gì. Dương Nghị Vân ở trong lòng phun tào thời điểm. Trong óc cũng nghĩ đến, phía trước với thiến thật là vì hắn cùng trung niên thiên thần đánh bạc mệnh đi. Điểm này đến là không nghĩ ra, bất quá cũng không có gì, đụng tới cái loại này tình huống, liền tính không vì hắn,
với Thiến cũng trốn không thoát, muốn cùng Trung Niên Thiên Thần đại chiến. Đối với Thiến đưa ra vấn đề, Dương Nghị Vân trong lòng phun tào về phun tào, nhưng trên mặt tự nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, hơn nữa hắn muốn phối hợp mới được, ra vẻ trầm tư gật đầu nói, nếu các ngươi cho rằng ta là cái gì Càn Khôn Thần Tôn truyền nhân, như vậy làm truyền nhân, ta đích xác hẳn là đi theo ngươi đi gặp bọn họ, bất quá tạm thời không thể được. Nếu đi tới này cổ chiến trường, tự nhiên muốn ở chỗ này đi lên một chuyến mới được, ít nhất ta muốn ở chỗ này đột phá đến thiên thần chi cảnh, hơn nữa nếu đã đi tới quặng mỏ, nói tốt muốn tìm thần thạch, vậy không thể đến không, kế tiếp chúng ta đi tìm thần thạch đi. Với Thiến nghe Dương Nghị Vân như vậy vừa nói, tức khắc có chút sốt ruột nói, thiếu chủ chúng ta chém giết phía trước thiên thần cùng mấy cái thiên nhân, nếu mau rời khỏi, đến lúc đó khả năng sẽ đến càng cường đại thiên thần đuổi giết. Cho nên chúng ta vẫn là sớm một chút đi Càn Khôn Thần Điện, tới nơi nào thiếu chủ liền an toàn. Dương Nghị Vân trong lòng chỉ là cười lạnh một chút, lại là lắc đầu nói, tiếp tục đi thôi, ta hiện tại nơi này thử thời vận, ngươi nếu muốn hồi liền trở về đi. Nói xong Dương Mẫu Nhân lo chính mình tùy tiện lựa chọn một cái quặng mỏ chuẩn bị đi vào. Với Thiến sắc mặt hơi đổi, sự tình phát triển mất khống chế, hoặc là nói Dương Nghị Vân thực lực quấy rầy nàng kế hoạch, phía trên công đạo xuống dưới sự. Xem ra tới không hảo hoàn thành. Mặc kệ là thiên thần xuất hiện, vẫn là Dương Nghị Vân tu vi tăng lên đều là nàng không đoán trước đến. Thoạt nhìn nàng muốn cho Dương Nghị Vân đi theo nàng đi Càn Khôn Thần Điện là không quá khả năng, nhìn đến Dương Nghị Vân phải hướng cái thứ ba quặng mỏ đi đến, nàng cũng bất chấp cái gì, vội vàng mở miệng nói thiếu chủ cái thứ ba quặng mỏ không thể tiến. Dương Nghị Vân một đốn quay đầu lại nhìn về phía với Thiến, hắn đảo muốn nghe nàng nói như thế nào. Trên thực tế từ lúc bắt đầu với Thiến liền chỉ lộ tiến vào, Dương Nghị Vân liền biết nàng là có cái gì ý tưởng, nói cách khác, nơi này quặng mỏ chi lộ với Thiến tất nhiên là quen thuộc. Dương Mẫu Nhân hiện tại là ai cũng không tin, hắn liền tin chính mình. Mặt khác, với Thiến nói cái thứ ba quặng mỏ không thể tiến, kia hắn liền phản tới, tiến vào cái thứ ba quặng mỏ chính là hắn lựa chọn. Với Thiến nói, nơi này ta đã tới, ba cái quặng mỏ chung, chúng ta hẳn là đi cái thứ hai quặng mỏ. Không xa từ nơi này tiến vào cái thứ hai quặng mỏ, chúng ta là có thể từ thần thạch mạch khoáng bên kia đi ra ngoài, do đó làm ơn thiên nhân tộc đuổi giết. Kia cái thứ ba quặng mỏ cùng cái thứ nhất quặng mỏ đâu? Dương Nghị Vân hỏi. Cái thứ nhất quặng mỏ tiến vào lúc sau, đồng dạng có thể đi ra ngoài, nhưng lại sẽ phản hồi thần thức cốc, đến lúc đó chưa chừng sẽ bị thiên nhân tộc vây đổ, đến nỗi cái thứ ba quặng mỏ ta chưa tiến vào quá, nhưng nghe nói là thẳng vào dưới nền đất chỗ sâu trong. Nơi này là cổ chiến trường, phát sinh qua biến dị vạn vật sinh linh rất nhiều, có chút là cao giai sinh linh, không thể trêu chọc, còn có nghe đồn thần thức khe còn dư ở rất nhiều tà linh sinh vật, tiến vào sau chính là tử lộ một cái, cho nên ngàn vạn tiến không được. Dương Nghị Vân sau khi nghe xong nhếch miệng cười, hắn nhìn với Thiến, lại nhìn cái thứ hai quặng mỏ chậm rãi nói, với Thiến ngươi phi thường thông minh, nhưng là ta không thích bị người lừa, ngươi nói cái gì Càn Khôn Thần Điện, cái gì Càn Khôn Thần Vệ. Cái gì thiếu chủ, túc lão từ, tổng cho ta một loại trong lòng hốt hoảng cảm giác. Còn có chính là nếu ngươi cho rằng ta thiếu chủ, nếu các ngươi cái gì túc lão muốn gặp ta, chúng ta không quang minh chính đại. Cố tình làm việc từ với bắt đầu liền che giấu giấu, đến lúc này ngươi vẫn là ở che giấu giấu, ha ha, nếu không có đoán sai nói, cái thứ hai quặng mỏ chung chỗ nào đó sợ là còn có ngươi đồng lõa đi. Sợ là đến lúc đó ta nếu là đi vào, kia đã có thể thật không phải do ta chính mình. Mặc kệ là các ngươi có phải hay không cái gì Càn Khôn Thần Tôn một mạch, cho ta trên đầu thêm quang hoàn, chụp mũ, dù sao ta là không tin, ta cũng chưa nói quá ta là Càn Khôn Thần Tôn truyền thừa, đó là ngươi cho rằng, từ giờ trở đi các lộ, đừng ở đi theo ta, chúng ta chi gian huề nhau, nếu là ngươi lại đi theo ta, cũng đừng trách ta không khách khí, tái kiến, Nga không đúng, không bao giờ gặp lại. Dương Nghị Vân lần này nói xong, vèo một chút hóa thành một trận gió giống nhau vọt vào cái thứ ba quặng mỏ. Dương Nghị Vân căn bản liền không tin tưởng với Thiến lời nói cái thứ ba quặng mỏ tiến vào sau có cái gì tà linh sinh vật, hắn chỉ biết tuyệt đối không thể đi cái thứ hai quặng mỏ là được rồi. Thiếu chủ, với Thiến nhìn Dương Nghị Vân trốn giống nhau vọt vào cái thứ ba quặng mỏ, tức khắc khẩn trương, muốn chuẩn đi vào nhưng chung quy không nhúc nhích, mà là một dậm chân đi tới cái thứ hai quặng mỏ trước, ngón tay một chuyến một giọt tinh huyết xuất hiện, lấy tinh huyết vì mặc khắc họa ra một đạo khắc văn, ngay lập tức thần quang chợt lóe. Hướng về cái thứ hai quặng mỏ bay đi. Nếu có người ở đây liền sẽ nhận được đây là thần nhân chi gian thần huyết đưa tin phù, phi cấm kỵ tình huống không thể dùng, bởi vì rốt cuộc hao phí chính là tự thân thần huyết,
bất quá loại này một tự thân tinh huyết đưa tin phương thức lại là nhanh nhất, cơ hồ khoảnh khắc công phu là có thể đến. Với Thiến không đuổi theo Dương Nghị Vân, liền ở cái thứ hai quặng mỏ khẩu chờ. Dương Nghị Vân đoán đúng rồi, đích xác cái thứ hai quặng mỏ nơi nào đó có nàng đồng bạn tiếp ứng. Đối với Dương Nghị Vân tin tức hành tung, bọn họ cũng không phải từ dễ ngàn hành trong miệng biết được, mà là từ Dương Nghị Vân xuất hiện đã bị theo dõi, cũng hiểu biết tới rồi Dương Nghị Vân bị Phục Hy Thần Hoàng mang đi, cho nên vẫn luôn ở chú ý người Hoàng đảo, thẳng đến Dương Nghị Vân từ người Hoàng đảo ra tới sau, nàng phụng mệnh tiến đến thăm đế, nửa đường toàn bộ đụng phải ngàn động cùng cái kia trung niên thần nhân, đơn giản liền gia nhập trong đó, hơn nữa dẫn đường ngàn trước động tới tìm Dương Nghị Vân. Ngay từ đầu hết thảy đều ở chỗ Thiên khống chế, nàng nghĩ dẫn đường Dương Nghị Vân tiến vào thần thức cốc quặng mỏ, sau đó cùng những người khác hội hợp, đem Dương Nghị Vân mang đi cho các nàng chủ tử. Như thế ở cổ chiến trường hết thảy đều bố cục hảo, hơn nữa còn có thể thoát khỏi thiên nhân tộc truy kích, ai biết thiên nhân tộc tới nhanh như vậy. Càng là không nghĩ tới Dương Nghị Vân cảnh giác tính phi thường chi cao, cái này hoàn toàn thoát ly nàng khống chế, nếu là phía trước, Dương Nghị Vân chỉ là cái tiểu thần nhân. Nàng sẽ không chút do dự đuổi theo Dương Nghị Vân đem hắn mạnh mẽ bắt lấy, nhưng hiện tại không được, chính mắt thấy Dương Nghị Vân nháy mắt công phu từ sơ giai thần nhân chi cảnh đạt tới thượng giai thần nhân đỉnh chi cảnh, hơn nữa chém giết 9 đại thượng giai thiên nhân, lại huy kiếm xử lý trung niên thiên thần, cứ việc chém giết thiên thần thời điểm cũng có nàng hiệp trợ. Nhưng Dương Nghị Vân bày ra tới thời điểm, như cũ làm với Thiến kiêng kỵ, tuyệt đối có thể cùng sơ giai thiên thần chiến đấu, nàng không có chút nào nắm chắc bắt lấy Dương Nghị Vân. Cho nên chỉ có thể đưa tin cấp đồng bạn thương lượng, và lại có một chút nàng chưa nói dối, cái thứ ba quặng mỏ thật là thông hướng thần thạch khe đế lộ, là một cái không biết nơi, nghe đồn thần thạch khe đế có tà linh chờ sinh linh tồn tại, đều không phải là hư ngôn, nàng không dám mạo hiểm, chỉ có thể chờ đồng bạn đã đến thương nghị. Ước chừng thời gian trôi qua 5 phút sau, cái thứ hai quặng mỏ khẩu xuất hiện 9 đạo thần quang, nháy mắt hóa thành vài người, 9 thiên thần, có nam có nữ. 10 sư muội. Sao lại thế này? Cầm đầu một người thiên thần lại là thượng giai thiên thần, nhíu mày hỏi với Thiến. Đại sư huynh là cái dạng này. Với Thiến cũng chưa kịp cùng những người khác chào hỏi, vội vàng bắt đầu nói Dương Nghị Vân tình huống. Đến nỗi bọn họ mấy cái, đều là thiên thần cấp bậc, cũng là thuộc về Càn Khôn thần điện mỗ vị thần vương dưới tòa thiên thần, đều là lấy sư huynh muội tương xứng, đều quen thuộc. 10 cái người chung đại sư huynh là thượng giai thiên thần, dư giả 3 người chung giai thiên thần. Dư lại tất cả đều là sơ giai thiên thần bao gồm với Thiến. Dăm ba câu với Thiến nói xong Dương Nghị Vân sự tình, có chút thấp thỏm nhìn đại sư huynh, chờ hắn làm ra quyết đoán. Việc này không trách ngươi, Dương Nghị Vân kia tiểu tử nghe thần vương đại nhân ý tứ chính là chúng ta một mạch vị kia pháp thần túc lão điểm danh muốn người, Càn Khôn thần điện đã ám lưu dũng động, chúng ta này một mạch có thể hay không xuất đầu liền ở Dương Nghị Vân kia tiểu tử trên người, mặc kệ nơi này vì không nguy hiểm chúng ta không lựa chọn. Chúng ta làm không sự tình tốt, thần vương đại nhân chịu liên lụy, vị kia túc lão pháp thần cũng không tha cho chúng ta, còn có chính là thiên nhân tộc tất nhiên sẽ lại phái người tới. Cho nên chúng ta muốn đuổi ở thiên nhân tộc phía trước tìm được kia tiểu tử, liền tính là giết, cũng muốn bắt được kia tiểu tử trên người đồ vật, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp truy. Vị này đại sư huynh quyết đoán làm ra quyết định. 10 đại thiên thần tiến vào đệ tam quặng mỏ, truy kích Dương Nghị Vân. Việc này ở cổ chiến trường ngoại, hỏa thần vương tức giận bùng nổ, lại là thu được hắn phái ra thiên thần trước khi chết đưa tin tức, không nghĩ tới Dương Nghị Vân kia tiểu tử cư nhiên thực lực đại trướng, phản giết hắn phái đi người, ghê tởm hơn chính là cư nhiên xuất hiện Càn Khôn dư nghiệt, hỏa thần vương biết những cái đó Càn Khôn dư nghiệt tự nhiên cũng là theo dõi Dương Nghị Vân. Cái này nhưng thật ra có chút đau đầu. Lập tức hắn làm ra quyết đoán, chuẩn bị lại phái người tiến đến. Trong tay vừa lật một đạo ngọn lửa phóng lên cao, hỏa thần vương mở miệng nói, tốc phái 20 danh thượng giai thiên thần tiến đến. Nếu không phải hắn cảm thụ chính mình bị không gian thần vương nhìn chằm chằm đến gắt gao, cũng không thể kéo xuống mặt tự mình ra tay, chính hắn liền ra tay. Hiện tại triệu hoán tới 20 danh thượng giai thiên thần, lại cũng là cũng đủ bắt lấy Dương Nghị Vân. Không một hồi mà hỏa thần vương đỉnh đầu mở ra một đạo ngọn lửa môn hộ, một đám thượng giai thiên thần nối đuôi nhau mà ra. Cùng kêu lên nói, bái kiến hỏa thần vương. Tiến vào cổ chiến trường giết Dương Nghị Vân, hỏa thần vương lạnh như băng hạ lệnh, vung tay lên khắc hỏa hạ một đạo khắc văn, đây là truy kích phù chú, theo đi tìm. Tuân lệnh, 20 danh thượng giai thiên thần tiến vào cổ chiến trường thần thức cốc mà đi. Dương Nghị Vân lại là còn không biết,
cư nhiên có hai đại thế lực, thêm lên 30 danh thiên thần đã bắt đầu truy kích hắn. Từ hắn tiến vào cái thứ ba quặng mỏ, đối với Thiến thả ra lời nói sau, liền một hơi trực tiếp nghĩ quặng mỏ chỗ sâu trong vọt đi vào, hắn trực giác nói cho hắn, với Thiến có đồng lõa, hắn sẽ có đại nguy hiểm, vì thế chút nào không dừng lại. Vẫn luôn chạy như điên ở quặng mỏ chung. Này vừa đi chính là 3 ngày 3 đêm, tuy là trong thân thể hắn thần lực sung túc, cũng có một tia mỏi mệt, hơn nữa hắn phát hiện cái này quặng mỏ cư nhiên không còn có phân nhánh khẩu xuất hiện, cũng là trực tiếp xuống phía dưới kéo dài quặng mỏ thật đúng là chính là đi dưới nền đất. Bất chi bất giác có chút ý tứ hàn ý xuất hiện, Dương Nghị Vân ngừng lại, một mông ngồi dưới đất, chuẩn bị nghỉ một chút. Dù sao cũng đi rồi rất xa thực thần, cũng không phát hiện phía sau có truy binh. Hô! Dưới tòa tới phun ra một ngụm chọc khí, Dương Nghị Vân cười khổ một chút, cảm thấy không cần thiết quá mức khẩn trương, hảo đến hắn hiện tại là thượng giai thần nhân đỉnh tu vi, luận thực lực có đổ long kiếm nơi tay đã có thể cùng thiên thần chém giết, cũng không có gì sợ quá. Nói lên thực lực tăng lên, kỳ thật chính hắn trong đầu đều có chút vô pháp tưởng tượng, nháy mắt hắn liền từ sơ giai thần nhân tới thượng giai thần nhân chi cảnh. Nghĩ đến chính mình tu vi tăng lên, Dương Nghị Vân theo bản năng vươn cánh tay trái nhìn giống nhau chính mình càn khôn hồ đồ án. Thực lực tu vi có thể tăng lên, nói đến cùng hết thảy đều là bởi vì càn khôn hồ thế giới những cái đó cao treo ở phía chân trời thần ma nguyên thần năng lượng công lao. Dương Nghị Vân hồi tưởng khởi phía trước. Với Thiến chặn thiên thần đem hắn đẩy mạnh đệ nhị quặng mỏ đào tẩu, hơn nữa bày ra kết giới. Nhưng là hắn đích xác theo bản năng là chạy thoát. Nhưng lại là ở vài phút sau, hắn ngừng lại. Trốn không phải phong cách của hắn, làm một nữ nhân cứu cũng không phải phong cách của hắn, cứ việc nhưng là với Thiến tản mát ra thiên thần hơi thở, nhưng ở hắn bực này đại nam tử trong mắt như cũ là nữ nhân. Hắn Dương Nghị Vân còn chưa tới dựa nữ nhân nông nỗi. Vì thế Dương Nghị Vân dừng lại, muốn quay trở lại. Chính là hắn biết lấy hắn tu vi tự nhiên là không đủ cái thiên thần một trận chiến, muốn tăng lên tu vi phải có thực lực a. Như vậy đoạn thời gian nội sao có thể tăng lên thực lực tu vi? Kỳ thật thật là có. Người khác làm không được, nhưng là hắn Dương Nghị Vân là ngoại lệ. Bởi vì hắn có càn khôn hồ. Càn khôn hồ cắn nuốt thần mộ viên lúc sau xuất hiện 3.000 thần ma nguyên thần năng lượng chính là hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên tu vi thực lực át chủ bài. Điểm này lúc trước ở sân thượng hắn sẽ biết. Lúc trước ở sân thượng đại chiến 3 cái thiên nhân không địch lại, Dương Nghị Vân cho mỗi người một phần thần ma nguyên thần, làm đại gia đột phá tới rồi thần nhân chi cảnh. Cuối cùng chém giết 3 cái thiên nhân. Khi đó khởi hắn sẽ biết càn khôn hồ thế giới phía chân trời cao quải 3.000 thần ma nguyên thần năng lượng có gì chờ tác dụng, là có thể tăng lên thực lực tu vi vũ khí sắc bén, chẳng qua không thể dễ dàng sử dụng. Bởi vì mọi việc có lợi có tệ, thần ma nguyên thần năng lượng là tiến giai vũ khí sắc bén thần vật, nhưng nói đến cùng là lối tắt chi lộ, là lối tắt tất nhiên sẽ có hậu di chứng. Điểm này Dương Nghị Vân chính mình rõ ràng. Ngày đó hắn cùng hoa sen đen đám người cùng nhau hấp thu một viên thần ma nguyên thần năng lượng, có rất sâu thể hội. Tuy nói thực lực tăng lên, nhưng lại là hiểu được thượng không có chút nào thúc đẩy, này liền dẫn tới hắn sẽ ở thi triển thần pháp thời điểm ở vào hoàn cảnh xấu. Phải biết rằng ở trong chiến đấu thần lực mạnh yếu cố nhiên quan trọng, nhưng đồng dạng thăng cấp bản pháp hiện tại xưng là thần pháp chi thuật càng vì quan trọng. Chỉ cần thần lực tăng lên cảnh giới hiểu được không có chút nào tăng trưởng, đây là không được. Còn có một ít di chứng Dương Nghị Vân đều cảm thụ không đến, nhưng trực giác nói cho hắn tuyệt đối sẽ không tiểu, hơn nữa ở một cái giai đoạn nội liên tục hấp thu thần ma nguyên thần thần thể đều là không chịu nổi. Tốt nhất trạng thái là ở mỗi một cái đại cảnh giới thời điểm để tăng lên hấp thu càn khôn hồ nội thần ma nguyên thần năng lượng, mới là tốt nhất lựa chọn. Nhưng hắn ở suy xét với Thiến bị đổ, hắn làm một người nam nhân không thể quay đầu đào tẩu thời điểm, cũng cố không được nhiều như vậy, trực tiếp liền hấp thu đệ nhị viên thần ma nguyên thần. Hơn nữa lúc này đây hấp thu một viên thần ma nguyên thần năng lượng so với lần đầu tiên ở sân thượng hấp thu cường đại hơn thượng một cái cấp bậc. Cho nên hắn nhất cử đột phá tới rồi thượng giai thần nhân đỉnh chi cảnh. Hắn càn khôn hồ nội 3.000 thần ma nguyên thần năng lượng, tự nhiên là cấp bậc bất đồng, lần đầu tiên hấp thu chỉ là hắn tìm ra thấp kém nhất cấp năng lượng, lần thứ hai hấp thu một viên rõ ràng cường đại hơn nhiều, hắn cũng không tưởng quá nhiều liền hấp thu. Quả thật hiệu quả là vô cùng cường đại. Ngay lập tức công phu hắn liền đến đạt thượng giai thần nhân đỉnh chi cảnh, kém một bước đó là thiên thần, đáng tiếc đại cảnh giới trạm kiểm soát cũng không phải như vậy nhẹ nhàng là có thể đột phá, thế cho nên hắn chỉ có thể dừng lại ở thượng giai thần nhân chi cảnh giai đoạn. Cũng may đích xác hắn là thực lực cường đại rồi,
phối hợp thượng đồ long kiếm bực này thuộc về thiên cấp bậc pháp thần thần kiếm, chém giết thiên thần cùng chín thượng giai thiên nhân. Thành công cứu với Thiến, hoặc là nói còn thượng một ân tình, nhưng đồng thời cũng phát hiện với Thiến không thích hợp. Dương Nghị Vân có thể từ một phàm nhân đi bước một đi đến thần giới, tuy rằng ở thần giới xem như cái tiểu thần nhân mà thôi, nhưng hắn Dương Mỗ Nhân giang hồ lịch duyệt chút nào không kém, tự nhiên có thể nhìn ra một ít vấn đề, hắn hiện tại là ai đều không thể tin tưởng. Với Thiến hỏi hắn có hay không càn khôn thần tôn cái gì tín vật bắt đầu, khiến cho hắn trong lòng cảnh giác. Cơ hồ không cần thâm nhập suy nghĩ, hắn đều có thể đoán được với Thiến sau lưng người, có lẽ đều không phải là muốn nghênh đón hắn cái này cái gì thiếu chủ, mà là tưởng được đến càn khôn thần tôn tín vật. Cái này tín vật đó là càn khôn hồ cũng hoặc là thần mộ viên, dù sao hai người đều giống nhau, hiện tại hợp hai làm một. Càn khôn hồ không hề nghi ngờ là chí bảo, là hắn căn bản, mà thần mộ viên chung lớn nhất bí mật chính là 3.000 thần ma nguyên thần năng lượng. Điểm này Dương Nghị Vân hấp thu hai viên cũng đã thể hiện ra thật lớn vô cùng giá trị, không chút nào khoa trương nói, 3.000 thần ma năng lượng là có thể tạo thần. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì 3.000 thần ma nguyên thần năng lượng là vô cùng cường đại vọt vào năng lượng, từ lớn nhỏ không đồng nhất, năng lượng không đợi liền có thể phỏng đoán ra, này đó nguyên thần sinh thời tất nhiên đều là các cấp bậc giai tầng thần ma. Hắn hấp thu hai viên cùng cấp hoa sen đen đám người những cái đó đều chỉ là càn khôn hồ thế giới phía chân trời chung 3.000 thần ma nguyên thần chung nhỏ yếu nhất, gần là nắm tay tiểu nhân nguyên thần năng lượng là có thể làm hắn từ sơ giai thần nhân nhảy trở thành thượng giai thần nhân đỉnh, như vậy. Hắn càn khôn hồ thế giới phía chân trời còn có thật lớn đến hơn 1.000 mét đường kính nguyên thần năng lượng sẽ là cái gì cấp bậc đâu. Dương Nghị Vân vô pháp tưởng tượng. Đương nhiên nói là hơn 1.000 mét đường kính chỉ là năng lượng quang mang chiếu xạ. Trên thực tế trung tâm cũng không có như vậy đại. Hơn nữa lại nói tiếp là nguyên thần năng lượng, kỳ thật Dương Nghị Vân hấp thu lúc sau mới biết được, chuẩn xác mà nói hẳn là gọi là thần hạch chỉ là nội loại có nguyên thần hơi thở, nhưng đều là tinh thuần vô cùng năng lượng thể. Tạm thời vẫn là xưng là nguyên thần năng lượng đi. Tóm lại Dương Nghị Vân biết có này đó năng lượng thể tồn tại, hắn tu vi chi lộ chính là siêu cấp thần tốc thông đạo, theo hắn tu vi cảnh giới tăng lên, không ngừng đi hấp thu này đó năng lượng thể. Hoàn toàn có thể gặp được tương lai hắn tu vi tất nhiên sẽ như ngồi hỏa tiễn giống nhau tăng lên. Dựa theo nghĩ như vậy tới, thật đúng là đừng nói, hắn đích xác có thể cùng đế tôn cạnh tranh một chút thần giới chi chủ. 3.000 thần ma nguyên thần năng lượng, hắn nghĩ đến mới là càn khôn thần tôn lưu lại tài phú, cũng có thể cũng là với Thiến sau lưng người muốn từ trên người hắn được đến đồ vật. Tóm lại hắn phát hiện chính mình rốt cuộc có tư bản. Này đó năng lượng thể. Chính là hắn nhanh chóng tăng lên át chủ bài, cũng sẽ là hắn bảo mệnh chi vật. Hắn hiện tại ai đều không tin, liền tin chính mình. Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật hắn thật là có tư bản. 3.000 thần ma nguyên thần năng lượng cung cấp hắn tu luyện, mà càn khôn hồ nội không gian thời gian là 1:1.000, thời gian này có thể dùng để hiểu được tiêu hóa hấp thu nguyên thần năng lượng, lẫn nhau chi gian làm đền bù, tất nhiên có thể mau theo tăng lên tu vi. Bất quá trước mắt. Hắn đầu tiên muốn chạy trốn xa một chút, hắn biết với Thiến sẽ không từ bỏ, thiên nhân tộc sẽ không từ bỏ đuổi giết hắn. Hiện tại là phi thăng nhất tộc cùng thiên nhân tộc đều ở tìm hắn. Một phương là tưởng được đến trên người hắn càn khôn hồ, bởi vì đây là càn khôn thần tôn chí bảo, đối với bọn họ tới nói chính là chống đỡ dã tâm chí bảo, phe bên kia là trực tiếp muốn hắn chết. Ha ha, đều muốn lão tử mệnh a nhưng là lão tử cố tình sẽ không cho các ngươi như nguyện. Dương Nghị Vân tự nói tự diễu. Hắn không nghĩ tới là đều là phi thăng nhất tộc thần tộc, cũng đều không phải là bền chắc như thép, có lẽ chỉ có Phục Hy hắn có thể tín nhiệm đi. Đi rồi. Tiếp tục thâm nhập mà đi, hắn tạm thời yêu cầu tránh né, nghĩ cách hoàn toàn tiêu hóa rớt trong cơ thể hấp thu thần ma nguyên thần năng lượng, nghĩ cách phá trạm kiểm soát bước vào thiên thần chi cảnh, hắn là có thể tiếp tục hấp thu thần ma nguyên thần năng lượng, chỉ cần làm hắn bước vào thiên thần chi cảnh giới, hắn liền có tự bảo vệ mình chi lực. Cho đến lúc này, tới nhiều ít hắn giết nhiều ít. Trong lòng nghẹn một hơi, Dương Nghị Vân tiếp tục nghĩ quặng mỏ chỗ sâu trong mà đi. Đi vào thần giới lúc sau, ngược lại thành người khác trong mắt cái đinh trong mắt. Ta mẹ nó chiêu ai chọc ai. Dương Nghị Vân trong lòng mắng. Bất chi bất giác hắn cảm giác quặng mỏ chung oi bức lên. Ánh sáng cũng tương đối ảm đạm. Nhưng như cũng không ảnh hưởng thị lực, trong lúc vô ý hắn nhìn thoáng qua động bích hai sườn. Lại là phát hiện dấu vết đã không đúng rồi, từ lúc bắt đầu tiến vào thời điểm quặng mỏ đều là có rõ ràng nhân công mở dấu vết, tất nhiên là đào quặng thần nhân sở lưu.
Lúc này nhìn lại là phát hiện quặng mỏ hai sườn dấu vết, không phải như vậy quy tắc, không có tới mở dấu vết, ngược lại xuất hiện từng đạo vết chảo giống nhau, tựa hồ nhìn như là nào đó lợi chảo tùy ý khai đào ra giống nhau. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng có chút lo lắng, thả chậm tốc độ. Hắn không biết lại đi phía trước đi đến, sẽ tới địa phương nào, dù sao từ địa thế trông được, hắn đã thâm nhập tới rồi thần thạch mạch khoáng chỗ sâu trong. Với Thiến ở phía trước nói không thể đi, có cái gì tà linh sinh vật từ từ, hắn lúc ấy không cho là đúng, hiện tại xem ra có lẽ thật đúng là tồn tại cái gì. Dương Nghị Vân do dự lên. Nơi này là thần giới, nếu đụng tới cái gì cường đại thần thú hung thú linh tinh, hắn thật đúng là không biết như thế nào ứng đối. Bất quá nghĩ đến thần giới sinh vật tất nhiên là muốn so tiên giới cường đại nhiều. Liền ở hắn dừng lại do dự hết sức, lại là nghe được phía sau quặng mỏ truyền đến thanh âm, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng hắn ở cảm giác chung vẫn là cảm nhận được. Tức khắc sắc mặt biến đổi, cắn răng một cái tiếp tục nhanh chóng tiến đến. Hắn biết phía sau có người đuổi tới. Đến nỗi là với Thiến vẫn là thiên nhân tộc, với hắn mà nói đều quan trọng, đều là địch nhân. Hiện tại với hắn mà nói, phía trước liền tính là đầm rồng hang hổ, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục xông vào. Chỉ chớp mắt Dương Nghị Vân trong tầm mắt rộng mở thông suốt lên. Bất chi bất giác tới rồi quặng mỏ một cái khác hoàn cảnh. Nơi này là một bên khác thiên địa, Dương Nghị Vân không nghĩ tới ở quặng mỏ chỗ sâu trong còn có như vậy địa phương. Từng ngụm ngọn lửa chỉ hiện ra ở trước mắt, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, tản ra nùng liệt ngọn lửa, nơi này tựa hồ là tự nhiên thành hình giống nhau. Trừ bỏ ngọn lửa chỉ còn có từng cây thạch thụ, nhìn qua như là ngọn lửa phun trào hòa tan mạch khoáng thụ. Thạch lâm, ngọn lửa chỉ đập vào mắt đều là. Giây tiếp theo Dương Nghị Vân đồng tử co rút lại một chút, lại là thấy được trên mặt đất có rơi dụng bạch cốt giá, có người có nào đó đại hình thú loại, cũng không biết đi qua nhiều ít năm, như cũ không có hủ hóa, lại còn lấp lánh tản ra thần quang. Nơi này tuyệt đối không phải cái gì thiện mà. Dương Nghị Vân trong lòng nói thầm. Nhưng hiện tại hắn là không lựa chọn, mặt sau có truy binh, lúc này hắn đứng ở tiến vào này một mảnh thạch lâm, ngọn lửa chỉ khu vực, tiến thối không lựa chọn. Dương Nghị Vân một bước ra, tiến vào tối tăm vô cùng tạp thạch lâm trong ngọn lửa. Nơi này đích xác nguy hiểm, nhưng với hắn mà nói, tự nhiên hoàn cảnh nguy hiểm không có mặt sau người nguy hiểm lớn hơn nữa. Từ một cái khác góc độ tới giảng, nơi này không biết nguy hiểm, đối hắn có nguy hiểm, đối mặt sau truy binh đồng dạng có nguy hiểm. Tiến vào lúc sau đại gia đối mặt nguy hiểm đều là giống nhau, nhìn như mạo hiểm ngược lại là một loại bảo hộ. Không có gì so hiện tại càng thêm không xong. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, những lời này Dương Nghị Vân nghĩ đến có điểm khuếch đại, nhưng lại rất thích hợp hắn hiện tại. Tiến vào thạch lâm lúc sau, Dương Nghị Vân cảm giác như là tiến vào một cái nặng nề âm u lại lửa nóng khó nhìn thế giới. Nơi này ánh sáng tối tăm, lại có ngọn lửa muộn chung không ngừng phát ra khói đặc. Hơn nữa từng cây thạch lâm đen nhánh, đỉnh đầu phía trên sương mù bao phủ cũng không biết có phải hay không một cái thật lớn hang động đá vôi cũng hoặc là một phương thế giới. Dù sao nơi này oi bức, áp lực, làm hắn cảm giác thở không nổi, phi thường khó chịu. Bất quá cũng có chỗ lợi là, có thể che giấu tránh né. Hắn thần thức ở chỗ này căn bản vô pháp phóng xuất ra tới, này cũng đã nói lên mặt sau địch nhân nếu là tiến vào cũng đồng dạng sử dụng không được thần thức, đầu tiên ở hoàn cảnh thượng đại gia sẽ là công bằng. Tùy tiện tìm một gốc cây thạch thụ đều có thể tránh né. Về phương diện khác Dương Nghị Vân cảm giác nơi này trong không khí có một loại kỳ quái hương vị, hắn vội vàng phong bế khiếu huyệt, không hề nghi ngờ sương mù dày đặc hoặc là khói đặc là có độc. Bất quá Dương Nghị Vân lại là trong đầu toát ra một cái ý tưởng. Đúng lúc này hắn nghe được quặng mỏ truyền đến rõ ràng tiếng bước chân, tựa hồ người còn không ít. Trong lòng vừa động, trực tiếp tiến vào càn khôn hồ chung. Hắn lựa chọn địa phương ở một chỗ thạch thụ, bản tôn tiến vào càn khôn hồ sau, càn khôn hồ tự nhiên liền bại lộ ở bên ngoài, bất quá cũng may nơi này là thạch thụ ngầm, càn khôn hồ phi thường tiểu, chính là lọ thuốc hít giống nhau, hơn nữa cũng không có năng lượng dao động phát ra, hơn nữa nơi này không thể sử dụng thần thức, nếu không lưu ý căn bản phát hiện không được. Đây là thực mạo hiểm hành vi, nhưng với hắn mà nói đã không có cách nào. Nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên là không dám đem càn khôn hồ bại lộ bên ngoài. Tuy rằng mạo hiểm, nhưng lại so với hắn chính mình cái này đại người sống ở bên ngoài muốn an toàn nhiều. Hắn tiến vào càn khôn hồ có ba cái suy xét, đều không phải là đầu nóng lên kết quả. Thứ nhất, tự nhiên là vì tránh né đuổi giết địch nhân. Thứ hai, hắn không nghĩ bị động,
trong lòng nghẹn hỏa, hắn chuẩn bị phản kích, tránh ở Càn Khôn Hồ, tại đây loại tối tăm hoàn cảnh chung hắn liền ở vào âm thầm, mà đối hắn mà nói địch nhân còn lại là bại lộ ở chỗ sáng, còn có chính là Càn Khôn Hồ bản thân chính là cùng hắn hòa hợp nhất thể chí bảo, thao tác cũng chỉ là ở nhất niệm chi gian, chờ đợi thời cơ đối địch nhân phản kích, đảo cũng có thể thần không biết quỷ không hay. Thứ ba, hắn ở Càn Khôn Hồ chung có thể tu luyện, thời gian tỷ lệ 1:1000, đây là hắn ưu thế, bên ngoài một ngày, ở Càn Khôn Hồ chung chính là 1000 thiên, cho dù có cái gì biến cố, không cơ hội xuống tay, hắn cũng có thể tránh ở bên trong tu luyện, hơn nữa nơi này quỷ dị hoàn cảnh, ai biết có hay không cái gì mặt khác sinh linh xuất hiện. Làm mặt sau tiến vào địch nhân đi dẫm lôi, hắn tránh ở âm thầm quan sát là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa ở Càn Khôn Hồ nội, hắn tùy thời có thể chú ý bên ngoài tình huống. Chí bảo chính là chí bảo, có một chút cường đại chỗ là, hắn đã sớm biết đến, đó chính là tại đây loại không thể sử dụng thần thức hoàn cảnh chung, hắn tránh ở Càn Khôn Hồ nội, có thể lấy Càn Khôn Hồ vì môi giới phóng xuất ra thần thức quan sát bên ngoài hoàn cảnh. Ở bên ngoài không thể sử dụng thần thức hoàn cảnh chung, hắn ngược lại ở Càn Khôn Hồ chung có thể nương Càn Khôn Hồ nhìn đến bên ngoài nhất định hoàn cảnh. Cho nên Dương Nghị Vân suy nghĩ cặn kẽ hoặc là nói cũng là không có biện pháp trốn vào Càn Khôn Hồ chung, chuẩn bị tùy thời mà động. Cơ hội thường thường đều là chính mình sáng tạo. Tiến vào Càn Khôn Hồ lúc sau, Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt lẩm bẩm, giờ phút này bắt đầu lão tử chính là thợ săn, có thể săn giết thiên thần, đảo cũng là cái không tồi kế hoạch. Không có người nhìn đến Dương Mỗ Nhân lúc này hai tròng mắt chung tràn đầy sát ý. Dị thường đáng sợ. Hắn trong lòng nghẹn khí. Từ tới rồi thần giới lúc sau liền thành người khác trong mắt muốn bóp chết con kiến, muốn tính kế người, bao gồm Càn Khôn Hồ chủ nhân cái gì Càn Khôn thần tôn truyền nhân từ, này đó làm hắn trong lòng phi thường khó chịu, có loại vận mệnh bị an bài phẫn nộ. Hắn phải đi chính là chính mình lộ, lão tử mệnh chính mình khống chế, không ai có thể tính kế, cũng không ai có thể an bài. Tại đây loại phẫn nộ chung, hắn trong đầu đột nhiên toát ra đã từng thích nói, ta là ta vận mệnh chúa tể, ta là ta linh hồn thống soái. Những lời này toát ra tới, Dương Nghị Vân cả người đều đang run rẩy, là tức giận, cũng là muốn bùng nổ muốn nắm giữ chính mình vận mệnh chi lộ lời thề. Từ giờ trở đi, hắn muốn phản kích. Ở tiên giới muôn vàn tiên nhân phía trên Càn Khôn Thiên Tôn, khi nào như thế nén giận quá. Phi thường khó chịu loại cảm giác này. Không một hồi mà Dương Nghị Vân nhìn đến quặng mỏ khẩu quả nhiên xuất hiện bóng người. Là cá nhân, có nam có nữ. Không ra hắn sở liệu với thiến quả nhiên ở trong đó. Ha ha, một cái thượng giai thiên nhân, 4 cái trung giai thiên thần, 6 cái sơ giai thiên thần, còn đúng là để mắt ta. Dương Nghị Vân xuyên thấu qua Càn Khôn Hồ sẽ là cái thiên thần xem rành mạch. Hắn hiện tại tuy rằng còn không có bước vào thiên thần chi cảnh, nhưng lại là tuyệt đối có thực lực cùng sơ giai thiên thần một trận chiến, bất quá đối thượng trung giai thiên thần phỏng chừng cố gắng hết sức, mà thượng giai thiên thần hắn hoàn toàn không nắm chắc. Tu Vi không bước vào thiên thần chi cảnh giới, hắn biết chính mình là không đối phó được thượng giai thiên thần. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, may mắn trốn vào Càn Khôn Hồ, nếu không một khi đối thượng, đối phương 10 cái thiên thần, hắn chính là tử lộ một cái. Cũng may hết thảy đều ở kế hoạch trong vòng, hiện tại chỉ chờ cơ hội xuất hiện, hắn liền bắt đầu triển khai săn giết. Trung giai thiên thần đối thượng cố hết sức, thượng giai thiên thần đối thượng không nắm chắc, nhưng sơ giai thiên thần nếu là lạc đơn thời điểm. Hắn có thực lực đi xử lý. 10 cái thiên thần, có 5 cái sơ giai thiên thần, vậy từ sơ giai bắt đầu. Đúng lúc này, Dương Nghị Vân nghe được với thiến nói chuyện thanh, hắn cẩn thận nghe qua. Chỉ nghe với thiến nói, đại sư huynh nơi này tựa hồ không rất hợp. Đúng hay không đều tới, tách ra tìm, kiệt tiểu tử đã tiến vào thạch lâm chung, nhớ kỹ sau khi tìm được lập tức bắt lấy, như có dị động lập tức giết, chính là thi thể chúng ta cũng muốn mang về, thần vương đại nhân công đạo. Tuyệt đối không thể rơi vào thiên nhân tộc trong tay, Dương Nghị Vân trên người có pháp thần đại nhân muốn đổ vật. Đại sư huynh, kia Dương Nghị Vân đến tột cùng có phải hay không Càn Khôn thần tôn truyền thừa? Nếu thật là, chúng ta nếu là giết, thần điện những người khác sợ là không hảo công đạo đi. Này đó không phải chúng ta có thể nhọc lòng sự, nhớ kỹ thần điện chung chúng ta lệ thuộc với vị nào pháp thần một mạch, không nên chúng ta nhọc lòng không cần nhọc lòng, chấp hành mệnh lệnh chính là. Là, đại sư huynh. Tản ra phân công nhau tìm kiếm, lão lục lão thất một tổ, lão bát, lão cửu, lão 13 người một tổ, các ngươi đều là sơ giai thiên thần, dựa theo 10 sư muội giảng thuật, Dương Nghị Vân kia tiểu tử trong tay có cao giai thần kiếm, sợ là có chút thực lực,
mặt khác trung giai thiên thần trở lên độc lập tìm kiếm, nơi này thoạt nhìn không gian đại, hoàn cảnh quỷ dị, có bất luận cái gì dị thường lập tức đưa tin chi viện, không cần cậy mạnh, đả kích tốc độ muốn mau, nếu là chờ thiên nhân tộc đã đến, chúng ta đều sẽ có nguy hiểm. Cần tuân đại sư huynh chi mệnh. Chỉ chớp mắt 10 cái người tách ra, bước vào ngọn lửa thạch lâm chung. Dương Nghị Vân thông qua càn khôn hồ đưa bọn họ nói chuyện nghe xong một cái rõ ràng. Trong lòng cười lạnh không thôi, quả nhiên hắn đoán không sai, với thiến có đồng lõa. May mắn hắn nghe với thiến đi theo đi cái thứ hai quạng mỏ, nếu không lúc này đã sớm trở thành các nàng tù nhân, có lẽ đã bị giết đi. Nghe những người này khẩu khí, hoặc là nói cầm đầu cái kia thượng giai thiên thần ý tứ, đụng tới hắn có thể trực tiếp chém giết, hơn nữa thật là ở tìm trên người hắn đồ vật. Nghe tới tựa hồ thật đúng là càn khôn thần tôn một mạch người, sau lưng có thần vương hoặc là nói thần vương cũng chỉ là một cái tiểu đầu mục, trọng điểm là Dương Nghị Vân nghe được là thần điện nào đó pháp thần muốn hắn. Pháp thần A. Liền tính Dương Nghị Vân chưa thấy qua pháp thần, khá vậy biết thần giới tu luyện cấp bậc chung, thiên pháp thần là chỉ ở sau thiên đạo chi cảnh tồn tại. Cư nhiên bị pháp thần cấp theo dõi. Bất quá ở hắn nghĩ đến đều không sao cả, đã bị thiên tộc đế tôn theo dõi. Hiện tại có bao nhiêu một cái thần tộc pháp thần có quan hệ gì? Làm hắn có chút phẫn nộ chính là, hiện tại tình huống nhiều ít có chút rõ ràng, với thiến này một đợt người hoặc là nói với thiến những người này sau lưng người, đích xác hẳn là càn khôn thần tôn người theo đuổi, hoặc là nói trắng ra là càn khôn thần tôn thủ hạ. Mà hắn, còn lại là càn khôn thần tôn truyền thừa, là với thiến sau lưng người thiếu chủ, hiện tại cư nhiên là phó muốn thích chủ. Có lẽ càn khôn thần tôn hợp đạo tiêu tán phía trước đích xác có bố cục, tương lai hắn truyền nhân nếu là xuất hiện, càn khôn thần điện càn khôn dư nghiệt chính là phụ tá thiếu chủ lực lượng, nhưng có một chút càn khôn thần tộc khả năng không nghĩ tới, thời gian trôi qua ngàn vạn năm sau, nhân tâm thay đổi, hắn lưu lại người, có dã tâm, cư nhiên muốn bắt hoặc là nói muốn giết truyền nhân thiếu chủ, được đến càn khôn thần tôn chí bảo, chính mình muốn xưng vương xưng bá đi. Không thể không nói đây là lớn lao châm chọc. Dương Nghị Vân ở càn khôn hồ nội nghĩ này đó, nội tâm càng ngày càng lạnh, sát ý càng ngày càng cường. Càn khôn lão nhân, ngươi nhìn xem ngươi làm gọi là gì chuyện này. Ngươi lưu lại nhất bang đồ tử đồ tôn bắt đầu tạo phản. Lão tử bị ngươi tuyển vì truyền nhân, hiện tại chính là muốn rửa sạch môn hộ đều khó khăn, ngươi nếu là ở hố ta a. Ở càn khôn hồ nội, Dương Nghị Vân giơ thẳng lên trời mắng. Dương mẫu nhân hiện tại là luôn có điều dân muốn hại chấm cảm giác. Quán niệm rất lớn, liên quan ở càn khôn hồ nội đều đem càn khôn thần tôn cấp mắng thượng. Bất quá hắn đích xác cũng là nghẹn khuất. Mới vừa phi thăng đến thần giới, đã bị thiên nhân tộc đại lão theo dõi, nguyên bản cho rằng phi thăng giả nhất tộc là người tốt, hiện tại mới phát hiện phi thăng nhất tộc cũng muốn hắn mệnh, thế cho nên Dương mẫu nhân hiện tại là xem ai đều giống người xấu, ai đều không thể tin tưởng. Đương nhiên hắn hiện tại cũng chỉ có thể ở càn khôn hồ nội phát cào nhau, nên đối mặt còn phải đối mặt mới được. Đầu tiên muốn xem qua trước quan mới được. Săn thần thiên thần kế hoạch từ giờ trở đi, lại nói tiếp này đó đều là phản loạn chủ nhân phản đồ. Ở thiên nhân tộc trong miệng gọi là càn khôn hồ dư nghiệt còn không sai. Xuyên thấu qua càn khôn hồ Dương Nghị Vân quan sát đến ngoại giới, trong lòng nhịn không được mắng, một đám đều quá tặc. Đích xác ở hắn nguyên bản trong tưởng tượng là, đi từng cái xử lý 5 cái sơ giai thiên thần. Nhưng không nghĩ tới 5 cái thiên thần cư nhiên bị cầm đầu thượng giai thiên thần chia làm 2 cái một tổ, 3 cái một tổ, này còn làm hắn như thế nào xuống tay. Trong lòng buồn bực về buồn bực, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhìn chằm chằm tìm cơ hội, hắn cũng không tin, không có lạc đơn thời điểm. Muốn như thế nào sát, hắn cũng đến suy nghĩ một chút, tất nhiên là âm thầm xuống tay, không thể kinh động những người khác, nếu không bị phát hiện liền xong đời. Liền ở Dương Nghị Vân trong lòng tính toán như thế nào chém giết thiên thần thời điểm, ngọn lửa thạch lâm chung đột nhiên có dị động. Oanh! Một tiếng nổ vang, làm cho cả không gian đều ở chấn động. Dương Nghị Vân vừa thấy lại là 10 mét ở ngoài, một chỗ ngọn lửa chỉ bùng nổ, ngọn lửa phóng lên cao, chiếu sáng toàn bộ không gian. Lúc này hắn nhìn đến nơi này quả nhiên là thiên nhiên hình thành ngầm không gian, đỉnh đầu 100 mét đó là hang động. Tiếp theo này một đạo phóng lên cao ngọn lửa thấy được ngọn lửa thạch lâm thật lớn, căn bản liền nhìn không tới giới hạn. Nơi này hoàn cảnh giống nhau như đúc, vô hạn quảng đại. Nguyên bản cho rằng chính là một cái dung nham chỉ bùng nổ tự nhiên hiện tượng, nhưng lại không nghĩ tới kế tiếp lại là xuất hiện một đầu ngọn lửa sinh vật. Dương Nghị Vân ở càn khôn hồ nội nhìn, trong lòng lại là mừng rỡ.
Này với hắn mà nói là thực tốt cơ hội, hoàn toàn không lo lắng bất luận cái gì sự, nhưng đối trong sân 10 cái thiên thần tới nói lại là có ý tứ, bọn họ nhưng không có càn khôn hồ bực này chí bảo đi tránh né, trực tiếp muốn đối mặt này đầu ngọn lửa trong ao lao tới mãnh thú. Một đầu toàn thân thiêu đốt màu đỏ đậm ngọn lửa sinh vật, nhìn xong đầu cả đời, rất giống là một con rắn loại, chiều cao 10 mét có thừa, một thước thô tráng thân hình, đầy người lân giáp như trẻ con bàn tay giống nhau đại. Phi thường độc đáo một chút là, hai cái trên đầu, từng người dựng đứng một con tam giác đôi mắt, nhìn vô cùng quỷ dị. Quả nhiên chỉ nghe được cái kia thượng giai thiên thần hô to, đại gia cẩn thận, đây là nhị cảnh giới thiên ma thú song đầu xích luyện xà, ngàn vạn đừng bị nó ngọn lửa dính vào người, ngọn lửa có kịch độc, nếu là nhị cảnh đỉnh, chúng ta ai cũng đều ngăn không được ngọn lửa kịch độc. Muốn nói lên với thiến nhóm người này vận khí cũng là về đến nhà, vừa mới phân hảo tổ bước vào ngọn lửa trong rừng. Còn chưa đi xa liền xuất hiện này nhị cảnh thiên ma thú song đầu rắn nước. Đại sư huynh chúng ta có không kết trận sát nó, này song đầu rắn nước đôi mắt chính là thần vật, so với tam cảnh thiên ma chịu thai hạch đều chân quý, một đôi mắt được xưng âm dương chi mắt, mắt trái thuần dương, mắt phải thuần âm, luyện hóa hấp thu, cũng đủ đột phá đến thiên thần quân cảnh giới, không nghĩ tới tại đây chờ địa phương cư nhiên còn có thể gặp phải, này nhiệt xúc xem ra vì đại sư huynh ngươi chuẩn bị. Lập tức liền có một cái thiên thần nói chuyện. Cũng là có kiến thức người, ngôn ngữ bên trong có lấy lòng đại sư huynh ý tứ. Tề Minh Sơn nghe thấy cái này sư đệ nói như thế, lại cũng là nội tâm vui mừng, đích xác hắn là đại sư huynh, cũng là thượng giai thiên thần trình tự, tu vi bình tĩnh đã có 8.000 nhiều năm không có động tĩnh, hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đột phá chính mình tu vi, đánh sâu vào thiên thần quân chi cảnh, nề hà 8.000 nhiều qua đi chút nào không động tĩnh. Hôm nay xuất hiện hôm nay ma thú song đầu xích luyện xà, đến còn đây là hắn cơ duyên. 10 cái người còn liền số hắn là thượng giai thiên thần, cũng có uy vọng. Càng thêm khó được chính là, song đầu xích luyện xà chính là cổ chiến trường mới độc hữu dị chủng, nơi này sinh linh yêu vật trải qua thiên tộc máu thần tộc máu hậu phát sinh biến dị, đều không đơn giản, một thân cũng đều là bảo. Vừa rồi sư đệ nói rất đúng, song đầu xích luyện xà đôi mắt nhưng chân chính là thứ tốt, nếu có thể được chi. Chưa chừng hắn có thể thật sự có thể đột phá đến thiên thần quân cảnh giới. Đương nhiên Tề Minh Sơn cũng rõ ràng, bực này thiên ma thú cũng không phải là người lương thiện, thân cư ma tính hung tính, đừng nhìn là nhị cảnh thiên ma thú, tương đương với thiên thần cảnh trình tự, nhưng đơn đối đơn nói, hắn chỉ có trốn chạy phân. Nhưng là hiện tại bên người có 9 sư đệ sư muội ở, đều là thiên thần trình tự, thêm lên lời nói, bắt lấy này ngày hôm trước ma xà xích luyện thật đúng là có thể. Này 8.000 nhiều năm qua, hắn vì đột phá, cũng là không thiếu hạ công phu tìm kiếm thế gian thần vật, xích luyện xà âm dương nhãn tình chính là một trong số đó, vì thế hắn không thiếu hướng cổ chiến trường chạy, nhưng lại chung quy không có tìm kiếm đến một cái song đầu xích luyện xà. Không tưởng hôm nay bắt giữ Dương Nghị Vân đến chỗ này, liền đụng phải như vậy một cái. Tề Minh Sơn cảm giác đây là đại đạo ở chiếu cố hắn, vận khí tới chắn đều ngăn không được. Trong lòng thật là vui mừng. Nhưng cũng biết bực này xích luyện xà khó đối phó, lớn tiếng đối bên người 9 sư đệ sư muội nói, kết trận, tốc chiến tốc thắng, bắt lấy này xích luyện xà, đại sư huynh thiếu các ngươi một phần ân tình, chư vị sư đệ sư muội cũng cần phải tiểu tâm bốn phía hoàn cảnh, Dương Nghị Vân kia tiểu tử nếu trốn vào nơi này, cũng là một cái uy hát yêu ta. Nói chuyện bên trong 10 người đã đem xong đầu xích luyện xà vây quanh lên, bày ra thiên thần trận pháp. Phối hợp vô cùng ăn ý. Mặt khác 9 người trả lời. Kết trận bắt đầu công kích xích luyện xà. Dương Nghị Vân lại là ở càn khôn hồ nội đem Tề Minh Sơn đám người nói nghe xong cái rõ ràng, cười lạnh nói, tưởng bở, xem đến một lát tiểu ra cho các ngươi phá hư. Đối với Dương Mỗ Nhân nói, với thiến đám người phải đối phó thiên ma thú xích luyện xà, kia hắn liền ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn biết cơ hội tới, tương đương thiến đám người cùng thiên ma thú song đầu rắn nước chém giết thời điểm, hắn liền chuẩn bị âm thầm đánh lén, có khả năng chết một cái tính một cái. Nhị cảnh thiên ma thú, hắn biết tương đương với thiên thần cấp bậc, nhưng là nghe được với thiến đám người đối rắn nước thảo luận lúc sau, hắn liền biết không dễ đối phó, bất quá đối phương dù sao cũng là 10 đại thiên thần, hai tay dưới còn này có khả năng xử lý rắn nước. Hắn tự nhiên sẽ không làm với thiến đương người như nguyện. Hơn nữa nếu là có khả năng hắn cũng tưởng được đến rắn nước cái gì âm dương nhãn tình, không nghe người ta nói, đều có thể cho thiên thần đột phá sao. Như vậy hắn nếu là được đến nói. Chẳng phải là cũng có thể đột phá. Ở càn khôn hồ nội tính kế thời điểm, bên ngoài với thiến đám người đã đánh lên,
Dương Nghị Vân xuyên thấu qua càn khôn hồ tập trung tinh thần nhìn lại, chuẩn bị tùy thời tìm cơ hội tùy thời mà động. TT, thiên ma thú song đầu rắn nước bị 10 đại thiên thần công kích, phát ra phẫn nộ hí vang thanh, phi thường yếu bớt, há mồm liền phun ra ngọn lửa đối với thiên đám người phun hỏa, hơn nữa là hai cái đầu phun hỏa, lại là hộc ra màu đỏ đậm cùng màu trắng hai loại ngọn lửa. Đối mặt xích luyện xà phun ra hai loại ngọn lửa, với thiên đám người liên hợp kết trận, lại là ngạnh sinh sinh ngăn cản ở ngọn lửa. 10 người tản bộ ở xích luyện xà bốn phía, kết ra một cái 30 mét chi đường kính kết giới màn hào quang, đem xích luyện xà hoàn toàn bao phủ ở trong đó, mà xích luyện xà hộc ra hai loại ngọn lửa lại là không có đốt cháy khai trận pháp kết giới. Hai bên lại là so thượng kính. Xích luyện xà không ngừng đồ ngọn lửa nhìn qua muốn đem trận pháp kết giới thiêu khai, mà với thiến cùng Tề Minh Sơn đám người còn lại là cũng không có tùy tiện xuất kích, thần lực nguyên chuyển trước sau ở giữ gìn trận pháp kết giới. Lúc này Dương Nghị Vân nghe được cầm đầu thượng giai thiên thần lớn tiếng đối những người khác nói, đại gia ổn định thần lực, không cần phân tâm, giữ gìn hảo trận pháp kết giới, chỉ cần kiên trì nửa khắc chung, xích luyện xà âm dương ngọn lửa tất nhiên sẽ hao hết, đến lúc đó sẽ xuất hiện suy yếu kỳ, chúng ta liền nhân cơ hội ra tay chém giết, tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể cấp xích luyện xà thở dốc thời gian làm xích luyện xà có lần thứ hai phun ra âm dương ngọn lửa cơ hội, nếu không sẽ thực phiền toái. Đã biết đại sư huynh. Những người khác trả lời. Dương Nghị Vân nghe không đối vị, trong lòng cười lạnh nói, có tiểu gia ở sẽ không cho các ngươi như nguyện. Hắn trong lòng vừa động, ba viên dưa hấu lôi cùng năm phiến tím lôi lá cây toàn bộ tới rồi trong tay. Tự nhiên là muốn ném cho với thiến đám người, nhiễu loạn một chút bọn họ. Vốn dĩ hắn không nghĩ dưa hấu lôi cùng mũ lôi lá cây có thể cho những người này tạo thành uy hát yêu ta, nhưng lúc này bắt được trong tay thời điểm. Mới phát hiện mặc kệ là dưa hấu lôi vẫn là ngũ lôi tím thụ cũng đều có rất nhỏ biến hóa, mặt trên cư nhiên xuất hiện khắc văn. Đây là trước kia không có. Ngay sau đó ngẫm lại cũng không có gì kinh ngạc, từ càn khôn hồ cắn nuốt thần mộ viên sau, tuy rằng nhìn càn khôn hồ nội không phát sinh cái gì đại biến hóa, nhưng hắn cảm giác thượng càn khôn hồ nội đã xảy ra rất lớn biến hóa, chỉ là hắn không phát hiện mà thôi. Này sẽ làm lấy ở dưa hấu lôi cùng ngũ lôi tím lá cây thời điểm. Hắn thấy được mặt trên khắc văn, liền biết dưa hấu lôi cùng ngũ lôi tím lá cây đều có tiến hóa, không cần hỏi, sinh mệnh chi thủy cũng nên đã xảy ra biến hóa. Toàn bộ càn khôn hồ bốn phía hỗn độn sương mù về sau còn ở quay cuồng, cũng không có dừng lại, này thuyết minh càn khôn hồ tiến hóa còn không có kết thúc. Trong lòng mang theo ẩn ẩn chờ đợi, Dương Nghị Vân khóe miệng vỡ ra, lặng lẽ từ càn khôn hồ đi ra ngoài, tránh ở thạch thụ mặt sau, ở hắn mười mấy mét ở ngoài chính là có với thiến 10 cái bầy trận nơi. Lúc này Dương Mẫu Nhân nội liếm toàn thân sở hữu hơi thở, đem trong tay ba viên dưa hấu lôi cùng năm phiến ngũ lôi tím lá cây hướng về với thiên đám người trận pháp bỗng nhiên ném qua đi, hơn nữa trong lòng vừa động nói một tiếng, bạo. Dứt lời lúc sau hắn lại ở trước tiên tiến vào càn khôn hồ chung. Ầm vang oanh, răng rắc, kinh thiên động địa tạc nứt cùng tiếng sấm vang lên. Chuẩn xác không có lầm ở chỗ thiến cùng Tề Minh Sơn đám người trên đầu không tạc nứt. Một khắc trước. Tề Minh Sơn đám người chuyên tâm ở giữ gìn trận pháp, chờ đợi bị nhốt ở bên trong xích luyện xà hao hết đệ nhất khó chịu diễm. Nhưng lại là không nghĩ tới đỉnh đầu đột nhiên vô thanh vô tức bay tới ba cái cục đá cùng năm phiến lá cây. Giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Không thể với thiến đám người cảm giác nói bất thường. Tề Minh Sơn càng là phất tay chi gian một đạo sinh lý đánh ra đi, muốn đem bay tới chi vật đối chấn khai. Nhưng mà lúc này kinh thiên động địa tạc nứt vang lên. Liền ở bọn họ đỉnh đầu tạc nứt. Quả thực là sấm sét ầm ầm. Cường đại vô cùng lôi đình cùng năng lượng tạc nứt, giống như là thần thai tự bạo giống nhau, uy lực đại dọa người, ngay lập tức chi gian thật lớn năng lượng cuốn tịch bọn họ. Mỗi người bản năng đi phòng ngự, nhưng lại như cũ đã muộn một bước. Từng tiếng kêu thảm thiết cùng kêu rên vang lên. Có một cái tính một cái tại đây cổ thật lớn tạc nứt cùng lôi đình chi lực hạ, bay ngược đi ra ngoài. Giờ phút này trận pháp kết giới cũng tùy theo tan vỡ. TT, thiên ma thú xích luyện xà từ trận pháp trung ra tới, phát ra phẫn nộ hí vang, bơi lội chi gian há mồm liền đối với gần đây một người thiên thần mà đi. Tên này trung giai thiên thần dọa hồn phi phách tán, hô to lên, đại sư huynh cứu. Cuối cùng một cái ta tự còn không có hô lên tới, trực tiếp đã bị xích luyện xà một ngụm cắn ở trên đầu, thanh âm hoàn toàn mà ngăn. Phương nào bọn chuột nhắt? Tề Minh Sơn bộ mặt dữ tợn giống to, hắn biết vừa rồi tạc nứt là có người âm bọn họ. Cái này phiền toái lớn.
10 người kết trận nháy mắt phá tán, một cái sư đệ bị thiên ma thú song đầu xích luyện xà, một ngụm cắn đứt đầu. Toàn lộn xộn. Dương Nghị Vân lại là ở Càn Khôn Hồ Nội thấy như vậy một màn sau nhếch miệng cười, hiệu quả bất quá, tạc bị thương mấy cái thiên thần, tuy rằng không chết, nhưng lại làm cho bọn họ lộn xộn. Mục đích cũng đạt tới. Kế tiếp chính là hắn cơ hội. 10 đại thiên thần bị hắn tạc loạn, bó xích luyện xà trận pháp tan đi, làm xích luyện xà thành công thoát vây, ra tới sau đệ nhất nháy mắt liền cắn đứt một người thiên thần đầu. Thật đúng là hung hãn. Dương Nghị Vân biết cái này với thiên đám người phải có đại phiền toái. Này rắn nước cường hãn không phải nhỏ tí tẹo, đồng dạng cảnh giới hạ, hạ trung giai thiên thần thoạt nhìn đều không đủ xem, đặc biệt là bị nó một ngụm áp chặt đứt đầu trung giai thiên thần, nhìn qua căn bản không có đánh trả chi lực. Hơn nữa vô đầu thi thể cư nhiên nhanh chóng hóa thành một chuyến máu loãng, này thuyết minh xích luyện xà độc cường đại vô cùng. Chỉ cần bị dính vào người bất tử sợ là cũng đến rất tầng ra. Xích luyện xà còn có một cái kỹ năng là phun lửa diễm, hai cái đầu hai há mồm, cùng cái thân hình, nhưng là nhổ ra ngọn lửa lại là không giống nhau, không hề nghi ngờ xích luyện xà ngọn lửa không chừng so với độc tố lợi hại hơn, bằng không phía trước với thiên đám người muốn cùng nhau kết trận ứng đối. Dù sao cái này Dương Nghị Vân biết hắn có việc làm. Sáng tạo ra cơ hội, tùy thời mà động. Chưa chừng thật đúng là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đối Tề Minh Sơn đám người tới nói, cái này tình huống hiển nhiên là có người đang âm thầm hạ ám chiêu, bọn họ nào có không sợ đạo lý. Xích luyện xà tuy mạnh, nhưng lại là ở chỗ sáng, nhưng âm thầm hạ ám chiêu địch nhân mới là khó lòng phòng bị đáng sợ tồn tại. Tề Minh Sơn tức giận đến giống to. Nhưng lại không có đáp lại. Ngược lại chỉ chớp mắt một người sư đệ bị xích luyện rắn cắn chặt đứt đầu. Thật sự là làm hắn, đôi mắt đều đỏ. Mọi người chém giết này xúc sinh. Tề Minh Sơn không có cách, trước giải quyết trước mắt nguy cơ đi. Hắn biết phía trước ra tay đã hoàn toàn đem này xích luyện xà cấp chọc giận, nếu là không thấy này xúc sinh cấp chém giết, xích luyện xà là sẽ không bỏ qua. Bất chấp âm thầm người, chỉ có thể nghĩ tốc chiến tốc thắng, trước giải quyết xích luyện xà. Sát. Những người này ở Dương Nghị Vân trong mắt cũng không hổ là thiên thần, chiến đấu phản ứng năng lực một đám đều rất cường hãn, nhanh chóng đối xích luyện xà triển khai phản kích. TT. Mà xích luyện xà cũng thật không phải người lương thiện, hai cái đầu lắc lư chi gian, mở ra mồm to đối phun xong xoa lưỡi rắn phát ra TT tiếng giống giật, ngọn lửa phụt lên mà ra. Oanh. A. À. Này những thiên thần coi thường xích luyện xà ngọn lửa, song đầu phun ra ngọn lửa mở ra chính là đại diện tích. Cơ hồ bao phủ sở hữu thiên thần. Mỗi người đều có phòng ngự, nhưng như cũng có người có hại. Bị xích luyện xà ngọn lửa đốt cháy dưới, trực tiếp phá phòng ngự. Trong đó có hai cái xui xẻo hạ giai thiên thần trực tiếp bị thương. Bất quá lại là không chết. Một cái ngực xuất hiện đốt trọi, một cái khác cánh tay bị thương. Nhưng lại đều phát ra tư tư rung động thanh, ở bốc khói nhi. Hai người kêu thảm bay ngược đi ra ngoài. Lúc này Tề Minh Sơn giận dữ, trong tay lập lòe chi gian xuất hiện một cái trường hợp thần khí, phất tay gian một trường đánh ra đi đánh tan xích luyện xà ngọn lửa, một cái tay khác trong tay roi dài đùng huy động hung hăng quất đánh ở xích luyện thân rắn thượng. Rầm rầm. Cùng thời gian dư lại vài người công kích cũng lần lượt dừng ở xích luyện thân rắn thượng. T. Trung quy là với thiến mấy ngày này thần chiếm cứ người nhiều ưu thế. Làm xích luyện xà phát ra ăn đau thanh. Không đủ này xích luyện xà lại cũng thật sự là khó chơi, bỗng nhiên chi gian cái đuôi vũ động dựng lên, tia chớp quét ngang đi ra ngoài, lại là nó toàn thân đều ở bốc hỏa. Trong lúc nhất thời bước lui tới gần thiên thần, không làm cho bọn họ gần người. Ầm ầm ầm. Xích luyện đuôi rắn quét ngang mở ra đại diện tích công kích, từng cây cứng rắn vô cùng thạch thụ bị chịu đến dập nát. Với thiến chờ thiên thần không có chút nào ngừng lại, ở Tề Minh Sơn dẫn dắt hạ điên cuồng công kích. Bởi vì bọn họ biết không có thể đình, không thể cấp xích luyện xà thở dốc cơ hội, một khi làm xích luyện xà hoãn quá mức tới, tuyệt đối còn sẽ người ngã xuống. Trước mắt đã chết một người sư đệ, hai cái bị thương, mất đi sức chiến đấu, bọn họ 10 cái người dư lại 7 cái. Tuyệt đối không thể lại có sơ suất, nếu là lại ngã xuống một hai cái, chẳng sợ đại sư huynh Tề Minh Sơn là thượng giai thiên thần chống đỡ không được. Trong lúc nhất thời cùng xích luyện xà đấu đến khó khăn chia lìa. Mà ở Càn Khôn Hồ Trung Dương Nghị Vân lại là vui vẻ. Không biết sao xui xẻo phía trước hai cái bị thương sơ giai thiên thần cư nhiên ngã xuống hắn trước mắt, đương nhiên chuẩn xác mà nói là Càn Khôn Hồ trước mặt 1 mét chỗ. Hắc hắc đưa đến trong tầm tay,
không cho đưa các ngươi đoạn đường sao được. Dương Mẫu Nhân ở Càn Khôn Hồ nhếch miệng cười to. Ngay sau đó hắn trong lòng vừa động, đồ long kiếm vèo một chút bay đi ra ngoài. Bên ngoài, hai cái bị xích luyện xà ngọn lửa thương đến sơ giai thiên thần ngồi xếp bằng trên mặt đất liều mạng ở chữa thương. Xích luyện xà ngọn lửa có độc, bọn họ nếu là không chữa thương đuổi độc, độc tố sẽ nhanh chóng lan tràn toàn thân muốn mệnh. Nhưng bá đạo xích luyện xà chi độc, không phải như vậy hảo loại bỏ, hai người chỉ có thể dùng hết toàn lực ngăn cản độc tố lan tràn, chờ đợi đại sư huynh bọn họ chém giết xích luyện xà hậu trái lại giúp bọn hắn. Giờ phút này này hai cái sơ giai thiên thần là hết sức chăm chú, căn bản liền không có lưu ý phía sau vấn đề, bọn họ cũng không có tinh lực đi lưu ý. Bỗng nhiên đem một thanh kiếm trống rỗng xuất hiện ở hai cái thiên thần phía sau, tia chớp một chạm. Quét ngang chém xuống. Hai tiếng rất nhỏ kêu rên lúc sau, này hai cái sơ giai thiên thần đầu mình hai nơi, nháy mắt mất mạng, mà cổ kiếm lại là nháy mắt biến mất. Kiếm tự nhiên là Dương Mẫu Nhân đồ long kiếm. Đối phó hai cái bị thương sơ giai thiên thần, hắn cảm thấy đều không có tất yếu từ Càn Khôn Hồ đi ra ngoài, thao tác đồ long kiếm đánh lén liền hảo, tốt xấu hiện tại đồ long kiếm đã chân chính về tới pháp thần gian diện mạo, liền tính là hắn tu vi đồ ăn, kia cũng là cấp bậc pháp thần thần kiếm, hơn nữa hắn tự tin thần hồn chi lực cường đại, ở vào âm thầm xuất kỳ bất ý đánh lén, hẳn là cũng đủ chém giết hai cái bị thương thiên thần. Quả nhiên, hiệu quả lúc đầu hảo. Thao tác đồ long kiếm đi ra ngoài nhất kiếm quét ngang. Một kích liền chém hai cái sơ giai thiên thần. Cho các ngươi đuổi giết lão tử. Càn Khôn Hồ nội Dương Mẫu Nhân thống khoái tự nói, tiếp tục chú ý bên ngoài chiến đấu. Hắn tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi, hiện tại còn chưa tới thời điểm. Tốt nhất là hai bên lưỡng bại câu thương thời điểm. Trước mắt nhìn lại, như cũ có bảy cái thiên thần ở cùng xích luyện xà chiến đấu. Hắn nhìn trong chốc lát cảm thấy không được, xích luyện xà nhìn qua ở vào hạ phong. Này cũng không phải là hắn muốn kết quả. Nếu muốn biện pháp cấp xích luyện xà giảm bớt áp lực mới được. Tổng cộng 5 cái sơ giai thiên thần, hắn đánh lén xử lý 2 cái bị thương, còn có 1 cái trung giai thiên thần bị xích luyện xà xử lý. Còn có 3 cái sơ giai thiên thần, 3 cái trung giai thiên thần, 1 cái thượng giai thiên thần. Thêm lên thực lực như cũ cường đại. Ở hắn quan sát chung, trước mắt xích luyện xà ở vào hạ phong, bất quá với thiến trở 7 người cũng khẩn trương. Chút nào không dám lơi lỏng. Hắn biết loại này thời điểm chẳng sợ đối bảy cái thiên thần tạo thành một chút quấy dày đều có thể làm xích luyện xà quá khẩu khí lại đây, đến lúc đó trái lại bị áp chế chính là bảy đại thiên thần. Dương Mẫu Nhân ở Càn Khôn Hồ nội nhìn xích luyện xà rất nhiều lân giáp máu tươi đầm đìa bộ dáng, trong lòng có chủ ý. Chính diện đi dỗi, tạm thời không thích hợp. Cần phải nói đi chế tạo điểm tiểu hỗn loạn hắn vẫn là có thể làm đến. Trong lòng vừa động khoanh chân ngồi xuống dưới, bắt đầu hết sức chăm chú thao tác đồ long kiếm, hắn như cũ chuẩn bị ngồi ở Càn Khôn Hồ nội thao tác đồ long kiếm đi ra ngoài, làm sự tình. Mục đích là quấy nhiễu bảy cái thiên thần, cấp xích luyện xà giảm bớt áp lực, sáng tạo cơ hội. Hắn không cần đi ra ngoài, thao tác đồ long kiếm liền có thể làm được. Hít sâu một hơi, trong lòng nhắc mãi một tiếng, đi. Đồ long kiếm ngay lập tức liền bay ra Càn Khôn Hồ. Bên ngoài Tề Minh Sơn lại là một roi quất đánh ở xích luyện thân rắn thượng, đem xích luyện thân rắn thượng lân giáp quất đánh hạ vài phiến, máu tươi chảy ròng, hắn có ý cười, một bên toàn lực huy động roi dài, một bên đối với các sư đệ sư muội mở miệng nói, đại gia nỗ lực hơn không cần lơi lỏng, này xúc sinh đánh giá cũng kiên trì không được bao lâu. Là, đại sư huynh. Những người khác lớn tiếng trả lời. Một đám hết sức chăm chú chiến đấu, từng người thi triển thủ đoạn đối với xích luyện xả công kích. Giờ phút này bọn họ đều còn không có phát hiện phía trước bị thương hai cái sư đệ đã đầu mình hai nơi. Mà lúc này lại vẫn là một thanh ngân quang lấp lánh thần kiếm bay tới, thẳng đến với thiến mà đi. Dương Mẫu Nhân quấy nhiễu bắt đầu rồi. Hắn đem cái thứ nhất quấy nhiễu mục tiêu đặt ở với thiến trên người, nữ nhân này phía trước lửa hắn thiếu chút nữa mắc mưu, không thể tha thứ, hơn nữa với thiến là sơ giai thiên thần, trong mắt hắn tự nhiên là mềm quả hồng. Với sư muội tiểu tâm. Oanh. Lại là một người trung giai thiên thần trước tiên phát hiện bay tới thần kiếm, đối với thiến mà đi, phát ra kêu to thanh, đồng thời trong tay thần khí, nhanh chóng xuất kích loại kém đổ long kiếm. Ở nổ vang chung đổ long kiếm tia chớp một chạm, lại là bị lập tức. Cùng thời gian với thiến đài đầu, dọa sắc mặt trắng bệch, thầm hô, nguy hiểm thật. Nàng vừa nhấc đầu lại là thấy được bị sư huynh ngăn cản bay ra đi thần kiếm sắc mặt một bên, tức giận nói, Dương Nghị Vân.
Với Thiến nhận ra này đem thần kiếm là Dương Nghị Vân thần kiếm, nghiến răng nghiến lợi. Nàng không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên giấu ở nơi này, mọi nơi nhìn lại, lại là không có nhìn đến Dương Nghị Vân bóng người, chỉ có Dương Nghị Vân đổ long kiếm lượn vòng ở không. T. Tứ sư đệ tiểu tâm. Giờ phút này Tề Minh Sơn sắc mặt đại biến, cho nên có chấn động. Âm thầm địch nhân xuất hiện, hoặc là nói không xuất hiện, gần xuất hiện một phen thần kiếm. Nhưng cũng đã nghiêm trọng làm đốt tới bọn họ. Lần này quấy nhiễu, làm Xích Luyện Xà có thở dốc, cũng bắt được cơ hội, lập tức một tiếng hí vang, đối với nhắc nhở cho Thiến cấp với Thiến ngăn cản Dương Nghị Vân đổ long kiếm trung giai thiên thần chính là một ngụm ngọn lửa. Tề Minh Sơn nhìn đến sau lớn tiếng nhắc nhở, trong tay roi dài múa may, muốn gây khó dễ, nhưng chung quy chậm một phách. Mà hắn trong miệng tứ sư đệ còn lại là vì nhắc nhở cho Thiến mà phân tâm, vững chắc bị Xích Luyện Xà một ngụm ngọn lửa phun ở trên người. A! À, một tiếng thê thảm. Vị này Tề Minh Sơn tứ sư đệ, sau lưng màu đỏ đậm ngọn lửa thiêu đốt lên. Nháy mắt tiếng lòng rối loạn. Liền vào giờ phút này đang ở Càn Khôn Hồ Trung Dương Mẫu Nhân, nhếch miệng cười lạnh, cơ hội tới. Hắn thao tác lượn vòng ở trời cao đồ long kiếm bỗng nhiên đối với tiếng lòng rối loạn. Bị Xích Luyện Xà ngọn lửa đánh trúng trung giai thiên thần chính là từ trên trời giáng xuống nhất kiếm chém giết. Phốc! Lúc này đây Dương Mẫu Nhân thời cơ đắn đo gãi đúng chỗ ngứa, nhất kiếm liền đem tên này thiên thần từ đầu chảm thành hai nửa, tham gia cũng chưa phát ra tới. Tứ sư đệ! Tứ sư huynh! Tề Minh Sơn cùng với Thiến đám người kêu to. Mà Dương Mẫu Nhân thao tác đồ long kiếm một kích đắc thủ vèo một chút lần thứ hai bay đi ra ngoài, mục tiêu kế tiếp với Thiến. TTT! Xích Luyện Xà cũng bắt được cơ hội, đã chết một cái trung giai thiên thần làm nó áp lực giảm đi, bắt đầu rồi hung mãnh phản kích. Lại chết một cái đồng bạn, hơn nữa vẫn là trong đó giới thiên thần, một chút đối với Thiến đám người đả kích rất lớn. Đặc biệt là với Thiến bản nhân, chết chính là nàng tứ sư huynh, nhân nàng mà chết, trong lòng rối loạn, nhưng càng thêm phẫn nộ, bởi vì nàng biết là Dương Nghị Vân làm. Nhìn tứ sư huynh đầu lăn xuống trên mặt đất, nàng trong lúc nhất thời trong óc chỗ trống lên. Nhưng mà Dương Mẫu Nhân nhưng không hề có nương tay, muốn chính là hiệu quả như vậy, ở chỗ Thiến phát ngốc hết sức, thao tác đổ long kiếm nháy mắt một kích. A! À, với Thiến kêu thảm thiết một tiếng, cúi đầu nhìn chính mình ngực một chút xuất hiện một cái huyết động. Lại là bị Dương Mẫu Nhân nhất kiếm xuyên tim mà qua. Ngay sau đó với Thiến mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Giờ phút này lại là một đạo ngọn lửa rừng ở trên người nàng. Đúng là thực sẽ tìm cơ hội Xích Luyện Xà. Cấp với Thiến bổ một đạo ngọn lửa. Bị Xích Luyện Xà độc hỏa dính vào người nguyên thần đều đừng nghĩ chạy đi. Ngay lập tức chi gian với Thiến liền mất mạng. Chư vị sư đệ, châm huyết về một đại pháp, không còn kịp rồi. Lúc này Tề Minh Sơn hai mắt đỏ đậm lên, cuồng loạn hô to ra như vậy một câu. Châm huyết về một đại pháp, chính là một loại cấm kỵ thần thông, lấy thiêu đốt tinh huyết vì đại giới, nhưng nhiều người dung hợp pháp lực tu vi, cuối cùng hóa thân thiên thần thiêu đốt chi thân. Đến lúc đó thực lực tăng nhiều. Tề Minh Sơn cũng là không có biện pháp, trong nháy mắt lại đã chết hai người. Lúc này giữa sân bao gồm chính hắn chỉ còn lại có 5 người, nếu là ở không nghĩ biện pháp, bọn họ 5 cái đều phải xong đời. Không nói đến Xích Luyện Xà cường hãn, còn có âm thầm thao tác thần kiếm người, khó lòng phòng bị, Tề Minh Sơn nghe được với Thiến hô to thanh, lại vẫn là đã biết bay tới đánh lén thần kiếm chủ nhân đó là bọn họ người muốn tìm Dương Nghị Vân. Hận hàm răng đều ở leng keng vang, nhưng lại không có biện pháp. Lúc này chỉ có thể hạ quyết tâm thi triển cấm kỵ thần thông châm huyết về một đại pháp, cũng là bị buộc đã đến góc chết, nếu không hắn là sẽ không thi triển cửa này cấm kỵ thần thông, bởi vì thiêu đốt chính là toàn thân tinh huyết. Nhiễm huyết về một đại pháp tuy rằng cường hãn, nhưng tuyệt đối không phải hảo lựa chọn, nhẹ thì tu vi lùi lại, nặng thì có mất mạng nguy hiểm. Nhưng có đường lui sao? Không có. Thi triển cửa này cấm kỵ thần thông trước mắt thành bọn họ duy nhất lựa chọn. Trong nháy mắt sư đệ sư muội chết mất giống nhau, Xích Luyện Xà hoàn toàn bị chọc giận, này xúc sinh cuồng bạo lên, dư lại bọn họ 5 cái đều phải ở vào hạ phong, âm thầm Dương Nghị Vân kia tiểu tử nhìn trộm, ai cũng không biết giây tiếp theo thần kiếm sẽ từ địa phương nào bay ra tới đánh lén, chẳng sợ đánh lén thương không đến bọn họ mảy may, nhưng chỉ cần Dương Nghị Vân thao tác thần kiếm đánh lén là có thể đối bọn họ quấy nhiễu, thế cho nên bọn họ phân tâm phân thần. Lộ ra sơ hở. Một khi có sơ hở xuất hiện, Xích Luyện Xà sẽ không chút do dự xuất kích, này nhiệt xúc thực lực tuyệt đối đạt tới thượng giai thiên thần đỉnh cấp bậc, nó tìm được sơ hở sơ cấp, đó là có thể muốn mệnh.
cho nên Tề Minh Sơn không chút do dự đối với mặt khác bốn cái sư huynh muội giống to thi triển châm huyết về một đại pháp, trước mắt chỉ có tụ tập bọn họ 5 người lực lượng mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên một mảng lớn. Như thế mới có thể có cơ hội chém giết xích luyện xà, cũng có thể có thực lực phòng bị âm thầm đánh lén Dương Nghị Vân. Mà mặt khác bốn người cũng đều là ngốc tử, tuy rằng không phải như Tề Minh Sơn giống nhau thượng giai thiên thần, khả năng thành tựu thiên thần người, cái nào không phải tu luyện vạn đem năm tồn tại, một đám đều là khôn khéo hạng người, tự nhiên biết trước mắt đã không có đường lui, cũng chỉ có 5 người thi triển cấm kỵ thần thông mới có thể tránh thoát này một kiếp, càng có chém giết xích luyện xà cơ hội. Không có người do dự, cơ hồ ở Tề Minh dưới chân núi lệnh thời điểm, mỗi người toàn thân đều bắt đầu thần quang đại tác phẩm dựng lên, bắt đầu rồi châm huyết về một đại pháp. Dương Nghị Vân lại là ở ngay lúc này, tiêu không một tiếng động đem đồ long kiếm thu trở về. Tạm thời tới nói mục đích của hắn đã đạt tới, chém giết mấy cái thiên thần, hoàn toàn làm xích luyện xả phiên bản. Hiện tại nhìn đến 5 cái dư lại thiên thần toàn thân bắt đầu thần quang đại tác phẩm, hắn liền biết này 5 cái thiên thần muốn liều mạng, vì thế ở một lần đương quần chúng. Tìm kiếm cơ hội, hạ ám chiêu, mới là hắn cái này thế đơn lực mỏng tiểu thần nhân nên làm. Mặc kệ là thiên thần một phương vẫn là xích luyện xà, Dương Nghị Vân muốn chính là bọn họ lưỡng bại câu thương, cuối cùng ngư ông đắc lợi, chém giết với thiến lúc sau, hắn liền không chuẩn bị động thủ, không thể mất đi nghiêng về một phía cân bằng, nếu không hắn còn như thế nào ngồi trên xem hổ đấu. Nhếch miệng ở càn khôn hồ nội cười, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm bên ngoài. Giờ phút này chi ra 5 đại thiên thần mỗi người thần quang lập lòe, Dương Nghị Vân liền biết trò hay muốn bắt đầu rồi, kế tiếp hắn hạ quyết tâm. Mặc kệ nơi đó một phương ở vào hạ phong hắn đều sẽ không ra tay, bởi vì không cần thiết, cũng không dám. Hiển nhiên 5 cái thiên thần tới rồi liều mạng thời điểm, mà xích luyện xà cũng bị hoàn toàn chọc giận, ở vào tới cuồng bạo trạng thái, hắn liền tính thao tác đổ long kiếm ra tay phỏng chừng cũng khởi không đến bao lớn tác dụng, còn không bằng thành thành thật thật tránh ở càn khôn hồ xem diễn, chờ đợi thời cơ. Đúng lúc này chỉ nghe cái kia thượng giai thiên thần hét lớn, chư vị sư đệ toàn lực ứng phó, ta chờ hợp nhất. Chỉ cần chém giết xích luyện xà lấy được âm dương nhãn tình ăn vào, thì triển cấm kỵ thần thông tác dụng phụ tự nhiên có thể triệt tiêu đền bù trở về. Cần tuân đại sư huynh chi mệnh. Mặt khác 4 cái thiên thần cùng kêu lên trả lời. Dương Nghị Vân lại là nghe được kích động chi sắc, nghĩ lại tưởng tượng đảo cũng minh bạch lại đây, lẩm bẩm cái này thượng giai thiên thần đại sư huynh quả nhiên cũng không phải cái nhân vật đơn giản, ngay từ đầu nói chính mình đạt được âm dương chi mắt, lúc này tình huống không ổn dưới. Nhanh chóng quyết định làm ra quyết định, đạt được xích luyện xả âm dương nhãn tình sau với 4 cái sư đệ cùng nhau dùng, tới nay ngăn cản thi triển cấm kỵ thần thông tác dụng phụ, xảo diệu điều động sĩ khí, ha ha. Đào thật là không kém, bất quá, có tiểu gia ta ở, âm dương chi mắt các ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Vẫn luôn ở mưu hoa, dương mẫu nhân há có thể làm mấy cái thiên thần như nguyện. Này những vương bát đản, lại nói tiếp nhưng đều là hắn người hầu, hiện tại trái lại đuổi giết hắn. Thật sự là làm dương mẫu nhân hỏa đại. Thiên tộc người những cái đó vương bát đản đuổi giết chính mình liền tính, hiện tại các ngươi đều là phi thăng giả nhất tộc, càng là càn khôn thần tôn lưu lại thế lực, cư nhiên cũng trái lại đuổi giết chính mình cái này thiếu chủ. Không đem các ngươi nghiền xương thành cho mới là lạ. Dương mẫu nhân hung tợn mắng. Ngoại giới, Tề Minh Sơn 5 người nháy mắt hóa thành 5 đạo thần quang lại là hợp nhất ở bên nhau. Đủ mọi màu sắc thần quang chung 5 cái thiên thần hợp nhất. Thực mau ngay sau đó hóa thành một người. Nhưng lại là trở thành một tôn thân xuyên kim giáp người khổng lồ, thân cao đạt tới 9 mét có thừa. 5 cái thiên thần hợp nhất. Dương Nghị Vân thông qua càn khôn hồ đều có thể cảm nhận được 5 cái thiên thần hợp nhất lúc sau hơi thở cường đại rồi một mảng lớn, đã siêu việt xích luyện xà. Như thế làm hắn có chút lo lắng, xích luyện xà có thể hay không thương đến hợp nhất thiên thần. Nhưng đừng một chút đã bị làm chết, như vậy không thể được. Bất quá ngay sau đó, hắn lại là thấy được thú vị một màn, trong lòng ẩn ẩn có chờ mong. Chỉ thấy ở 5 đại thiên thần hợp nhất lúc sau, xích luyện xà tựa hồ là cảm nhận được uy hát yêu ta, thân hình dựng đứng lên, hai cái đầu các có vẫn luôn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hợp thể thiên thần, phát ra tê tê gầm rú, thật là không hề có lưu ý, hơn nữa trọng điểm là Dương Nghị Vân nhìn đến xích luyện xà một đôi âm dương nhãn cư nhiên ở ngay lúc này bắt đầu sáng lên. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, nhưng nghĩ đến nhất định là xích luyện xà cái gì thiên phú, ngẫm lại cũng là, này xà vốn dĩ liền cổ quái ở đôi mắt thượng, hơn nữa phía trước thiên thần một phương cũng nói qua xích luyện xà đôi mắt là bảo vật,
nghĩ như thế, tất nhiên này xích luyện xà đôi mắt cụ bị nào đó thiên phú đi. Có ý tứ. Dương Nghị Vân ở Càn Khôn Hồ Nội nhìn không chớp mắt nhìn. Năm đại thiên thần hợp nhất lúc sau, thực lực tăng lên, lại là bỗng nhiên xuất kích. Như cũ là cái kia thượng giai thiên thần bộ dáng, trong tay roi dài thần khí huy động mà ra, một bước tiến lên trước lại là có thế như trẻ che khí thế. Mà xích luyện xà còn lại là phát ra tê tê giống giật, không hề có nhút nhát, đón đi lên, hai cái đầu mở ra mồm to ngọn lửa phụt lên mà ra. Rầm rầm, tê tê, toàn bộ ngọn lửa thạch lâm đều ở chấn động. Hai bên nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau, chiến đấu tiến vào gay cấn. Năm đại thiên thần hợp nhất thân thể, giờ phút này không sợ chút nào xích luyện xà ngọn lửa, tùy ý ngọn lửa phụt lên ở trên người, lại là không có trong tưởng tượng bốc cháy lên. Ngược lại huy động roi dài thần khí quất đánh ở xích luyện xà trên người, làm xích luyện xà phát ra ăn đau gầm rú. Bất quá Dương Nghị Vân lại là nhìn đến xích luyện xà hai mắt bên trong toát ra lưỡng đạo sương mù, như là thanh dương giống nhau nhanh chóng bao phủ ở thiên thần trên người, tại hạ một khắc lại biến mất vô tung vô ảnh, tạm thời nhìn lại tựa hồ là thiên thần chiếm cứ thượng phong, nhưng là Dương Nghị Vân cảm giác xích luyện xà âm dương nhãn tình ra tới sương mù tuyệt đối không phải đơn giản chi vật. Không nghĩ ra, hắn chỉ có tiếp tục xem đi xuống. Ầm ầm ầm, thảm thiết chém giết như cũ ở tiếp tục, chiến trường chung hai bên ngươi tới ta đi, đều là ở bác mệnh chém giết. Hủy diệt rồi đại diện tích ở Thạch Lâm, chiến trường khuếch tán tới rồi vài trăm thước. Ước 500-600 mét phạm vi hoàn toàn bị dẹp yên. Mỗi một khắc hợp nhất thiên thần giống giận xuất kích, xích luyện xà toàn thân ngọn lửa đại tác phẩm, hí vang chung phóng đi. Ầm vang, tê tê tê. Kinh thiên động địa, sương mù dày đặc lượn lờ, giữa sân hóa thành phát cáo diễm. Nháy mắt ngọn lửa tan đi. Dương Nghị Vân lại là cả người chấn động, lại thấy thiên thần roi dài gắt gao quấn quanh ở xích luyện thân rắn thượng, mà xích luyện xà một cái đầu rắn mở ra nháo đến còn lại là cắn ở thiên thần một cái cánh tay thượng, làm thiên thần toàn bộ cánh tay đều biến thành đen nhánh, hiển nhiên là kịch độc, hơn nữa xích luyện xà thân mình quấn quanh ở thiên thần trên người. Bất quá thiên thần đôi tay còn lại là gắt gao véo ở xích luyện xà hai cái đầu cổ. Hai bên ở vào rằng co chung. Giờ phút này rõ ràng là xích luyện xà ở vào hạ phong. Nhưng Dương Nghị Vân lại là nhìn đến xích luyện xà hai chỉ âm dương nhãn tình ở sáng lên, vầng sáng bao phủ thiên thần. Cho ta đoạn. Liền vào giờ phút này thiên thần phát ra một tiếng trầm thấp, lại là đôi tay thần quang đại tác phẩm, ngạnh sinh sinh đem xích luyện xà song đầu cấp chặt đứt. Một trận chiến này. Xích luyện xà thua, cũng tặng mệnh, nhưng thiên thần cũng không hảo quá, không chết cũng rớt nửa cái mạng, năm người hợp nhất trạng thái hạ, chỉnh thể bị thương. Ở hợp thể thiên thần chặt đứt xích luyện xà cổ sau, chính mình cũng ngã xuống tăng lên, thần quang chợt lóe lại là tản ra, lại lần nữa hóa thành năm người, một đám toàn thân đều là tím màu tương, rõ ràng là chúng độc quá sâu bộ dáng. Cùng thời gian, xích luyện xà song đầu, chạm vào hai tiếng trước sau tạp rơi trên mặt đất. Dương Mỗ Nhân ở Càn Khôn Hồ Nội, nhìn đến sau cả người kích động thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, lẩm bẩm cho ta cái này ngư ông lên sân khấu, ha ha ha. Ngay sau đó Dương Mỗ Nhân từ Càn Khôn Hồ đi ra ngoài, mục tiêu tự nhiên là lăn xuống trên mặt đất xích luyện xà song đầu, đây chính là âm dương nhãn tình, có thể chúc hắn đột phá đến thiên thần bảo bối rốt cuộc có. Đến nỗi năm cái thiên thần, hắn hiện tại là một chút đều không để bụng, không chết nhưng cũng liền dư lại nửa cái mạng. Thu. Vừa ra đi, Dương Mỗ Nhân đối với trên mặt đất hai viên xích luyện xà đầu rắn, vung tay lên một cái thu tự liền thu vào Càn Khôn Hồ chung. Tặc tử ngươi dám! Nằm trên mặt đất Tề Minh Sơn thấy được Dương Nghị Vân, hai mắt đỏ đậm mắng. Nhưng cũng chính là mắng một chút mà thôi, bởi vì Dương Mỗ Nhân phất tay chi gian liền đem hai viên đầu rắn thu lên, bọn họ liền tính tưởng ngăn cản cũng ngăn cản không được. Nháy mắt Dương Nghị Vân cười tủm tỉm xuất hiện ở năm cái trời sinh trước mặt. Thu hồi hai viên đầu rắn lúc sau, nhìn năm người muốn ăn thịt người dường như đôi mắt, hắn trong lòng liền một cái tử, sảng. Này đàn vương bát đản phản cốt tử, rốt cuộc muốn treo. Đích xác Tề Minh Sơn chờ năm người tuy rằng hợp lực giết xích luyện xà, cũng chặt đứt xích luyện xà cổ, vốn dĩ liền phải được đến âm dương nhãn tình thời điểm, lại là bị Dương Nghị Vân ra tới hái được quả đào, hộc máu đều không kịp thiết tấu. Nếu không có Dương Nghị Vân xuất hiện, bọn họ năm cái nói xích luyện xà âm dương nhãn tình tốt xấu có thể sẽ không tới thiêu đốt tinh huyết tổn thất tu vi, cái này hảo, cũng thật thành bản thượng thịt cá. Bởi vì bọn họ tất cả đều bị thương chúng độc. Xích luyện xà phía trước đôi mắt bộc phát ra tới quang mang lại là so với ngọn lửa chi độc còn cường hãn hơn độc quang,
giờ phút này một đám sụi lơ trên mặt đất, đừng nói Dương Nghị Vân cái này thượng giai thần nhân, chính là lão cái sơ giai thần nhân sợ là cũng có thể muốn bọn họ mệnh. Thất sách sao? Cũng không phải, chỉ là ý trời như thế. Đối này cũng chỉ có cắn răng phẫn nộ nhìn Dương Nghị Vân. Mà lúc này Dương Mẫu Nhân còn lại là trong tay chợt lóe đổ long kiếm nơi tay, đi bước một hướng tới năm người đi đến nói, thực phẫn nộ đi. Ngươi chính là Dương Nghị Vân. Tề Minh Sơn cắn răng nhìn Dương Nghị Vân đi bước một đi tới. Ha ha, ngươi nói đi, các ngươi không phải ở tìm ta, muốn giết ta sao, đến đây đi, hiện tại cho các ngươi cơ hội, lão tử xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Dương Mẫu Nhân ngữ khí mang theo nghiền ngẫm, nghe tới lại là tức chết người không đền mạng. Tiểu tử, đừng đắc ý, thiên tộc người cũng sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta sau lưng như cũ có ngươi nhìn lên tồn tại, hôm nay chúng ta nhận tài, ngươi đi đi. Tề Minh Sơn nhìn Dương Nghị Vân nói. Không có cách, hắn chỉ có thể tâm tồn may mắn, hy vọng Dương Nghị Vân được đến xích luyện xà âm dương nhãn sau rời đi, bọn họ năm cái tất cả đều trọng thương chúng độc, căn bản là vô pháp cùng Dương Nghị Vân ở đánh một trận. Dương Nghị Vân ngừng lại, cười ha ha. Ngay sau đó lại là bỗng nhiên huy kiếm. Hơn nữa đều điều động càn khôn thần điện chi lực, đối với năm người nhất kiếm quét ngang chém xuống. Oanh! Ngươi! A! À. Kiếm khí tung hoành mấy chục trượng, năm đại thiên thần phát ra kêu thảm thiết. Ngay sau đó hết thảy đều bình tĩnh. Tề Minh Sơn năm người đầu mình hai nơi. Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí, phất tay chi gian tìm tòi hiện trường cho nên nhân thần giới. Đều mẹ nó là nghèo kiết hủ lậu a! À. Một vòng xuống dưới, hơn nữa phía trước thần thạch. Cư nhiên mới có 40 viên hạ phẩm thần thạch, thần dược 20 cây. Bất quá thần thạch trung chất chứa năng lượng xác thật phi thường tinh thuần, không có chút nào tạp chất, đích xác không lỗ là thần thạch. Trừ cái này ra, Dương Nghị Vân ở thượng giai thiên thần Tề Minh Sơn thần giới bên trong lại là có ngoài ý muốn phát hiện, một quyển thần giới thần sách thuốc tịch, chính là một quyển phổ cập khoa học thư, nhưng với hắn mà nói lại là thực chân quý, thần giới hết thảy cùng tiên giới đều bất đồng, vừa lúc áp dụng hắn. Còn có một chương đan phương, tên là phá kính sinh đan chính là tam cảnh cấp bậc đan phương. Hắn biết cái này đan phương tất nhiên là thượng giai thiên thần cho chính mình chuẩn bị đột phá đan phương, hơn nữa thần dược đều tìm đủ, liền kém luyện đan không có luyện ra tới, hiện tại lại là tiện nghi hắn. Một quyển thần sách thuốc tịch, một cái tam cảnh giới phá kính đan phương, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Dương Mẫu Nhân đắc ý tự nói, quả nhiên là giết người cướp của thế gian nhất sảng a. Lần này hắn thật đúng là kiếm lớn. Xem như nhẹ nhàng, ngồi thu ngư ông thủ lợi chi lực. Trước mắt trọng điểm là hắn muốn đi hấp thu xích luyện xà âm dương nhãn tình, thứ này phía trước nghe mấy cái thiên thần khẩu khí, đều có thể làm thượng giai thiên thần đột phá đến thiên thần quân trình tự. Hắn cái này thượng giai thần nhân chạm kiểm soát, hẳn là không thành vấn đề có thể đột phá. Tiến vào thiên thần trình tự, thực lực mới có thể tiến nhanh một bước, nếu là lại đến thiên thần trình tự địch nhân, hắn trong lòng liền có địa. Cũng không cần tránh tới trốn đi. Trong lòng vừa động trực tiếp đem xích luyện xà âm dương nhãn tình đào ra tới, hai viên hạch đào lớn nhỏ đôi mắt, như là mắt mèo thạch, quỷ dị trông được trông rất đẹp mắt. Bất quá một nan đề xuất hiện. Dương Nghị Vân không biết này ngoạn ý là dùng như thế nào. Là nuốt vào đâu? Vẫn là nói giống thần thạch giống nhau luyện hóa hấp thu. Trong lúc nhất thời còn chính lâm vào lưỡng nan. Đã có thể ở thời điểm này, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên đột kích. Dương Nghị Vân sắc mặt đại biến xem cũng chưa xem bỗng nhiên ngay tại chỗ một lăn, cùng thời gian đem trong tay một đôi xích luyện xà đôi mắt cấp nuốt đi xuống. Hắn biết tân địch nhân đến, lúc này căn bản là không có thời gian cho hắn đi lựa chọn như thế nào dùng, vì để ngừa vạn nhất bực này bảo vật bị địch nhân cướp lấy, chạy nhanh trước chính mình nuốt vào bụng lại nói, cố không được như vậy nhiều. Ngay tại chỗ một lăn lúc sau, né tránh tiếng xé gió công kích. Oanh! Tại chỗ một tiếng tạc nứt, xuất hiện một cái hố to. Lúc này hắn mới nhìn đến là một chi mũi tên nhọn, trong lòng thầm hô nguy hiểm thật, may mắn hắn nguyên thần cường đại nhạy bén, nếu không lần này muốn thiệt thòi lớn. Chỉ chớp mắt hắn thấy được quặng mỏ khẩu xuất hiện một cái cá nhân ảnh, không nhiều không ít cư nhiên có 20 người. Một đám thân xuyên trói lọi khôi giáp, hơi thở cường đại, thế nhưng là thuần một sắc thượng giai thiên thần. Mỗi một người giữa mày đều có thiên thần ấn ký. Là thiên nhân tộc thiên thần. Thảo nê mã. Dương Nghị Vân trong lòng chửi ầm lên, thật là để mắt tiểu ra, suốt 20 cái thượng giai thiên thần, đây là bằng không hắn sống a. Phía trước với thiên đám người chung một cái thượng giai thiên thần hắn cũng không dám chống chọi, cái này cư nhiên xuất hiện 20 cái.
thật sự là khóc không ra nước mắt, vừa mới nhặt cái tiện nghi giải quyết là cái, này chỉ chớp mắt lại tới nữa 20 cái. Chu sát, giờ phút này cầm đầu thiên thần lạnh như băng mở miệng. Ngay sau đó tức khắc 20 danh thượng giai thiên thần đồng thời hướng về hắn mà đến. Dương Nghị Vân sắc mặt khó coi, phiên đứng dậy liền hướng về ngọn lửa thạch lâm chỗ sâu trong chạy tới. Hắn không có chút nào muốn cùng những người này chém giết ý tứ, bởi vì hắn biết đánh không thắng, không hề phần thắng, liền tính là 20 cái sơ giai thiên thần hắn một người đối thượng đều quá sức, cùng đừng nói là suốt 20 cái thượng giai thiên thần. Hơn nữa ở cảm giác chung này những thượng giai thiên thần hơi thở so với thiên cái kia đại sư huynh còn phải cường đại. Hắn không chút do dự liền chạy hướng về phía ngọn lửa thạch lâm chỗ sâu trong. Đương nhiên trong óc đã tính toán hảo, ở 20 danh thượng giai thiên thần đuổi giết chung, liền tính là hắn trốn cũng tất nhiên trốn không thoát, thực lực cùng nhân số ăn ảnh kém quá lớn, hắn chỉ nghĩ đi phía trước vừa đi, trốn vào càn khôn hồ đi luyện hóa âm dương nhãn tình, chỉ có hắn tu vi đột phá đến thiên thần chi cảnh, mới có một trận chiến chi lực. Vèo một chút Dương Nghị Vân chạy trốn tới, một chỗ mười mấy mét đường kính ngọn lửa trì, thả người nhảy trực tiếp liền nhảy đi vào. Đương nhiên cũng không phải thật nhảy, đây là thần giới ngọn lửa trì, lấy hắn trước mắt tu vi thật đúng là không dám, một đầu chui vào đi tuyệt đối chính là bị sống sờ sờ đốt thành cho tẫn kết cục. Nhưng hắn như cũng nhảy, vì cái gì? Bởi vì hắn có càn khôn hồ. Trong nháy mắt nhảy vào ngọn lửa trì thời điểm, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động tiến vào càn khôn hồ. Hơi không thể nghe thấy một tiếng rầm sau, là càn khôn hồ tiến vào hừng hực ngọn lửa dung nhập dung nham chung, biến mất không thấy. Dương Nghị Vân biết hắn thân thể tự nhiên ngăn không được thần giới ngọn lửa dung nham, nhưng càn khôn hồ là chí bảo, hắn tin tưởng là có thể ngăn cản trụ dung nham cùng ngọn lửa. Trước mắt là bị buộc bất đắc dĩ, hắn cũng là không có biện pháp, hơn nửa giờ phút này phun hạ âm dương hai mắt lúc sau, trong thân thể hắn quay cuồng lên, cả người cực nóng đến bạo cảm giác. Không thể không làm ra quyết định, làm càn khôn hồ tiến vào ngọn lửa trì. Liền sớm Dương Nghị Vân nhảy vào đi sau, không đến năm tức thời gian, 20 danh thượng giai thiên thần đuổi tới ngọn lửa bên cạnh ao thượng, nhìn cuồn cuộn dung nham trì, cầm đầu thiên thần đại nhíu mày. Đại nhân tiểu tử này nhảy vào đi, cái này xem như xương cốt bột phấn đều sẽ không thừa, này chờ mà dương nơi dung nham ngọn lửa, chính là ta chờ thượng giai thiên thần nhảy vào đi cũng sẽ bị thiêu chết, hắn một cái tiểu thần nhân, phỏng chừng hôi đều sẽ không dư lại, chúng ta này cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ đi. Một người thiên thần mở miệng, mà làm đầu thiên thần còn lại là trầm giọng nói, tiểu tử này hai lần tránh thoát đuổi giết, hơn nữa là đế tôn vô thượng trong miệng đại kiếp nạn chi tử, liền tính là tiểu thần nhân, cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, người thả đi ra ngoài tìm hỏa thần vương bẩm báo tình huống, thỉnh hỏa thần vương định đoạt. Ta trở lại lần nữa chờ đợi, để ngừa vạn nhất. Là, thuộc hạ này liền đi. Càn khôn hồ nội Dương Nghị Vân toàn thân đều ở bốc khói. Ở nhảy dựng lên nhảy ngọn lửa chỉ thời điểm hắn tiến vào càn khôn hồ nội, cũng bất chấp bên ngoài là tình huống như thế nào, càn khôn hồ dù sao là chìm vào cuồn cuộn dung nham chung. Trong thân thể hắn đã bắt đầu đại biến, cái gì đều không rảnh lo, tiến vào càn khôn hồ sau liền bắt đầu tu luyện. Đích xác xích luyện xà một đôi âm dương nhãn tình, bị hắn nuốt vào bụng sau, liền ở trong cơ thể nổ tung hóa thành hai loại hoàn toàn bất đồng hỏa thuộc tính năng lượng. Tinh thuần, hồn hậu, nhưng lại có cái kỳ quái chỗ là, rõ ràng là hỏa thuộc tính năng lượng hai con mắt, một con là không gì sánh kịp cực nóng, một khác chỉ là không gì sánh kịp chi lãnh. Cư nhiên còn có nhẹ nhẹ thần hồn chi lực, đây là không nghĩ tới. Âm dương nhãn tình cái này hắn xem như minh bạch. Nguyên lai là cái dạng này âm dương nhãn tình, một lạnh một nóng, nhưng thật ra cân bằng xuống dưới. Cũng đúng là như thế âm dương cân bằng, này hai cổ vô cùng khổng lồ năng lượng ở trong cơ thể mới không có nổ tung, nếu không hắn biết hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Vận chuyển càn khôn đạo chủng công lúc sau, hắn công pháp thể hiện ra tới ưu thế, một cái chu thiên vận chuyển xuống dưới, trong cơ thể cuối cùng là ổn định, cái này làm cho Dương Nghị Vân tặng một hơi. Kế tiếp bắt đầu cuồn cuộn không ngừng vận chuyển công pháp luyện hóa hấp thu dẫn đường âm dương chi mắt lực lượng tiến vào thần hạch bên trong. Điên cuồng vận chuyển công pháp hạ, hắn đạo chủng thần hạch trong vòng 10 cây nói thụ cây non cư nhiên rõ ràng cảm nhận được ở trưởng thành, tuy rằng thong thả lại là thực rõ ràng cảm nhận được. Cũng không biết đi qua bao lâu rốt cuộc, đạo chủng thần hạch trong vòng nói thụ cây non trường cao một đoạn, hóa thành hai mảnh lá cây, đạo chủng thần hạch chấn động, lại là đột phá. Rốt cuộc từ thượng giai thần nhân chi cảnh giới, đột phá tới rồi sơ giai thiên thần chi cảnh, hơn nữa liên tục bò lên chung.
cuối cùng trực tiếp bước vào trung giai thiên thần chi cảnh. Dương Nghị Vân có tu luyện mấy đại chu thiên sau, liền dừng lại, xích luyện xà âm dương nhãn tình năng lượng tiêu hao hơn phân nửa, còn có hơn một nửa, hắn lại là không hề tưới đạo chủng thần hạch, pháp lực chứa đựng vậy là đủ rồi. Nhưng hắn trong lòng còn nghĩ một vấn đề. Đó chính là càn khôn hồ tin tức vào cuồn cuộn dung nham trong ao, vô cùng cực nóng dung nham chung, hắn dù sao cũng phải đi ra ngoài đi. Sau khi ra ngoài thần thể ngăn cản không được, lúc ấy còn không bị thiêu chết. Nghĩ đến này vấn đề sau, Dương Nghị Vân quyết định đem dư lại hơn một nửa lực lượng, dùng để rèn luyện hắn thần thể, bởi vì hắn biết xích luyện xà là từ ngọn lửa trong ao ra tới, kia nói cách khác xích luyện xà không sợ dung nham ngọn lửa, mà hắn nuốt vào xích luyện xà âm dương nhãn tình, bản thân liền mang theo hỏa viêm thuộc tính, dùng để rèn luyện thân thể, nghĩ đến liền không sợ ngọn lửa dung nham. Nói làm liền làm. Rèn luyện thần thể bắt đầu. Đương hắn đem dư lại lực lượng toàn bộ rèn luyện thân thể hấp thu sau, hắn thần thể lại là có một lần thoát biến, kinh hỉ chính là có hai loại âm dương ngọn lửa thuộc tính, trong lòng vừa động lấy thần lực thúc dục, tức khắc hắn bên ngoài thân liền xuất hiện xích luyện xà cái loại này ngọn lửa thuộc tính, một âm một dương hai loại ngọn lửa tràn ngập ở toàn thân bên ngoài thân. Thành. Dương Nghị Vân ở Càn Khôn Hồ cao hứng tự nói một tiếng. Tính tính thời gian hắn ở Càn Khôn Hồ nội đã ngây người hơn 2 tháng. Nhưng càn khôn hồ nội thời gian tỷ lệ là 1:1000, ngoại giới cũng có thể chính là đi qua cá biệt giờ. Đứng dậy lúc sau cảm thụ một chút, toàn thân thần lực, Dương Nghị Vân nhếch miệng nhỏ, trung giai thiên thần, đích xác trên thực lực thành lần tăng trưởng, toàn thân vận chuyển thần lực, làm hắn tự tin tăng nhiều. Lẩm bẩm, thiên nhân tộc thiên thần nhóm, chờ, tiểu gia muốn tới, bị các ngươi đuổi giết rất nhiều lần, cũng nên đến tiểu gia ta đuổi giết các ngươi một hồi. Ngay sau đó Dương Nghị Vân thu hồi tâm thần, ý thức từ càn khôn hồ trung tán phát đi ra ngoài, hắn đầu tiên muốn quan sát một chút ngoại giới là cái tình huống như thế nào. Ngoại giới ngọn lửa bên cạnh ao. Phái ra đi thiên thần đi mà quay lại. Đại nhân, hỏa thần vương ban cho huyền băng khắc văn phù 10 chương, nói là nhưng ngăn cản dung nham ngọn lửa, hỏa thần vương nói, kia Dương Nghị Vân là đại kiếp nạn chi tử, không thể qua loa, cho dù chết, cũng muốn xác định. Tên này thiên thần nói chuyện chung trong tay xuất hiện 10 chương thần quang lập lòe khắc văn thần phù. Cầm đầu thiên thần trầm ngâm nói, đã có hỏa thần vương ban cho huyền băng khắc văn phù, vậy đi xuống nhìn xem đi. Lập tức có là cái thiên thần bước ra khỏi hàng, trên người bên người huyền băng thần phù, thúc giục lúc sau toàn thân lưu chuyển nổi lên một tầng huyền băng cương khí, một đám nhảy vào ngọn lửa trì. Quả nhiên ngăn cản ở dung nham ngọn lửa, 10 cái thiên thần lẻn vào dung nham trì mà đi. Càn khôn hồ nội Dương Nghị Vân phóng xuất ra thần thức nhìn lại. Thần thức trung toàn thân cuồn cuộn dung nham, càn khôn hồ chìm vào tới rồi một chỗ ngọn lửa thạch thượng, toàn bộ dung nham chỉ ngầm không gian cư nhiên ước chừng có hơn 100 bình phương, cái hố không ngừng, cũng có một mau mau lửa đỏ nham thạch, đến như là một chỗ đáy biển đá ngầm sơn giống nhau, không gian một góc không ngừng có dung nham lưu ra tới, làm cho cả dung nham chỉ quay cuồng, thoạt nhìn nơi này dung nham là từ một cái khác địa phương chảy xuôi tiến vào. Liền ở hắn vừa muốn đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên phát hiện có điểm không thích hợp, có dung nham ở nhộn nhạo, mà xuống hướng phía dưới ở nhộn nhạo, này không phải bình thường quy luật. Dương Nghị Vân không sốt ruột đi ra ngoài, thần thức xuyên thấu qua càn khôn hồ nhìn lại. Ngay sau đó hắn sửng sốt, ngay sau đó cười lạnh lên nói, không đi tìm các ngươi chính mình xuống dưới, cũng hảo, ở dung nham chỉ giải quyết các ngươi, tiểu gia ta ngược lại là chiếm cứ ưu thế. Dương Nghị Vân vừa thấy cư nhiên từ phía trên xuống dưới 10 cái thiên thần. Ánh mắt đầu tiên hắn còn phát ngốc, chẳng lẽ mấy ngày này thần không sợ dung nham cực nóng không sợ ngọn lửa. Ngay sau đó hắn liền thấy được mỗi một cái thiên thần trên người dán một trảm khắc họa kỳ quái khắc văn phù chú, toàn thân đều có một tầng nhàn nhạt thần quang bao phủ, liền biết là cái gì có thể ngăn cản dung nham thần phù. Cũng không nghĩ tới mấy ngày này thần như thế khó chơi, thế nhưng trực tiếp hạ dung nham chỉ tới, tất nhiên là tới xem xét hắn chết không chết. Trong lòng cười lạnh, Dương Nghị Vân trong tay đồ long kiếm nơi tay, chờ đợi thời cơ đi ra ngoài, hắn bị thiên nhân tộc đuổi giết vài lần, mỗi một lần đều tránh né, lúc này rốt cuộc có thể đi ra ngoài một trận chiến, đối mặt 10 lớn hơn giai thiên thần, hắn không chỉ có không có khẩn trương ngược lại có chút hưng phấn. Hắn rõ ràng cắn nuốt xích luyện xà âm dương nhãn tình, rèn luyện thân thể lúc sau, hắn ở dung nham trung hoạt động muốn so này đó dựa vào thần phù hoạt động thiên thần chiếm cứ ưu thế. Trong lòng tà ác nghĩ đến, nếu là đem mấy ngày này thần trên người thần phù cấp chết, không biết sẽ phát sinh cái dạng gì hiệu quả.
nhất định hảo thú vị. Thực mau là cái thiên thần rơi xuống cái đáy. Dương Nghị Vân ngừng thở, dự trữ chờ phân phó, chuẩn bị tùy thời tìm cơ hội lao ra đi chém giết thiên thần. Có thể nhìn ra được tới, này 10 cái thiên thần ở Dung Nham vẫn là có chút hành động chậm chạp cũng không phải như vậy linh hoạt, rốt cuộc bọn họ trên người dựa vào là thần phù. Mà hắn còn lại là rèn luyện thần thể trung chất chứa âm dương nhãn tình thần lực che kín toàn thân. Không một hồi mà 10 cái thiên thần tản ra, nhìn ra được tới bọn họ đích xác ở mọi nơi xem xét. Dương Nghị Vân biết là ở tìm hắn. Trong lòng cười lạnh sát ý đại tác phẩm, báo thù thời điểm tới rồi, hắn đối mấy ngày này nhân tộc thiên thần chính là hận thấu, hắn Dương Mỗ Nhân còn trước nay không như vậy chật vật quá. Tên này thiên thần từ hắn Càn Khôn Hồ bên người mà qua, cũng không có nhìn đến Càn Khôn Hồ, này cũng ở trong dự liệu Càn Khôn Hồ ở Nham Thạch Hạ, cũng phi thường tiểu, không có bất luận cái gì năng lượng dao động, không cẩn thận đi xem xét rất khó phát hiện. Chính là hiện tại, Dương Nghị Vân chờ bên này thiên thần đi ngang qua, bỗng nhiên từ Càn Khôn Hồ xông ra ngoài, liền kém 1 mét khoảng cách mà thôi, thiên thần đưa lưng về phía hắn, hắn trực tiếp nhất kiếm đã đâm đi. Phốc! A! À. Hét thảm một tiếng. Dương Nghị Vân đem bên này thiên thần đâm thủng, bên người mà thượng, một phen xé xuống thiên thần trên người thần phù. Hảo đi! Dương Mỗ Nhân làm tuyệt. Cũng coi thường Dung Nham chỉ nội Dung Nham cực nóng. Đừng nói hắn nhất kiếm đâm xuyên qua cái này thiên thần bản thân khiến cho đối phương bị thương, đã không có Huyền Băng thần phù, tên này thiên thần nháy mắt bị Dung Nham cắn nuốt xương cốt bột phấn cũng chưa dư lại liền biến mất. Ở bên kia, đúng lúc này, mặt khác 9 tên thiên thần phát hiện Dương Nghị Vân. Dương Mỗ Nhân nhếch miệng mà cười, không sợ chút nào, ngược lại đối với gần nhất một người thiên thần vọt qua đi. Hắn cắn nuốt xích luyện xà âm dương nhãn tình ở nào đó góc độ tới nói, có được xích luyện xà ở Dung Nham chỉ sinh hoạt đặc thù thiên phú, cuồn cuộn Dung Nham đối hắn miễn dịch, ở Dung Nham chung hắn linh hoạt vô cùng, tốc độ thượng so với mấy ngày này thần nhanh một cấp bậc. Tuy rằng là trung giai thiên thần, nhưng không chịu nổi hắn Dương Mỗ Nhân đáy hảo a. Ở tu chân cùng tiên nhân trình tự hắn liền ở cùng cảnh giới chung vượt cấp khiêu chiến, cơ bản đều là vô địch trạng thái, hiện tại tới rồi thần giới cũng tự nhiên không ngoại lệ. Cùng này đó thượng giai thiên thần chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, đối với hắn tới nói cơ bản có thể nghiền áp, đặc biệt là giờ phút này ở Dung Nham trong ao, chiếm cứ thuộc tính địa lý ưu thế. Xoát xoát xoát, bỗng nhiên chém ra tam kiếm, gần nhất một người thiên thần kêu thảm thiết bay ngược đi ra ngoài. Hơn nữa Dương Mỗ Nhân cuối cùng nhất kiếm phỏng trừng chạm tại đây danh thiên thần Huyền Băng thần phù thượng, trực tiếp làm Huyền Băng phù rách nát. Hảo sao? Cái thứ hai thiên thần chết ở Dương Mỗ Nhân trong tay. Ầm ầm ầm. Cũng may mặt khác mấy cái thiên thần phản ứng cũng không chậm, thực mau vào tới Dương Nghị Vân trước người, đối với Dương Nghị Vân phát động công kích. Trung quy là thượng giai thiên thần, cũng không phải là thần nhân, thực lực cường đại nhiều. Dương Nghị Vân toàn thân thần lực mở ra phòng ngự. Trong tay vũ động đồ long kiếm, này đem pháp thần chi kiếm theo hắn tu vi tăng lên, sở phát huy uy lực tự nhiên cũng cường đại rồi. Sơ kiếm ngăn cản, ba đạo công kích bị lập tức. Nhưng hắn cũng cảm nhận được thượng giai thiên thần đích xác cường đại, tay có chút phát run. Lập tức quyết định vẫn là tận lực bất chính mặt chém giết. Thân hình chớp động chi gian, sơ kiếm phát huy, chết. Nhất kiếm đối với một mặt thiên thần bỗng nhiên một chạm. Oanh! Dung Nham đều quay cuồng lên, oanh một chút, đồ long kiếm kiếm khí tia chớp xuyên qua một người thiên thần thân thể. Tên này trời sinh ánh mắt tối sầm lại, giây tiếp theo lại là thân thể bị hư hao hai nửa. Sát sát sát, Dương Mỗ Nhân điên cuồng huy kiếm, một đạo tiếp theo một đạo kiếm khí đối với dư lại 7 cái thiên thần chém giết. Ầm vang, 7 cái thiên thần đại kinh thất sắc, lúc này chỉ có loại kém, bọn họ không nghĩ tới Dương Nghị Vân không chỉ có không chết, ngược lại thực lực tăng nhiều. Cư nhiên bước vào trung giai thiên thần chi cảnh. Càng là chút nào không thèm để ý Dung Nham, ở Dung Nham chung giống như con cá giống nhau linh hoạt, tốc độ so với hắn mau ra một mảng lớn, trên thực lực càng là như thế. Này còn như thế nào đánh? Chỉ chớp mắt công phu liền chém giết 3 cái thiên thần, dư lại 7 cái đều sợ hãi. Đối mặt Dương Nghị Vân đối với bọn họ giống giận chém ra kiếm khí, liều mạng ngăn cản, nhưng tâm lý có sợ hãi lúc sau, trong đó có 4 cái thiên thần tâm thần thất thủ. Nháy mắt bị Dương Nghị Vân chém giết, cuối cùng bị cuồn cuộn Dung Nham hòa tan hoàn toàn biến mất. Dư lại 3 cái càng sợ hãi, muốn chạy trốn nhưng Dương Nghị Vân chưa cho bọn họ cơ hội. Thân hình chớp động chi gian, lại là một trận điên cuồng xuất kiếm.
Lúc này đây Dương Mẫu Nhân chuyên đối với dư lại thiên thần trên người huyền băng thần phù xuất kiếm, ở dung nham chung chỉ cần đã không có huyền băng thần phù, bọn họ chính là tử lộ một cái. Ầm ầm ầm. Một trận điên cuồng lúc sau, hai gã thiên thần cứ việc ở có thể tránh né, nhưng lại trong lòng thần hoảng loạn, hơn nữa Dương Mẫu Nhân kiếm khi đích xác bá đạo dưới tình huống, chúng chiêu, kêu thảm thiết chung mất mạng. Bất quá cuối cùng một người thiên thần lại là đem trong tay một thần bỗng nhiên đối với Dương Nghị Vân ném lại đây, nháy mắt như dạng xòe ô thần khí bộc phát ra mấy trăm nói thần lực. Hừ, một tiếng hừ lạnh Dương Nghị Vân đem cái này dạng xòe ô thần khí nhất kiếm chém đứt. Lúc này mới phát hiện, cuối cùng một người thiên thần là hư hoảng một thương, cư nhiên vèo một chút hướng về phía trước bỏ chạy đi. Dương Mẫu Nhân cười lạnh, thoát được sao, nói giết ngươi liền phải giết ngươi. Hắn đại sát tứ phương, trong lòng tin tưởng tăng nhiều. Biết rõ phía trước có 20 danh thiên thần xuất hiện, tên này thiên thần chạy đi, mặt trên còn có là cái thiên thần chờ đợi hắn, hắn vừa rồi đại sát tứ phương tự tin, làm hắn có tự tin không sợ chút nào đuổi theo. Hơn nữa hắn có tin tưởng chém giết tên này thiên thần, bởi vì ở dung nham chung hắn tốc độ rất nhanh. Dương Nghị Vân nhảy dựng lên trực tiếp đuổi theo đi, tam tức lúc sau, không sai biệt lắm bay lên trên dưới 100 mễ thời điểm. Dương Nghị Vân cùng tên này thiên thần chi gian khoảng cách kéo gần lại tới rồi không đủ 15 mễ tả hữu. Chết! Giờ phút này Dương Mẫu Nhân đối với tên này thiên thần toàn lực hủy chém ra nhất kiếm, từ dưới hướng lên trên một chạm. Bộc phát ra dài mấy chục mét kiếm khí. Oanh! Một tiếng nặng nề lúc sau, kiếm khí xuyên qua bên này thiên thần, nhưng lại cũng ở thời điểm này chạy ra khỏi dung nham. Dương Nghị Vân tốc độ chút nào không giảm theo sát mà thượng, hắn hiện tại tin tưởng 10 phần. Liền tính là bên ngoài còn có là cái thượng giai thiên thần, hắn cũng chiếu sát không lầm. Ầm vang. Đại nhân, tiểu tâm. Từ dung nham trung lao ra tên này thiên thần hung hăng rơi xuống đất, lại là nói ra một câu tiểu tâm sau, hoàn toàn mất mạng, bởi vì hắn toàn thân là kiếm khí, đặc biệt là cuối cùng nhất kiếm trực tiếp chí mạng, bị Dương Nghị Vân kiếm khí đưa ra dung nham, chung quy chết đi. Nghênh địch. Canh giữ ở dung nham chỉ bốn phía thiên thần thủ lĩnh. Nháy mắt biến sắc nhưng cũng phản ứng lại đây, hắn biết ra biến cố, đại thần kêu nghênh địch. Oanh! Cũng chính là giờ khắc này, một tiếng nổ vang Dương Nghị Vân vọt ra, hắn thấy được bốn phía quả nhiên có 10 tên thiên thần tồn tại, mà vừa rồi thiên thần bị hắn giết. Từ dung nham chỉ lao tới đến giữa không trung, hắn không cần suy nghĩ liền quét ngang nhất kiếm. Bốn phía là cái thiên thần toàn thân khôi giáp thần lực đại tác phẩm, trong tay các có thần kỳ, bùng nổ thần lực. Nặng nề lúc sau, bị Dương Nghị Vân nhất kiếm đã đứng đi, có ba cái thần nhân hôi hổi lùi lại, nhưng lại ngăn cản ở hắn nhất kiếm. Mà hắn cũng dừng ở trên mặt đất. Giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện có điểm không đúng. Bởi vì trên mặt đất đây là cái thiên thần hơi thở càng cường đại hơn. Nhưng ngẫm lại cũng liền minh bạch, phía trước ở dung nham chỉ nội chính là cái thiên thần bị hắn giết hoa rơi nước chảy, là bởi vì ở dung nham chung đã chịu ảnh hưởng. Mà trên mặt đất này 10 cái thiên thần còn lại là không chịu dung nham ảnh hưởng, hơi thở thượng tự nhiên liền phải cường đại một ít. Trong đó còn nổi danh trong tay có cung tiễn thiên thần tựa hồ ẩn ẩn so mặt khác thiên thần còn mạnh hơn thượng vài phần, Dương Nghị Vân đem cái này cầm trong tay cung thần thiên thần lưu ý, nghĩ đến là dẫn đầu. Xiết không tha. Quả nhiên hạ lệnh chính là cầm trong tay cung thần thiên thần, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Có thể không phẫn nộ mới là lạ. Thực hiển nhiên thủ hạ 10 tên thiên thần bị chém giết, làm thủ lĩnh đau lòng vô cùng. Ra lệnh một tiếng lại là 9 đại thiên thần vây quanh Dương Nghị Vân. Mà Dương Nghị Vân nhìn lại cái kia cầm trong tay cung thần thiên thần cư nhiên đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hắn nháy mắt liền nghĩ đến, không tốt, thứ này là phải đối lão tử hạ độc thủ, xa thành bắn chết a. Không được, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Tuy rằng trên mặt đất mấy ngày này thần cường đại, nhưng hắn cũng không phải ăn chay, như cũ là có át chủ bài. Vừa rồi chỉ là dựa vào đồ long kiếm cùng tự thân thần lực ở chém giết, còn không có vận dụng quá càn khôn thần điện chi lực đâu. Sát! Vây quanh hắn 9 đại thiên thần giống giận, đồng thời huy động trong tay thần kỳ đối với hắn tiến công. Sát! Dương Nghị Vân cũng hét lớn một tiếng, toàn thân thần lực bùng nổ, trong lòng vừa động lại là thúc giục càn khôn thần điện chi lực. Ong ong! Oanh! Đồ long kiếm ở càn khôn thần điện chi lực thêm vào hạ, lại là phát ra run minh thanh. Này nhất kiếm quét ngang 360 độ, Dương Nghị Vân đã muốn công kích cũng muốn phòng ngự. Một tiếng thành danh lúc sau. 9 đại thiên thần bay ngược đi ra ngoài. Trên người khôi giáp ở Dương Nghị Vân này nhất kiếm hạ đồng thời rách nát, một đám hộc máu.
nhưng đáng tiếc không có chém giết rất một cái. Nhiều nhất là bị thương. Vèo. Liền ở cùng thời gian hắn nhất kiếm quét ngang chém ra hết sức, phía sau phá không truyền đến, bản năng tránh né, nhưng lại chỉ cảm thấy sau lưng một trận đau đớn. Hắn cúi đầu vừa thấy, ngực xuất hiện một cái huyết lỗ thủng. Trong tầm mắt một chi bảy màu thần tiễn bay đi ra ngoài, chuyển biến lúc sau bay đến cầm trong tay cung thần thiên thần trong tay. Phốc! Dương Nghị Vân bỗng nhiên về phía trước lăn xuống trong miệng hộc máu. Hắn cảm thụ, đối phương thần tiễn có linh, căn bản trốn không thoát, hắn thần thể phòng ngự cũng ngăn không được đối phương thần tiễn. Dương mỗ nhân hắn có hại, thiên thần cũng đừng hảo quá, bị bắn trúng một mũi tên về phía trước lăn đi nháy mắt. Hắn cắn răng lại lần nữa thúc giục càn khôn thần điện chi lực nhất kiếm chém xuống, khoảng cách hắn chính phía trước có ba cái bị thương thiên thần. Phốc, a, à. Một cái chớp mắt kiếm tam cái bị thương thiên thần đầu mình hai nơi, chết ở hắn dưới kiếm, có càn khôn thần điện chi lực thêm vào kiếm khí, căn bản không phải ba cái bị thương thiên thần có khả năng ngăn cản. Lúc này đây giao phong, Dương Nghị Vân đầu tiên là nhất kiếm trọng thương chín thiên thần, tiếp theo hắn bị tránh ở nơi xa thiên thần bắn chết một mũi tên. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tuyệt đối không hảo quá, lại lần nữa vận dụng lần thứ hai càn khôn thần điện chi lực, nhất kiếm chảm ba cái thiên thần, thoạt nhìn hắn cũng không có hại. Tặc tử nhận lấy cái chết. Cầm trong tay cung thần thiên thần gọi trở về thần tiễn, lại là không nghĩ tới tại như vậy trong nháy mắt, Dương Nghị Vân bị hắn bắn trúng một mũi tên cư nhiên còn có thể giết hắn ba cái thủ hạ thiên thần. Sở bộc phát ra tới kiếm khí chi uy, làm hắn đều trong lòng run rẩy, không dám tới gần. Lúc này nhìn ba cái thiên thần bị Dương Nghị Vân chém giết, nổi giận gầm lên một tiếng, lại là đệ nhị mũi tên ở huyền, thần lực bùng nổ viên mãn đối chúng Dương Nghị Vân não đến, này đệ nhị mũi tên, hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng, Dương Nghị Vân đầu phải bị hắn một mũi tên bắn bạo. Nhưng mà sự thật đúng là như thế sao? Đối Dương mỗ nhân tới nói chưa chắc. Tục ngữ nói ngã một lần khôn hơn một chút, Dương mỗ nhân bị bắn một mũi tên, ăn một mệt, nếu là còn bị bắn đệ nhị mũi tên. Vậy xứng đáng. Đối với tránh ở nơi xa bắn tên trộm thiên thần, Dương Nghị Vân tự nhiên có điều phòng bị, hắn ở nhất kiếm chém giết ba cái thiên thần lúc sau, trước tiên trong tay một phen xuất hiện một bức họa chắn trước người. Này bức họa tự nhiên chính là Phục Hy ban cho hắn bẩm sinh bát quái đồ. Luận phòng ngự tuyệt đối không thành vấn đề ngăn cản được chủ bất luận cái gì thiên thần công kích, vốn là không nghĩ sớm như vậy dùng đến, thêm một cái át chủ bài nhiều một cái mệnh, nhưng hiện tại lại là không rảnh lo. Ong! Hắn thúc giục bẩm sinh bát quái đồ thời điểm, ong một tiếng, toàn bộ bẩm sinh bát quái đồ quang mang bắn ra bốn phía, như là một mặt tường giống nhau mở ra. Khai! Dương Nghị Vân trầm thấp một giống, liền ở trong nháy mắt hắn toàn thân thần lực đều bị bẩm sinh bát quái đồ rút cạn thất thất bát bát. Mà bẩm sinh bát quái đồ còn lại là trong nháy mắt này nhanh chóng mở ra, quang mang đại tác oanh một chút khuếch tán đi ra ngoài mấy ngàn mét không ngừng. Kỳ dị một màn đã xảy ra. Đứng ở nơi xa cầm trong tay cung thần thiên thần, đối với Dương Nghị Vân bắn ra đệ nhị mũi tên sau, tin tưởng 10 phần, khóe miệng lộ ra mỉm cười, tựa hồ đã gặp Dương Nghị Vân đầu bị hắn một mũi tên bắn bạo hình ảnh, hắn đối chính mình trong tay cung thần thần tiễn rất có tin tưởng, bởi vì đây là hắn từ nào đó di tích chung được đến tam cảnh cấp bậc cung thần mũi tên, vô cùng linh tính, chỉ cần tỏa định, cơ bản tiễn vô hư phát. Đệ nhị mũi tên hắn dùng tới 10 phần thần lực, gắt gao tỏa định Dương Nghị Vân. Gắng đạt tới một mũi tên bắn chết Dương Nghị Vân. Nhưng là, ngay sau đó lại là nhìn đến Dương Nghị Vân trước người bộc phát ra một đạo bạch quang, vô cùng chói mắt, làm hắn đều theo bản năng nhắm mắt, mà cùng thời gian hắn thần tiễn cư nhiên nháy mắt mất đi liên hệ. Cũng chính là nháy mắt công phu, nhưng hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, lại là phát hiện bốn phía hoàn cảnh đã đại biến dạng. Sao lại thế này? Đại nhân, hình như là hoàn cảnh. Kia tiểu tử có cổ quái. Phía trước chúng ta chỉ nhìn đến trên người hắn bộc phát ra chói mắt bạch quang. Không đúng, hẳn là cái gì chí bảo, ta tựa hồ nhìn Dương Nghị Vân trước người xuất hiện một bức họa. Chỉ chớp mắt sở hữu thiên thần đều bị cất vào bẩm sinh bát quái đồ chung, chém giết ba cái thiên thần, dư lại bảy cái tất cả đều tiến vào bên trong. Không hề nghi ngờ đây là Dương mỗ nhân kiệt tác. Hắn cũng không nghĩ tới Phục Hy thần hoàng ban cho hắn bẩm sinh bát quái đồ sẽ như thế dùng tốt. Giờ phút này trước mặt hắn nổi lơ lửng một bộ một mét lớn lên bẩm sinh bát quái đồ, tám khắc văn lập lòe, nội loại còn lại là bảy cái thiên thần kinh hoàng thất thố nói chuyện thanh. Khụ khụ phốc, Dương Nghị Vân ho khan lại phun ra một búng máu, hắn phía trước bị kia một mũi tên xuyên thấu ngực thương thực trọng nội phủ bị nghiêm trọng phá rẽ,
hơn nữa toàn lực thúc dục bẩm sinh bát quái đồ thần lực háo cái thất thất bát bát, thuộc về thương càng thêm thương. Bất quá nhìn bẩm sinh bát quái đồ chung bảy cái kinh hoàng thất thố thiên thần, hắn vẫn là cười. Cái này xem các ngươi này đó vương bát đản còn bất tử. Dương Nghị Vân nói chuyện chung, cắn răng lại là phốc phun ra một ngụm tinh huyết phun ở bẩm sinh bát quái đồ thượng, một tay nâng lên, lần thứ hai thúc dục sở thừa không nhiều lắm thần lực hướng về bẩm sinh bát quái đồ mà đi. Thiên hỏa. Một tiếng lạc bế, bẩm sinh bát quái đồ chung thế giới ngọn lửa đại tác phẩm. Bảy đại thiên thần tức khắc kêu thảm thiết lên. Vốn là một mảnh hỗn độn không gian, bảy người vừa mới chuẩn bị liên thủ muốn phá bọn họ cho rằng là ảo cảnh thế giới, nhưng lại không nghĩ tới nháy mắt toàn bộ hỗn độn thế giới liền nổi lên lửa lớn. A đại nhân, đây là tam cảnh thần hỏa a. Một người thiên thần kêu thảm mở miệng. Những người khác tự nhiên đều biết, nhưng giờ phút này một đám ốc còn không mang nổi mình ốc, toàn lực thúc dục thần lực ngăn cản thiên hỏa, nhưng bọn hắn là thiên thần cấp bậc. Mà xuất hiện ngọn lửa còn lại là tam cảnh cấp bậc thiên hỏa, chính là tương đương với thiên thần quân tầng cấp, căn bản là ngăn không được bao lâu. Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không cho bọn hắn ở bên trong nhảy lên cơ hội. Vì đêm dài lắm mộng xuất hiện cái gì biến cố, mạnh mẽ thúc dục bẩm sinh bát quái đồ, hôm nay hỏa còn gần là bẩm sinh bát quái đồ thuộc tính trung hạng nhất. Nhưng hiệu quả lại lúc đầu hảo, hắn nghe được bên trong thiên thần hô to nói đúng vậy tam cảnh cấp bậc thiên hỏa, trong lòng sáng tỏ. Bẩm sinh bát quái đồ là Phục Hy Thần Hoàng ban cho trí bảo, Phục Hy Thần Hoàng chính là thiên đạo chi cảnh đạt tới hợp đạo đệ tam giai đoạn tồn tại, hắn ban cho trí bảo tự nhiên sẽ không kém. Chẳng sợ hắn mới là trung giai thiên thần trình tự nhưng cũng phát huy ra tam cảnh thiên thần quân cấp bậc uy lực, nói cách khác bẩm sinh bát quái đồ là có thuộc tính thêm vào, nếu là hắn đạt tới thượng giai thiên thần thậm chí là thiên thần quân trình tự có lẽ bẩm sinh bát quái đồ uy lực còn sẽ lớn hơn nữa. Bất quá liền tính là trước mắt với hắn mà nói cũng đủ dùng, bảy đại thiên thần bị hắn cất vào bẩm sinh bát quái đồ chung, hiện tại là tử lộ một cái, đừng nghĩ ra tới. Hôm nay hỏa mới là bẩm sinh bát quái đồ chung công kích thuộc tính chi nhất. Nhìn bên trong hóa thành biển lửa, bảy cái thiên thần đau khổ ngăn cản bộ dáng, Dương Nghị Vân trong lòng sảng khoái vô cùng. Ha ha, lại cho các ngươi thêm một phen hỏa. Dứt lời Dương mẫu nhân trong tay vừa động đối với bẩm sinh bát quái đồ lại là vung lên. Miệng phun thiên lôi. Ầm ầm ầm. Răng rắc sát. Hảo đi, bẩm sinh bát quái đồ là hắn luyện hóa bảo vật, hắn có cái gì thuộc tính cái gì công hiệu, hắn đều hiểu rõ với tâm, phất tay chi gian. Đầy trời lôi đình đánh rớt ở bảy cái thiên thần trên người. A, à, rốt cuộc có cái thiên thần chịu đựng không nổi, kêu thảm thiết một tiếng bị lôi đình bổ ra thần lực phòng ngự, nháy mắt bị thiên hỏa thêm không ngừng đánh rớt lôi đình cắn nuốt, hóa thành cho tàn. A. Mười tức thời gian, bảy đại thiên thần có một cái tính một cái, bao gồm cái kia cầm trong tay cung thần thiên thần cũng ngã xuống. Đến tận đây Dương Nghị Vân trước sau chém giết 20 danh thượng giai thiên thần. Hô! Hắn phun ra một ngụm chọc khí, khóe miệng lưu trữ vết máu, thân thể lung lay, liền phải té ngã, nhưng lại mạnh mẽ chống được, trong lòng vừa động một giọt sinh mệnh chi thủy xuất hiện, xem đều không kịp xem, há mồm liền nuốt vào. Thân thể bị thần tiễn bắn thủng. Hắn kỳ thật thương thực trọng, chung quy đây là mang theo thần lực thần tiễn, không giống bình thường. Bất quá thân thể thượng thương thế, dùng sinh mệnh chi thủy tới chữa thương là không thể tốt hơn. Ước chừng 10 tức lúc sau hắn cảm giác khôi phục một ít, ngực thương thế ở sinh mệnh chi thủy trị liệu hạ nhanh chóng khép lại, nhưng nội thương như cũ tồn tại, hắn cũng biết coi thường thần tiễn lực phá hoại, bất quá cũng không đáng ngại, ở tu dưỡng khôi phục một đoạn thời gian tự nhiên có thể khỏi hẳn. Trước mắt hắn yêu cầu mau rời khỏi nơi này. Bởi vì hắn rốt cuộc chém giết nhiều như vậy thiên thần, thậm chí còn có với thiến 10 cái, không hề nghi ngờ ở một lần tiến đến giết hắn nhưng chính là càng ngày càng cường đại địch nhân. Nơi đây không nên ở lâu. Dương Nghị Vân vung tay lên thu hồi bẩm sinh bát quái đồ, đem chém giết thiên thần thần giới thu hồi, cũng không có thời gian đi quan khán, vội vàng rời đi. Hắn không có đường cũ phản hồi, mà là tiếp tục nghĩ ngọn lửa thạch lâm chỗ sâu trong mà đi. Trên người có nội thương. Thần lực cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, cả người đều ở vào hư thoát trạng thái, cần thiết muốn rời xa nơi này tìm một chỗ trước khôi phục thần lực chữa thương mới được. Ai cũng không biết, chém giết nhiều như vậy thiên thần lúc sau, tiếp theo sóng sẽ ở cái gì thời gian tìm tới. Dương Nghị Vân cơ hồ là nghiêng ngả lảo đảo nghĩ ngọn lửa thạch lâm chỗ sâu trong mà đi, hắn vẫn luôn đi vẫn luôn đi. Cũng không biết đi rồi bao lâu, kỳ thật đi lại, ngẫm lại cũng rời xa chém giết thiên thần chiến trường rất xa. Liền tính là có người tìm tới,
một chốc cũng không có khả năng tìm được hắn. Liền nghĩ tìm một chỗ dừng lại chữa thương khôi phục. Toàn bộ ngọn lửa thạch lâm quá lớn, đến nơi đây thời điểm, như cũ giống nhau hoàn cảnh. Dương Nghị Vân đỡ một gốc cây thạch thụ mọi nơi nhìn lại, muốn tìm một cái ẩn nấp một chút hoàn cảnh. Ngay sau đó còn này bị hắn thấy được một chỗ bất đồng địa phương. Một ngụm thật lớn ngọn lửa chỉ xuất hiện ở tầm nhìn, nhưng này khó chịu diễm chỉ lại là không có ngọn lửa, mà là một ngụm khô cạn ao, ngẫm lại Dương Nghị Vân đi qua, hắn hiện tại bị thương tình huống, không thích hợp nhảy vào có dung nham ngọn lửa chỉ đi, liền trước mắt này khẩu khô cạn đi. Nhìn như cửa động rất nhỏ một ngụm khô khốc ngọn lửa chỉ, từ trên xuống dưới nhìn lại đen nhánh một mảnh, tựa hồ thực sâu thẳm, như là nước miếng giếng. Bất quá đối Dương Nghị Vân tới nói vừa lúc, dù sao hắn là vì tìm kiếm một cái bí ẩn nơi khôi phục thương thế, vừa vặn có thể dung thân một người tiến vào khô khốc ngọn lửa trì nhưng thật ra thích hợp. Cùng trong tưởng tượng giống nhau càng là đi xuống càng là to rộng. Nhưng hắn rơi xuống đến vài trăm thước lúc sau, lại là như cũ sâu không thấy đáy, nhưng lại ở nửa đường phát hiện một cái cửa động, 3 mét đường kính nhìn như rất đại. Hắn cũng không nghĩ suy nghĩ đi, đơn giản trực tiếp tiến vào cái này nửa đường xuất hiện sơn động. Hơn nữa tùy tay ở cửa động bày ra một đạo kết giới, dùng để ngăn cách hơi thở, có thể tạo được địch nhân truy tung cùng cảnh báo tác dụng. Lúc sau hướng về sơn động trong vòng đi đến. Vài phút sau, một cái ước chừng 5 đến 60 bình phương không gian xuất hiện. Làm hắn kinh ngạc chính là, cái này không gian cư nhiên còn có từng trận gió nhẹ, này thuyết minh nơi này có mặt khác xuất khẩu thông gió, cũng không có gì khác phát hiện, chính là sơn thể trong vòng một cái thiên nhiên không gian, bốn phía cũng viết vết sách tồn tại. Dương Nghị Vân nhìn xem vô dị dạng, đơn giản liền ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu chữa thương khôi phục. Tạm thời là không có gì nguy hiểm. Chữa thương khôi phục mới là trọng điểm, hắn biết rõ lần này chém giết nhiều như vậy thiên thần, nhất định sẽ khiến cho thiên nhân tộc cùng cường đại cao thủ trả thù đuổi giết hắn, không chừng liền sẽ ở cái gì thời gian xuất hiện. Chỉ có làm chính mình khôi phục đỉnh thậm chí tu vi ở tiến thêm một bước, hắn mới có tự bảo vệ mình năng lực. Phía trước dùng sinh mệnh chi thủy thương thế đã ổn định, kế tiếp chính là tầm bổ nội thương, Dương Nghị Vân tiêu phí 10 năm thời gian mới hoàn toàn khôi phục, lúc sau tiến vào tu luyện trạng thái. Hắn tăng lên thực sự quá nhanh, cơ hồ là ngồi hỏa tiễn giống nhau tăng lên, tu vi cảnh giới lên đây, nhưng là cảnh giới không xong, yêu cầu hảo hảo củng cố. Dương Nghị Vân tiến vào thâm trình tự tu luyện trạng thái, thời gian ở nào đó góc độ tới nói đúng thần nhân là không có ý nghĩa. Bởi vì thần nhân là chân chính thọ cùng trời đất, cơ hồ đạt tới bất tử bất diệt, đương nhiên đây là tự nhiên điều kiện hạ cách nói, nếu là gặp phải địch nhân bị giết, liền không phải. Dù sao cũng phải tới nói, thần nhân ở thời gian thượng là dài nhất. Dương Nghị Vân trận này tu luyện nháy mắt đi qua 100 năm. Như thế mới được cảnh giới củng cố. Hắn mở to mắt, thần thanh khí sảng. Các loại trạng thái đạt tới đỉnh. Kế tiếp, Dương Nghị Vân bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Giết trước sau xem như chém giết 30 danh thiên thần, thu hoạch tính đã phát một bút tiểu tài. Hạ phẩm thần thạch tích lũy thêm lên đạt tới 96 viên, thần dược 40 cây, đương nhiên đều không tính cao, phần lớn là một cảnh thần dược, nhị cảnh thần dược cũng mới 12 cây. Thần khí phương diện, chỉ có thiên nhân tộc cái kia mạnh nhất thượng giai thiên thần cung thần là tam cảnh thần khí, dư giả nhiều là một cảnh thần khí đối hắn tác dụng không lớn. Hơn nữa trong chiến đấu hủy diệt rồi hơn phân nửa, điểm này có thể xem nhẹ vô dụng. Ở chính là kia bản thần sách thuốc tịch cùng phá kính đan phương, lúc này cẩn thận nghiên cứu hắn cảm giác cái này đan phương kỳ thật vẫn là có chút thô ráp, tuy rằng đây là thần giới thần đan đan phương, nhưng hắn Dương Mỗ Nhân ở luyện đan phương diện cũng coi như là thâm niên đan sư, có chính mình tâm đắc, hơn nữa đan dược cơ sở là sẽ không thay đổi, cho nên nghiên cứu một chút cái này đan phương là có chút thô ráp. Nếu bên trong lại thêm chút mặt khác phụ trợ thần dược dùng để củng cố cái này đan phương. Như vậy tin tưởng dược hiệu sẽ lớn hơn nữa, luyện đan xác suất thành công cũng sẽ tăng nhiều. Dù sao dựa theo trước mắt hắn tu vi thực lực, hắn cảm giác là luyện chế không ra, nếu là đột phá đến thượng giai thiên thần cấp bậc hẳn là liền có thực lực thử một lần. Đem cái này đan phương không đủ ghi nhớ, Dương Nghị Vân thu hồi đan phương, lấy lại đây thần sách thuốc tịch quan khán, hắn muốn ở thần giới càng tốt sinh tồn đi xuống. Muốn càng mau tăng lên tu vi, liền ít đi không được thần đan phụ trợ, cho nên hiểu biết thần giới thần dược tri thức là phi thường cần thiết. Tiêu phí 1 năm thời gian rốt cuộc đem thần sách thuốc tịch nghiên cứu thấu triệt, này mặt trên ghi lại thần giới 7-8 thành thần dược, với hắn mà nói cuối cùng là đủ dùng, thuộc tính sinh tồn hoàn cảnh, sinh trưởng chu kỳ cùng cấp bậc tất cả đều ghi lại trong đầu, Dương Nghị Vân mới dừng lại.
Kế tiếp Dương Nghị Vân nhìn xem 90 nhiều viên thần thạch, đơn giản chuẩn bị luyện hóa này đó thần thạch tới tu vi, đánh sâu vào thượng giai thiên thần cảnh giới, cùng những cái đó thượng giai thiên thần một hồi chiến đấu xuống dưới, làm hắn minh bạch chính mình điểm này tu vi tưởng báo danh vẫn là không đủ, kém đến xa. Lần này Dương Nghị Vân trực tiếp tiến vào Càn Khôn Hồ tu tiên. Phía trước là bởi vì bị thương không cố thượng nghĩ nhiều lập tức liền bắt đầu chữa thương, mà hiện tại hắn còn lại là muốn lựa chọn Càn Khôn Hồ đi tu luyện, bởi vì tu luyện dài lâu, nhưng hắn ở Càn Khôn Hồ nội thời gian lại là ngoại giới 1000 lần, như thế mới có cùng ngoại giới cạnh tranh cơ hội. Thời gian qua mau, Dương Nghị Vân ở Càn Khôn Hồ nội hấp thu luyện hóa thần thạch, 90 nhiều viên thần thạch hấp thu hoàn thành, cư nhiên lại qua đi 100 năm. Bất quá, hắn lại được như ý nguyện. Thành công đột phá tu vi, từ giữa giai thiên thần cảnh bước vào thượng giai thiên thần cảnh giới. Mở hai mắt phát ra một tiếng sướng hàm đầm đìa thét dài. 100 năm tu luyện cuối cùng là không uổng phí. Tính tính thời gian ngoại giới cũng liền đi qua 1 tháng xuất đầu, hơn nữa phía trước ở sơn động tu luyện thời gian vẫn là 100 năm. Hắn biết về sau tu luyện liền phải đặt ở Càn Khôn Hồ mới được, có thể cho hắn tiết kiệm không nhỏ thời gian. Đây là bảo đảm hắn có thể ở thiên nhân tộc cùng những cái đó càn khôn dư nghiệt đuổi giết hạ sống sót căn bản. Tu luyện kết thúc, Dương Nghị Vân từ Càn Khôn Hồ đi ra ngoài. Như cũ ở trong sơn động. Này 100 năm trong sơn động thanh tĩnh cũng không có người quấy rầy, hiện tại hắn hẳn là làm sao bây giờ? Đi ra ngoài sao? Đi ra ngoài nói, có thể tưởng tượng đến thiên nhân tộc nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng ở chỗ này trốn tránh cũng không phải biện pháp. Dựng lên vẫn luôn lưu lại nơi này tu luyện càng không thể, đóng cửa tạo thành là tăng lên không được tu vi, chỉ có không ngừng đi chiến đấu đi tìm thiên tài địa bảo mới có thể tăng lên hắn tu vi. Liền ở hắn đứng ở tại chỗ tự hỏi thời điểm, đột nhiên một trận mát lạnh truyền đến, Dương Nghị Vân nhẹ ý di một tiếng, quay đầu nhìn về phía sơn động một góc, hắn ở tiến vào thời điểm, liền cảm nhận được quá có gió nhẹ, lúc này có cảm nhận được. Lực chú ý bị hấp dẫn qua đi, trong lòng vừa động. Chẳng lẽ nơi này thật là có mặt khác xuất khẩu, nếu thực sự có kia hắn liền tìm qua đi, cũng không đi đường rút lui, nhưng thật ra cái hảo lựa chọn. Đi vào sơn động một góc, Dương Nghị Vân nhìn đến sơn thể trên nham thạch có mạng nhện giống nhau vết rách, tuy rằng rất nhỏ, nhưng cảm thụ một chút quả nhiên thực mỏng manh phong là từ nơi này truyền đến. Dương Nghị Vân đại hỉ, lập tức một quyền tạp qua đi. Oanh! Một tiếng nổ vang lúc sau, núi đá đầu vỡ vụn. Quả nhiên xuất hiện một cái khác cửa động. Nhưng là rất nhỏ, ngữ khí nói là sơn động, còn không bằng nói là một chỗ thật lớn cái khe kéo dài. Muốn vào đi yêu cầu nằm bò. Giờ phút này phong lớn hơn nữa. Dương Nghị Vân tuyệt đến một khác đầu nhất định có cái gì đại không gian, lại hoặc là có thể thông hướng bên ngoài. Liền tính là bò hắn cũng muốn bỏ qua đi. Cúi đầu chui đi vào. Gần chính là một người có thể nằm bò quá khứ một khe lớn. Dương Nghị Vân gian nan mà qua. Ước chừng có 10 phút sau, một khe lớn càng ngày càng rộng mở, lại lúc sau Dương Nghị Vân cong eo đứng lên hành tẩu, tiếng gió càng lúc càng lớn, nghe rất rõ ràng, đi chưa được mấy bước, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, hắn một chút từ một chỗ sơn thể cái khe chung chui ra tới. Trong tầm mắt cư nhiên là một mảnh có sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Dương Nghị Vân đánh giá một chút hoàn cảnh, tựa hồ nơi này càng như là một cái thật lớn thiên hố nông nỗi. Ngẩng đầu có thể nhìn đến có mơ hồ ánh sáng cùng một tia không trung, thuyết minh nơi này rất sâu, có lẽ có thể từ nơi này đi lên, nhưng cũng không thể, hắn suy đoán có lẽ đỉnh núi chính là đại địa vết rách một cái phân tích, có ánh sáng chiếu xuống tới, cũng có phong tiến vào, mới làm nơi này không khí thực may mắn. Bất quá có lẽ là dưới nền đất chỗ sâu trong không gian nguyên nhân, nơi này tuy rằng có thảm thực vật, nhưng lại là phát hiện nơi này một thảo một mộc thần quang không mãnh liệt. Nói cách khác nơi này hoa cỏ cây cối cũng chưa linh tính, cùng tiên giới không sai biệt lắm. Hắn ở người hoàng đảo nhìn thấy hoa cỏ cây cối từ từ nhưng đều là tinh linh, có linh tính tồn tại. Điểm này nhưng thật ra có chút kỳ quái, nghĩ đến là bởi vì nơi này hoàn cảnh gây ra đi. Liếc mắt một cái nhìn lại nơi này ước chừng có 500-600 mét thật lớn, còn có nước ngầm lưu xuyên qua. Trung quy là thần giới hoa cỏ cây cối, vẫn là có một ít thảm thực vật tản ra nhàn nhạt thần quang. Nhưng thật ra không có vẻ đen nhánh. Liền vào giờ phút này Dương Nghị Vân đôi mắt đột nhiên nhìn đến một đạo kim quang chợt lóe rồi biến mất, hắn nháy mắt quay đầu nhìn lại, lại là ở 100 mét ở ngoài địa phương thấy được một chút kim quang. Ba lượng hạ tiến lên, còn lại là phát hiện là một gốc cây tản ra kim quang thần dược, có rất mạnh thần tính, bốn phía vần quanh thần quang, thế nhưng bày biện ra tới một cái tuyệt mỹ nữ tử hư ảnh,
Dương Nghị Vân biết đây là một ít đặc biệt thần dược mới có một loại hiện hóa hư ảnh, rất khó thần dược. Vượt qua một chút xem qua thần sách thuốc tịch, Dương Nghị Vân lại là thiếu chút nữa không kích động nhảy dựng lên, thế nhưng là một gốc cây tam cảnh cao giai thần dược, hơn nữa là tam cảnh thần dược trung phi thường khó được chủng loại, ở thần sách thuốc tịch trung đều là tuyệt tích thần dược. Loại này thần dược là ở thần sách thuốc tịch trung ghi lại kêu, kim giáp linh hoa, nhân này cành khô như là kim sắc khôi giáp, có kim giáp chi danh, khai hoa lại là màu đỏ, tươi đẹp vô cùng, chính là tam cảnh thần dược trung tương đối hiếm thấy, có được ngưng kết nguyên thần tẩm bổ thần thai tác dụng, thuộc tính ôn hòa, có rất mạnh kiêm dung tính, bởi vậy rất khó đến. Dương Nghị Vân phía trước nghiên cứu quá phá cảnh đan, còn cần tăng thêm một ít điều hòa thần dược dược tính mới có thể càng thêm ổn định cường đại. Trước mắt xuất hiện này cây kim giáp linh hoa lại là phi thường thích hợp, không chỉ có thể đề cao đan dược dược tính, cũng có thể tăng mạnh luyện đan xác suất thành công, thật sự là vô cùng lý tưởng một gốc cây thần dược. Nếu hắn luyện thành phá kim đan, như vậy liền có hy vọng từ thượng giai thiên thần đột phá đến thiên thần quân cảnh giới. Dương Nghị Vân cũng không nghĩ tới hắn vận khí sẽ như thế hảo. Cư nhiên từ cái khe bò lại đây còn có thể đụng tới như vậy một gốc cây thần dược, quả thực là vận khí bạo lều. Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ hướng về này cây kim giáp linh hoa mà đi. Nhưng mà tại hạ một khắc, hắn phát hiện, chính mình vận khí thật là bạo lều, nhưng lại là phản tới bạo lều vận khí. Bởi vì, nhưng hắn sắp tiếp cận thời điểm, đột nhiên một tiếng gầm rú vang lên, cùng với chính là làm hắn trong lòng phát run cường đại uy áp. Ngọa tào, tam cảnh giai đoạn hơi thở. Dương Nghị Vân trong lòng kinh hoàng, hắn vận khí xác thật tốt quá. TTT. Không thấy được thứ gì ra tới, nhưng lại nghe tới rồi thanh âm. Dương Nghị Vân phản ứng đầu tiên chính là song đầu xích luyện xà thân thích. Liếc mắt một cái nhìn lại, ở kim giáp linh hoa phía trước bụi cỏ ở động. Ngay sau đó thần quang lộng lẫy dựng lên. Dương Nghị Vân rốt cuộc thấy được. Dầm! Hắn nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Thật là loài rắn. Một cái cường đại thiên ma thú, tuyệt đối là siêu việt thiên thần trình tự tam cảnh thiên ma thú. Đồng dạng là xích luyện xà. Nhưng là, trước mắt xuất hiện này xích luyện xà lại là, ba viên đầu, một cái thân hình. Cùng phía trước xích luyện xà giống nhau như đúc, sở bất đồng chính là nhiều một cái đầu, thân hình cũng lớn một vòng lớn, đứng thẳng lên thân hình như thùng nước thô tráng, nhìn qua ít nhất có 5 đến 60 mét trường. TTT, ba cái đầu đều ở phun lưỡi rắn. Mỗi cái não đến trung gian dựng một con mắt. Tam đầu tam mắt tam cảnh xích luyện xà. Toàn thân xích hồng sắc, bàn tay đại lân giáp rõ ràng có thể thấy được. Phóng xuất ra cường đại uy áp, ba con mắt nhìn các không giống nhau, một đen một trắng đỏ lên, trung gian đầu đôi mắt là màu đỏ, tả hữu hắc bạch sắc. Dương Nghị Vân có loại ảo giác, hắn tựa hồ từ này xích luyện xà trong ánh mắt thấy được diễn ngược nghiền ngẫm, xem chính mình giống như là xem con mồi giống nhau. Thực rõ ràng này tam cảnh xích luyện xà có được nhất định trí tuệ. Cái này phiền toái lớn. Vốn dĩ cho rằng nhân phẩm đại bùng nổ, đụng phải một gốc cây hảo thần dược, không nghĩ tới chính là thần dược có bảo hộ thiên ma thú tồn tại. Dương Nghị Vân bài trừ một cái so khổ còn khó coi tươi cười, nhìn này tam đầu xích luyện xà nói kia gì. Không phải cố ý quấy rầy quý bảo địa, ta hiện tại liền đi ha. Nói xong Dương mỗ nhân xoay người chạy, vèo một chút rời đi tại chỗ, hắn dám nói dùng tới cuộc đời nhanh nhất tốc độ. Kết quả, ầm ầm ầm, ba cái đại hỏa cầu xuất hiện. Thành phẩm hình chữ, tạc nứt ở hắn phía trước, nháy mắt liền hình thành một cái ngọn lửa tam giác phòng. Hắn cảm giác hắn tốc độ mau, nhưng tam đầu xích luyện xà ngọn lửa càng mau. Ba viên não đến phun ra ba cái hỏa cầu, trực tiếp phong kín hắn đường đi. Dương Nghị Vân không thể không dừng lại. Không địa phương chạy, dư lại chỉ có một trận chiến. Hắn cũng nghĩ tới trực tiếp từ trong ngọn lửa lao ra đi, nhưng lại là không dám mạo hiểm, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Này tam đầu xích luyện xà ngọn lửa so với dung nham đều khủng bố. Ở siêu việt thiên thần trình tự tam cảnh thiên ma thú trước mặt, kỳ thật trốn là vô dụng, một cái đại cảnh giới chính là nghiền áp. Dương Nghị Vân nghĩ kỹ sau, cũng chỉ có thể chiến đấu. Này tam đầu xích luyện xà, vô cùng có khả năng là tam cảnh cấp bậc trung cao giai tồn tại, hắn muốn xuất toàn lực, nếu không một cái vô ý chính là tan xương nát thịt kết cục. Đối mặt bực này cường hãn tồn tại. Dương Nghị Vân thật đúng là không biết có cái gì nhất hữu hiệu biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem một bước. T. Ngay lập tức dưới tam đầu xích luyện một tiếng hí vang đối với Dương Nghị Vân trực tiếp cắn xé mà đến. Chảm.
Dương Nghị Vân giơ lên đồ long kiếm chính là một chạm, hắn hiện tại thượng giai thiên thần thực lực, cũng không phải mềm quả hồng, trong tay đồ long kiếm chính là pháp thần chi kiếm, nhất kiếm chi uy cũng không phải dễ chọc. Oanh! Kiếm khí xuất kích dừng ở tam đầu xích luyện xà trên đầu. Nhưng lại phía trên toát ra một trận hỏa hoa. TTT! Nhìn qua đối tam đầu xích luyện xà tác dụng không lớn, nhưng lại như cũ làm này đại xà ăn đau, gào giống chung ba cái não đến bỗng nhiên hộc ra ba đạo ngọn lửa, thẳng đến Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân vừa thấy, không chút do dự đem bẩm sinh bát quái đồ triệu hồi ra tới, đương đại trong người trước, bực này ngọn lửa uy lực cường đại hắn không dám đi ngạnh kháng. Ong ong! Bẩm sinh bát quái đồ ra tới, quang mang đại tác, lại là đem tam đầu xích luyện xà ngọn lửa ngăn cản ở Dương Nghị Vân ngoài thân, làm Dương Nghị Vân lông tóc phô thương. Liên tiếp theo cái này khe hở, Dương Nghị Vân hét lớn một tiếng, nhảy mà đến, thúc giục toàn bộ thần lực cùng càn khôn thần điện chi lực, bỗng nhiên đối với tam đầu xích luyện xà nhất kiếm chém xuống. Oanh! TTT! Tam đầu xích luyện xà lần này tiếng kêu thảm thiết rất lớn, hơn nữa bị Dương Nghị Vân này nhất kiếm trực tiếp chạm ghé vào trên mặt đất, phát ra một tiếng ầm vang. Máu tươi đầm đìa mở ra, lại là này nhất kiếm bị Dương Nghị Vân ở xích luyện xà cổ ra chém ra một đạo rất dài miệng vết thương. Cái này Dương Nghị Vân chính là trong lòng phát khổ a, hảo gia hỏa, vận dụng càn khôn thần điện chi lực nhất kiếm cư nhiên không có thể liền này tam đầu xà ba cái đầu chặt bỏ tới, này mẹ nó đến rất cường đại. Trong lòng khiếp sợ về khiếp sợ nhưng Dương Nghị Vân biết không có thể cấp này tam đầu xích luyện xà thở dốc cơ hội, quá mức cường đại rồi, có thể hướng đã chết chỉnh liền tuyệt đối không thể lưu thủ. Trong tay vừa lật càn khôn hồ nội dưa hấu lôi cùng ngũ lôi tím lá cây xuất hiện, Dương Nghị Vân toàn bộ tất cả đều đối với ăn tam đầu xích luyện xà đầu qua đi. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa tạc thanh cùng lôi đình tiếng động vang vọng ở toàn bộ không gian, cũng có tam đầu xích luyện xà ăn đau phẫn nộ tiếng động. Này một kích hạ này tam đầu xích luyện xà trực tiếp bị Dương Nghị Vân lần này tạc vào một cái mười mấy mét hố to chung, không có biện pháp càn khôn hồ từ cắn nuốt thần mộ viên sau tiến hóa, liên quan dưa hấu lôi cùng mũ lôi tím lá cây đều lại vào một bước, tuy nói không nổ chết tam đầu xích luyện xà, khá vậy tuyệt đối sẽ không dễ chịu, tạc ra một cái hố to tới thực bình thường. Lúc này Dương Nghị Vân không chút do dự thúc dục bẩm sinh bát quái đồ. Nghĩ nhìn xem có thể hay không đem này tam đầu xích luyện xà cấp thu vào bẩm sinh bát quái đồ chung đi, đến lúc đó liền dễ làm. Ong ong! Trong nháy mắt trong thân thể hắn sinh lý lại một lần bị rút cạn 7-8 thành, làm hắn thân thể có chút say xe, nhưng lại bẩm sinh bát quái đồ đi là đại lượng mở ra lúc sau bao phủ ở hố to phía trên, tám khắc văn lưu truyền, chiếu rọi ở hố to chung, đứng thẳng khí thân mình giống giận liên tục tam đầu xích luyện thân rắn thượng, bắt đầu rồi thu. Nhưng... ngay sau đó Dương Nghị Vân thất vọng rồi. Chỉ thấy tam đầu xích luyện xà giống giận chung ba cái miệng phun ra ba đạo ngọn lửa phóng lên cao, gắt gao ngăn cản ở bẩm sinh bát quái đồ hút xả chi lực. Hắn không tin chút, hộc ra một ngụm tinh huyết tại tiên thiên bát quái đồ thượng toàn lực thúc dục, nhưng lại như cũ không có đem tam đầu xích luyện xà thu vào bẩm sinh bát quái đồ chung đi. Dương Nghị Vân mất mát, hắn cũng nhớ tới Phục Hy lời nói, bẩm sinh bát quái đồ là căn cứ hắn tu vi cảnh giới mà phát huy uy lực. Hắn hiện tại là thượng giai thiên thần, mà tam đầu xích luyện xà còn lại là tam cảnh thiên ma thú, tương đương với thiên thần quân cảnh giới, hắn cảnh giới không đủ, là vô pháp đem tam cảnh xích luyện xà thu vào bẩm sinh bát quái đồ chung đi. Bất quá bẩm sinh bát quái đồ thật là hữu hiệu áp chế tam đầu xích luyện xà, giờ phút này hai bên đều ở vào kiên trì chung. Dương Nghị Vân trong lòng rõ ràng, ở kéo xuống đi có hại tuyệt đối là hắn, cho rằng hắn thúc dục bẩm sinh bát quái đồ trong cơ thể thần lực mau bị hao hết. Không thể ở kéo xuống đi, chờ thần lực hao hết, tam đầu xích luyện xà bắn ngược dựng lên, hắn liền tử lộ một cái. Nhìn há mồm giống giận xích luyện xà, Dương Nghị Vân khẽ cắn môi chuẩn bị mạo hiểm một lần. Hắn còn có cuối cùng một cái thủ đoạn, nếu này nhất chiêu đều không linh, kia hắn cũng chỉ có thể trốn vào càn khôn hồ không ra. Này nhất chiêu, đó là càn khôn hồ nội sinh mệnh chi thủy. Dù sao sinh mệnh chi thủy là tiến giai, đã biến thành thuần khiết tử kim sắc. Như cũ là tam tích, nhưng sinh cơ cường đại nhiều, hắn cũng không biết sinh mệnh chi thủy ở thần giới đối thần giới sinh linh có tác dụng hay không, nhưng hiện tại chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, không đem này tam đầu xích luyện xà bắt lấy, hắn không chiếm được kim giáp linh hoa, luyện không thành phá cảnh thần đan, đột phá không đến thiên thần quân cảnh giới. Phú quý hiểm trung cầu, đua một phen. Dương Nghị Vân cắn răng một cái, chống bẩm sinh bát quái đồ áp chế xích luyện xà thời điểm. Bỗng nhiên nhảy khơi mào trực tiếp nghĩ tam đầu xích luyện xà ba cái đầu bay vọt mà đi.
Dương Nghị Vân bay vọt qua đi, trong tay trực tiếp xuất hiện tam tích sinh mệnh chi thủy. Kỳ thật một giọt như vậy đủ rồi, bởi vì xích luyện xà tuy rằng là tam đầu, chính là một thân. Bất quá hắn là sợ không đủ, chế phục không được này xà, thuần túy là trong lòng tác dụng. Dù sao sinh mệnh chi thủy có tam tích toàn bộ lấy ra tới là được, mà từ càn khôn hồ nội thời gian ra tốc lúc sau, tuy rằng sinh mệnh chi thủy, ngũ lôi tím lá cây từ từ sử dụng lúc sau tiếp theo xuất hiện thời gian vẫn là yêu cầu trăm năm, nhưng đã không tồn tại thời gian xác suất. Bởi vì càn khôn hồ chung trăm năm, dựa theo ngoại giới một ngày, càn khôn hồ nội 1000 thiên thời gian, tại ngoại giới cũng liền qua đi một tháng xuất đầu, điểm này thời gian đối Dương Nghị Vân tới nói có thể xem nhẹ vô dụng, nói cách khác, hắn cơ bản có thể vô hạn sử dụng càn khôn hồ nội sinh mệnh chi thủy cùng ngũ lôi tím lá cây cùng dưa hấu lôi từ từ chí bảo. Dương Nghị Vân nhảy mà đi, ngón tay tia chớp phung lên, toàn lực đem trong tay tam tích sinh mệnh chi thủy, hướng về tam đầu xích luyện xà miệng rộng mà đi. Giờ phút này xích luyện xà ba cái đầu đều là trương đại trạng thái ở phun lửa diễm đối kháng bẩm sinh bát quái đồ, Dương Nghị Vân lần này tam tích sinh mệnh chi thủy một chút liền phân biệt tiến vào xích luyện xà tam trương đại trong miệng. Bản thân sinh mệnh chi thủy chính là chí bảo, không có bất luận cái gì tính nguy hiểm, cực tiểu giọt nước mà thôi, đều có thể xem nhẹ bất kể, trong nháy mắt liền tiến vào trong miệng. Hơn nữa Dương Nghị Vân lấy thần lực thêm vào nguyên nhân, có thể sở vô cùng thuận lợi. Nhưng sinh mệnh chi thủy thuận lợi, nhưng hắn lại là hoàn toàn bại lộ ở xích luyện xà trong mắt. Có thể nói cũng đúng là bởi vì Dương Nghị Vân tự thân hấp dẫn, mới có thể làm hắn thành công đem sinh mệnh chi thủy thành công ném vào xích luyện xà miệng chung. Nhưng mà kế tiếp một màn, lại là đem Dương Mỗ Nhân dọa cái chết khiếp. Lại thấy tam đầu xích luyện xà ba viên trên đầu dựng đứng dựng lên ba con mắt, cư nhiên bộc phát ra một đen một trắng đỏ lên ba đạo quang mang, tiếp tục nháy mắt liền đến Dương Nghị Vân trên người. Bản năng Dương Nghị Vân trong lòng cú sốc, hắn cảm nhận được tử vong hơi thở. Nhưng thật ra quên mất xích luyện xà đôi mắt là không giống người thường, cái này muốn xong đời a. Đôi mắt tỏa ánh sáng tốc độ, trực tiếp là nhìn thẳng tới. Quang tốc độ vô pháp tránh né. Ngay lập tức chi gian Dương Nghị Vân cảm nhận được cả người một lạnh một nóng lại có điểm tê dại, một chút thân thể liền mất đi chi giác, bỗng nhiên từ giữa không trung rơi xuống đi xuống. Chạm vào, một tiếng nặng nề rơi xuống đất, nhưng Dương Nghị Vân lại là cảm thụ không đến chút nào từ giữa không trung suy sụp trên mặt đất đau đớn, hơn nữa không biết sao xui xẻo ngã xuống đi trực tiếp liền ở xích luyện xà nơi hố to chung, may mắn chỉ có mười mấy mét. Nếu là đổi thành phía trước ngọn lửa chỉ cái gì, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không bị ngã chết, đương nhiên thần thể nơi kỳ thật cũng quăng ngã không xấu, chính là cảm giác quá quỷ dị mà thôi. Dương Nghị Vân không cảm nhận được đau đớn là bởi vì hắn giờ phút này thân thể đã hoàn toàn chết lặng, động đều không động đậy nổi. Dừng ở hố to cái đáy lúc sau, càng vì đáng sợ sự phát sinh, hắn trên người nổi lửa, hắc bạch giao nhau lửa lớn, trơ mắt mở ra toàn thân luyện chế tiên y hóa cho tàn, cảnh giới thật là tóc. Hắn đầy đầu đầu bạc cùng mỹ mạo thiêu một cái không còn một mảnh, nhưng này như cũ không có xong, toàn thân làn da lại lần nữa thiêu đốt lên. Dương Mỗ Nhân rốt cuộc hoảng thần. Này đó ngọn lửa không hề nghi ngờ là đến từ xích luyện xà ba con mắt quang mang chi hỏa, đương nhiên hắc bạch chi mắt thiêu đốt, mà trung gian một cái trên đầu màu đỏ đôi mắt là làm người chết lặng. Thực sự quỷ dị đáng sợ. A, à, Dương Nghị Vân thần thể là chết lặng nhưng loại này đau đớn lại là thâm nhập linh hồn. Nguyên thần đều đang run rẩy. Hắn cảm nhận được tử vong hương vị. Không dọa nước tiểu cũng không sai biệt lắm. Một cái chết lặng thân thể hoàn toàn tới rồi hắn đều vận chuyển không được công pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trên người cháy. Quần áo tóc thiêu xong, làn da thiêu đốt lên, này mẹ nó quả thực là dị chủng chi hỏa a. Muốn xong đời. TTT. Đúng lúc này Dương Nghị Vân nghe được tam đầu xích luyện xà gào giống thanh, tựa hồ tràn ngập thống khổ. Hắn trong lòng không lý do vui vẻ, minh bạch lại đây, tất nhiên là sinh mệnh chi thủy khởi hiệu quả, hiện tại hắn biết sinh mệnh chi thủy đối thần giới sinh linh đồng dạng là áp dụng. Xem như bắt lấy tam đầu xích luyện xà. Nhưng Dương Nghị Vân khóc không ra nước mắt a. Bắt lấy thì lại thế nào, lão tử lại qua một hồi khả năng đã bị đốt thành cho tẫn. Hắn tại nội tâm điên cuồng gào thét. Nháy mắt công phu Dương Nghị Vân thấy được chính mình trên người thành cháy đen. Giờ phút này oanh một chút, toàn bộ hố to cái đáy đều vì này chấn động, lại là nhìn đến tam đầu xích luyện xà chạy ra khỏi hố to biến mất không thấy, nhưng cũng đã có thể nghe được xích luyện xà gào giống thanh. Mà giữa không trung hắn bẩm sinh bát quái đổ hạ xuống, tự động phi vào trong thân thể hắn.
Lúc này Dương Nghị Vân lại là cảm nhận được mí mắt càng ngày càng nặng, hắn bị trên người hắc bạch ngọn lửa thiêu đã dư lại nửa khẩu khí. Không bao lâu Dương Nghị Vân thực sự chịu đựng không nổi, mí mắt chậm rãi kết hợp, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, đã có thể ở thời điểm này, hắn trong óc tựa hồ nghe tới rồi một thanh âm, đến nỗi nói cái gì không nghe rõ. Cùng thời gian Dương Nghị Vân nhìn đến hắn trên cánh tay trái lập lòe nổi lên kim quang, hơn nữa cảm nhận được một cái mát lạnh chi ý, tựa hồ nghĩ tới cái gì, Dương Mỗ Nhân trong lòng giống như là một viên đại thạch đầu rơi xuống đất, lại là rốt cuộc thật không xem đôi mắt, cuối cùng hoàn toàn lâm vào hắc ám. Dương Mỗ Nhân ở hố to ngầm mất đi ý thức, nhưng hắn trên cánh tay trái càn khôn hồ đột nhiên lại là kim quang phát ra, khắc văn bơi lội, kim quang bao phủ hắn toàn thân. Nơi đi qua lại là hắc bạch giao nhau ngọn lửa tất cả đều tắt. Không bao lâu cuộn tròn ở hố to ngầm Dương Mỗ Nhân bị kim quang bao phủ giống như là một viên đại kim trứng, lẳng lặng nằm ở hố to cái đáy. Hố to ở ngoài, tam đầu xích luyện xà lại cũng là đã xảy ra thật lớn biến hóa, gào giống thanh cuồng loạn, trên mặt đất lăn lộn quay cuồng, thoạt nhìn vô cùng thống khổ, toàn thân xích quang ngọn lửa lập lòe, sở qua cỏ cây hóa thành cho phi. Cũng không biết qua bao lâu. Tam đầu xích luyện xà cũng đình chỉ quay cuồng, lại là xoay quanh xúc thành một đoàn, toàn thân ngọn lửa tắt, phát ra màu đỏ đậm vầng sáng, không một hồi mà xích luyện xà trên đầu lại là liên tiếp phát ra ba tiếng vèo thanh. Ngay sau đó còn lại là xích luyện xà đầu bạo liệt mở ra. Đương nhiên không phải chân chính bạo liệt, chỉ là một tầng áo giáp da bạo liệt mở ra. Nếu có người ở đây nhất định sẽ nói, xích luyện xà bắt đầu lột ra. Đầu tiên là ba cái đầu, hoàn toàn lột ra. Ngay sau đó lại chậm rãi bơi lội lên, xích luyện xà một chút lui đi một thân áo giáp ra. Một lần lột xác hoàn thành. Xích luyện xà có hoàn toàn mới biến hóa, ba cái trên đầu cư nhiên mọc ra một sừng, liền một tấc trường một chút, vừa vặn ở dựng đứng đôi mắt phía trên, toàn thân lại là thành đỏ thẫm chi sắc, lân giáp có khắc văn lập lòe. Nhỏ một đoàn, từ nguyên lai 60 mét, thu nhỏ lại tới rồi 40 mễ thân hình. Nhưng hơi thở thượng có cường đại rồi một đoạn. Đạt tới tam cảnh cấp bậc đỉnh, Dương Nghị Vân nếu tỉnh lại nói, nhất định sẽ nói thượng một câu, là đến từ tam tích sinh mệnh chi thủy cho ngươi tạo hóa. Đáng tiếc giờ phút này Dương Mỗ Nhân lâm vào hôn mê chung. Hoàn thành lột xác xích luyện xà, bà con mắt lại là nhìn qua càng thêm linh tính một ít, nhìn nhìn chính mình thoát biến xuống dưới áo giáp ra, nhìn nhìn lại hố to nơi, lại là bơi lội hướng hố to mà đi. Ngay sau đó xích luyện xà vèo một chút tiến vào hố to. Dựng thẳng lên thân mình tới rồi Dương Nghị Vân trước người, nhìn chăn đơn đơn kim quang bao vây lấy Dương Nghị Vân, xích luyện xà trong ánh mắt có sợ hãi chi sắc, nhưng lại là thân mình lượn vòng xuống dưới, thật lớn thân hình đem Dương Nghị Vân quay chung quanh ở bên trong, cuối cùng ngầm đầu, nhắm lại hai mắt. Thực rõ ràng đây là ở bảo hộ. Thời gian ở ngày qua ngày chung qua đi. Thực mau khoảng cách Dương Nghị Vân hôn mê đi qua 10 năm. Xích luyện xà còn lại là vẫn không nhúc nhích xoay quanh ở Dương Nghị Vân bên người, bảo hộ 10 năm. Một ngày này Dương Nghị Vân trên người kim quang dần dần mỏng manh, thẳng đến hoàn toàn tắt. Cũng là này trong nháy mắt, nhắm hai mắt nằm bò ngủ xích luyện xà bỗng nhiên bộ đầu mở ba con mắt, thực nhân tính hóa lộ ra vui mừng, lại là dựng thẳng lên đầu mềm nhẹ hướng về Dương Nghị Vân đầu thò lại gần. Rồi sau đó xích luyện xà ở Dương Nghị Vân cháy đen trên mặt, vươn xong xoa đầu rắn. TT Cư nhiên ở Dương Nghị Vân trên mặt nhẹ nhàng phun ra đầu lưỡi L.I.O.T.A. Dương Mỗ Nhân mặt. Dương Nghị Vân làm một giấc mộng. Trong mộng hắn mơ thấy lớn nhất chấp niệm Liễu Lanh Canh. Gặp lại hai người bạo đầu thống khổ để lại vui sướng nước mắt. Lúc sau chính là Liễu Lanh Canh đối hắn cuồng nhiệt thân, hôn, cuồng nhiệt đến hắn đều có chút ngượng ngùng, khó có thể tiếp thu, bởi vì Liễu Lanh Canh đối hắn cuồng nhiệt là đầy mặt cái loại này. Mỗi một khắc Dương Mỗ Nhân thật sự là không thở nổi, bất đắc dĩ đem Liễu Lanh Canh bỗng nhiên đẩy ra. Nhưng này đẩy khai hắn liền hối hận, bởi vì Liễu Lanh Canh không thấy, cái này làm cho hắn khẩn trương, hô ra tới, Lanh Canh. Này một kêu to, hắn hai mắt mở, rốt cuộc tỉnh lại. Lúc này mới phát hiện nguyên lai là nằm mơ. Nhưng, kế tiếp hắn lại một lần sợ tới mức hồn phi phách tán. Bởi vì trong tầm mắt là một cái thật lớn đầu. Đúng là xích luyện xà, lúc này cư nhiên là xích luyện xà vươn xong xoa đầu lưỡi ở trên mặt hắn L.I.O.T.A. L.I.O.T.A. Trách không được sẽ làm như vậy một giấc mộng. Nguyên lai là này tam đầu xà. Dương Nghị Vân phản ánh quá vèo một chút lui ra phía sau, xác thật là một chút tránh ở xích luyện thân rắn thượng. Ngọa tào lão tử không chết, nhưng vẫn là dừng ở ngươi trong miệng.
Dương Mẫu Nhân khóc không ra nước mắt nhìn Xích Luyện Xà. Nhưng lúc này Xích Luyện Xà ba cái đầu tất cả đều ở phun lưỡi rắn. Tê tê tê. Thấp giọng hí vang chung cư nhiên lại đối với hắn mà đến. Dương Nghị Vân trong lòng kịch liệt, vốn dĩ chuẩn bị động thủ, nhưng lúc này lại là một cổ kỳ dị cảm giác từ nội tâm thần kỳ, hắn tự hồ cảm thụ một cổ tử vui sướng cảm xúc, cư nhiên là đến từ Xích Luyện Xà. Chỉ chớp mắt hắn minh bạch, nhớ tới phía trước cấp Xích Luyện Xà ném vào miệng sinh mệnh chi thủy. Phản ứng lại đây sau, Dương Nghị Vân cười ha ha lên. Hắn biết Xích Luyện Xà bị chính mình dùng sinh mệnh chi thủy cấp đầu thanh toán. Phun lưỡi rắn L.I.O.T.A. hắn mặt là ở lấy lòng hắn. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau Dương Nghị Vân dở khóc dở cười, nhìn Xích Luyện Xà lại thò qua tới vội vàng hô lớn, đình. Quả nhiên, Xích Luyện Xà ngừng lại. Dương Nghị Vân yên tâm, sinh mệnh chi thủy như cũ cường hãn, hắn thành công. Về phía sau lui Dương Nghị Vân làm Xích Luyện Xà về phía sau lui. Xích Luyện Xà thực nghe lời, thối lui đến hố to bên cạnh, nhưng nó thân hình như cũ khổng lồ. Cũng chỉ là tới rồi trung gian vị trí, nhưng đối Dương Nghị Vân tới nói, không gian ra tới như vậy đủ rồi. Lúc này hắn nhìn Xích Luyện Xà, thứ này là nhỏ một vòng, ba cái trên đầu mọc ra một sừng, hơi thở cường đại rồi một đoạn. Không cần hỏi là sinh mệnh chi thủy công lao, hắn sinh mệnh chi thủy như cũ đối thần giới sinh vật có thể tăng lên tiến hóa. Vốn là muốn chém sát này Xích Luyện Xà, nhưng lại là đánh không lại, cuối cùng chỉ có thể dùng sinh mệnh chi thủy, hiện tại xem ra cũng không tồi. Ít nhất thu phục một đầu tam cảnh đỉnh cấp bậc thiên ma thú Xích Luyện Xà, cũng coi như sẽ một cái giúp đỡ. Xích Luyện Xà có chút ủy khuất nhìn Dương Nghị Vân, ở Dương Nghị Vân chỉ huy hạ bàn xuống dưới. Mà Dương Nghị Vân dàn xếp Xích Luyện Xà hậu, lúc này mới phát hiện chính mình trên người biến hóa. Hắn chỉ nhớ rõ bị Xích Luyện Xà đôi mắt phát ra quang mang chi hỏa thiếu chút nữa không thiêu chết, cuối cùng là càn khôn hồ sáng lên cứu hắn. Trong cơ thể hết thảy bình thường, không có gì trở ngại. Nhưng bên ngoài cơ thể biến hóa, khiến cho hắn thiếu chút nữa trước khơi mào tới xử lý Xích Luyện Xà. Tóc mỹ mạo thiêu xong rồi, một cây mao đều không dư thừa. Làn da đen nhánh như than cốc. Toàn thân trơn bóng, cái gì đều bị thiếu sạch sẽ. Ngẫm lại cũng nghĩ mà sợ, Xích Luyện Xà thứ này ba con mắt quang mang ngọn lửa thực sự bá đạo vô cùng, nếu không phải càn khôn hồ hắn cảm giác chính mình thật sự liền cúp. Tuy rằng thực khí, nhưng đã phát sinh. Xích Luyện Xà cũng bị hắn thu phục, chính là giết này xà cũng vô dụng. Khẽ cắn môi nhìn Xích Luyện Xà nói, lại đây. Xích Luyện Xà tuy rằng là thiên ma thú sẽ không nói, nhưng cũng có thể cảm nhận được Dương Mẫu Nhân giờ phút này thực tức giận, nơm nớp lo sợ vẫn là bơi lội tới rồi Dương Mẫu Nhân bên người, phía dưới ba cái đầu. Về sau ngươi đã kêu tam mắt. Dương Mẫu Nhân lại một lần phát huy tùy ý đặt tên hình thức. Tê 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 Xích Luyện Xà Nga không đúng. Hiện tại hẳn là kêu tam mắt mới đúng, nó liên tục phun lưỡi rắn tỏ vẻ thu được tên. Ngay sau đó Dương Mẫu Nhân đứng ở tam mắt trên cổ nói, đi lên tìm địa phương lão tử tắm rửa. Nói chuyện như cũ hầm hừ, trên người hắn đen nhánh vô cùng có một tầng bị đốt trọi ra, nhưng thật ra không quan trọng, nhưng lại rất tanh hôi, muốn tẩy tẩy mới được. Tam mắt ngoan ngoãn nâng Dương Mẫu Nhân thượng hố to tới rồi mặt đất. Dương Mẫu Nhân nhảy xuống tới, vừa chuyển đầu lại dọa nhảy dựng. Bởi vì hắn nhìn đến hố to bên cạnh cách đó không xa còn có một cái Xích Luyện Xà. Chính là ngay sau đó hắn liền phát hiện sợ bóng sợ gió một hồi, mới phát hiện là da rắn, đảo mắt liền minh bạch, đây là tam mắt lui ra tới da rắn. Kinh hách qua sau, Dương Mẫu Nhân lại nhếch miệng nở nụ cười, da của ngươi chủ nhân ta muốn, thiêu hủy ta quần áo, vừa lúc làm mấy bộ quần áo xuyên. Dương Mẫu Nhân cười đi qua đi, bắt đầu cho chính mình dùng tam mắt lui ra tới da rắn luyện chế quần áo. Đây chính là tam cảnh cấp bậc thiên ma thú da rắn, tùy tiện luyện chế quần áo đều phải so với hắn trước kia tiên y cường. Nửa canh giờ lúc sau, Dương Mẫu Nhân luyện chế tam bộ quần áo, một bộ áo dài, một bộ chiến giáp, một bộ tổ hợp ăn mặc gọn gàng, gần mới dùng hết 1/10 đều không đến, dư lại da rắn đủ để ở làm 3-40 bộ quần áo. Hắn luyện chế trình độ giống nhau, nhưng luyện chế mà thành quần áo cũng xa xa không phải tiên y có thể so. Cư nhiên có được ngọn lửa thuộc tính, đối ngọn lửa cùng độc đều có thể miễn dịch. Đem hai bộ quần áo cùng dư lại da rắn thu hồi, Dương Mẫu Nhân lúc này mới vừa lòng, mang theo một bộ màu đỏ rực áo dài hướng về sông ngầm đi đến. Tiến vào sông ngầm sau Dương Nghị Vân vận chuyển công pháp, đem trên người một tầng cháy đen cởi, lộ ra đạm kim sắc chính là thân thể. Dương Mẫu Nhân kinh hỉ chính là, hắn phát hiện chính mình thân thể có cường đại rồi một tầng,
ngẫm lại tựa hồ cùng tam mắt đốt cháy hắn đôi mắt ngọn lửa có quan hệ, đương nhiên lớn nhất công lao là càn khôn hồ, ở nguy hiểm thời điểm là càn khôn hồ tự động bảo vệ, tưới giết hắn trên người ngọn lửa. Duy nhất làm giống nhau buồn bực chính là, hắn một đầu thật dài đầu bạc mặc kệ ở lại như thế nào vận chuyển thần lực đi thúc dục cư nhiên trương không ra. Chỉ có lông mày dài quá ra tới, đây cũng là duy nhất may mắn. Nếu không hắn thực sự có sát tam mắt ăn thịt rắn ý tưởng. Nhìn sông ngầm nói mặt, một người đầu chọc, đang xem tinh xảo đến bạo ngũ quan, Dương Mỗ Nhân nhếch miệng cười cười lẩm bẩm, tựa hồ thực yêu dị, tốt đẹp, không đúng, rất tuấn tú, soái đến ta chính mình đều ghen ghét, không tóc liền không có đi, về sau sẽ đứng ra. Từ trong nước đi lên, đem tam mắt xích hồng sắc da rắn sở luyện chế quần áo mặc vào, Dương Nghị Vân nhìn xem trong nước chính mình ảnh ngược, lẩm bẩm quả thực chính là một cái tuấn tiếu đến thiên ghét hồng y yêu tăng a. Cuối cùng là triệt tiêu hắn, tóc bị thiêu quang oán niệm. Bộ dáng có đại biến, biến yêu dị tuấn mỹ, thực tà thực tà. Hơn nữa Dương Nghị Vân còn phát hiện chính mình hơi thở tựa hồ cũng có thay đổi, có điểm cái gì cảm giác hơi thở hắn không thể nói tới, nhưng là lúc này tam mắt bơi lội lại đây thời điểm, hắn bừng tỉnh hắn hơi thở biến thành cái dạng gì, có tam mắt trên người cùng loại hơi thở, trách không được nhìn thực yêu dị. Nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Ngẫm lại muốn không có việc gì bị tam ánh mắt mang chi lửa đốt quá thay đổi, hoặc là chính là sinh mệnh chi thủy ở tam mắt trên người thay đổi. Bất quá cũng không có gì không tốt. T. Lúc này tam mắt hí vang chợt lóe, lại là miệng một chương một đạo kim quang mà ra, huyền phù ở Dương Nghị Vân trước mặt. Kim giới linh hoa. Dương Mẫu Nhân trong lòng đại hỉ. Tính ngươi cái tam mắt xúc sinh có lương tâm, thiêu ta tóc sự tình phiên thiên. Dương Mẫu Nhân đôi mắt phản quang, đem kim giáp linh hoa thu lên, vì này cây thần dược hắn thiếu chút nữa bị tam mắt xử lý, cuối cùng là được như ý nguyện, không dễ dàng a không dễ dàng. TTT, tam mắt được đến Dương Mẫu Nhân khích lệ, tuy không có miệng phun nhân ngôn, lại là thông nhân tính, hoàn toàn nghe hiểu được Dương Mẫu Nhân nói chuyện, ba cái đầu lay động trong miệng phun lưỡi rắn, tỏ vẻ thật cao hứng. Dương Mẫu Nhân nhìn tam mắt trong lòng cảm khái, từ hắn tiến vào cổ chiến trường, đến bây giờ. Bị hai đám người đuổi giết, trước sau hơn 30 danh thiên thần chém giết, hắn cũng coi như là một đường quá quan trảm tướng lòe ra tới. 100 nhiều năm qua đi, hắn tu vi thực lực có thể nói thật sự bay lên, hiện giờ đạt tới thượng giai thiên thần. Hiện tại lại thu phục một đầu tam cảnh đỉnh tam mắt tam đầu xà, thực lực càng là một đại trợ lực tăng trưởng, lại còn có được đến kim giáp linh hoa, kế tiếp có thể luyện chế phá cảnh đan đánh sâu vào thiên thần quân cảnh giới. Vốn dĩ Dương Nghị Vân suy xét ở chỗ này luyện chế đánh sâu vào thiên thần quân cảnh giới, nhưng ngẫm lại vẫn là từ bỏ, hắn tu vi tăng lên quá mức mau, hiện tại đánh sâu vào thiên thần quân cảnh giới cũng không thấy đến là chuyện tốt. Ngẫm lại vẫn là phải rời khỏi nơi này lại nói, liền hỏi tam mắt nói, tam mắt có biết nơi này có cái gì lộ có thể đi ra ngoài. Chúng ta không thể tổng đãi ở chỗ này, phải rời khỏi. Nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, tam mắt nghiêng đầu ngẫm lại sau, phát ra tê tê thanh. Gật gật đầu, phía dưới đầu, ý bảo Dương Nghị Vân chạm đi lên. Thực sự có A Hảo, mang ta rời đi nơi này, chúng ta hiện tại liền đi. Dương Nghị Vân nhảy nhót cười, phi thăng dựng lên đứng ở tam mắt trên đầu. Kế tiếp tam mắt hí vang một tiếng, mau theo bơi lội dựng lên, lại là nghi ám hắc thượng du mà đi. Dương Nghị Vân phát hiện tam mắt tốc độ có động lên, cư nhiên so với hắn còn nhanh rất nhiều, nhưng là phi thường vừa lòng. Thả không phải nói khác. Hiện giờ liền tính là ngày qua thần quân cấp bậc địch nhân, tam mắt liền có thể đối phó. Tương đương là cái đại bảo tiêu. Thực mau tam mắt mang theo Dương Nghị Vân tới rồi một chỗ chân núi, thấy được một cái động lớn, mà sông ngầm chi thủy đúng là từ bên trong chảy xuôi mà ra. Tam mắt dừng lại, quay đầu lại nhìn nhìn phía sau, có chút lưu luyến không rời, dù sao cũng là nó sinh hoạt địa phương, hiện tại phải rời khỏi cũng là có chút thương cảm. Dương Nghị Vân vươn tay ở tam mắt trên đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ. An ủi nói, đi thôi, về sau có cơ hội ta bồi ngươi lại đến, ngươi hiện giờ đã thoát ly ma thú trình tự, tiến hóa thành thần linh thú, có thể tu luyện theo đuổi càng cao thế giới sân khấu, bên ngoài thiên địa quảng đại, chúng ta cùng đi lang bạt đi. TTT, tam mắt phát ra hí vang, ngay sau đó quay đầu lại, bùm một tiếng tiến vào sông ngầm thủy, mang theo Dương Nghị Vân tiến vào sông ngầm sơn động. Toàn bộ sông ngầm đều là từ cái này sơn động chảy ra, đi vào lúc sau sơn động càng ngày cũng tiểu. Tam mắt lại là mang theo Dương Nghị Vân trực tiếp vào nước, tiềm nhập đáy nước bơi lội mà đi. Dòng nước rất lớn, nhưng lại rất thâm, sông ngầm trong nước lại là vượt quá tưởng tượng to rộng. Dương Nghị Vân cũng không nóng nảy,
hắn biết Tam Mắt khẳng định sẽ mang theo chính mình rời đi, thứ này là nơi này duy nhất bá chủ, đối hoàn cảnh thượng tự nhiên quen thuộc, đi theo đi chính là, hắn tin tưởng có thể đi ra ngoài. Ước chừng một canh giờ sau, dầm một tiếng, lại là Tam Mắt từ đáy nước đi ra ngoài. Dương Nghị Vân vừa thấy lại là vừa ra thiên nhiên lỗ trống, nơi này lại là thần quang bốn phía. Thiên nhiên huyệt động trung thạch tài nhìn đều tràn ngập thần thánh trong suốt quang hoa. Đây là nơi nào? Dương Nghị Vân hỏi Tam Mắt. Tê tê, Tam Mắt phát ra một tiếng lấy lòng hí vang, lại là hướng về nơi xa bơi lội mà đi. Không bao lâu, xuất hiện một cái cửa động. Tê tê tê. Lúc này, Tam Mắt lại là thân mình cao cao dựng đứng, phát ra gầm rú. Dương Nghị Vân cảm giác có điểm không đúng, như thế nào nghe Tam Mắt thứ này như là xông vào cái gì sinh linh cửa nhà, đối với nhân gia phát ra khiêu khích. Hắn nhảy xuống, từ Tam Mắt trên người nhảy xuống tới. Tam Mắt, Dương Nghị Vân càng muốn hỏi một câu, người muốn làm gì thời điểm, lại là bị gầm lên giận dữ cấp đánh gãy. Thầm thì, nặng nề thả lại như sấm rền giống nhau tiếng kêu, đánh gãy Dương Nghị Vân nói chuyện. Là từ sơn động truyền ra tới. Dương Nghị Vân cái này minh bạch, là Tam Mắt thứ này tới cửa khiêu khích cái gì sinh linh. Bất quá hắn cũng không quá để ý, bởi vì hiện tại Tam Mắt chính là tam cảnh đỉnh cấp bậc thực lực, tương đương với là thượng giai thiên thần quân đỉnh. Ở Dương Nghị Vân xem ra, Tam Mắt thực lực cũng đủ cường đại rồi, trọng điểm là hắn tin tưởng Tam Mắt cũng không ngốc, nếu không phải hắn có thể đùa giỡn tồn tại, không đến mức chạy tới tìm đường chết, cho nên Dương Nghị Vân về phía sau lui lui, chuẩn bị ở một bên xem diễn. Hắn nhưng thật ra chờ mong cái này sơn động sẽ ra tới cái gì sinh linh. Tiếng kêu là thầm thì tiếng kêu, nghe thực nặng nề, nhưng lại như sấm rền. Tê tê tê, Tam Mắt dựng thẳng lên ba cái đầu hướng về phía sơn động gào giống. Thầm thì, trong động thầm thì tiếng động từ xa tới gần, làm ra đáp lại. Giống như là ước chiến giống nhau. Tam Mắt kiêu ngạo khẩn, mà trong động sinh linh cũng chút nào không túng. Ngay sau đó một cái mỏ nhọn nháo đến rốt cuộc xuất hiện. Mà Tam Mắt thứ này lại là ở Dương Nghị Vân trong mắt bản năng về phía sau rụt rụt thân thể, cái này làm cho hắn muốn cười, rất muốn nói một câu, tiểu tử ngươi chủ động khiêu khích nhân gia, hiện tại tưởng sau xúc là mấy cái ý tứ. Nhưng là những lời này ở hắn nhìn đến từ sơn động ra tới sinh linh toàn cảnh lúc sau, liền ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Bởi vì hắn nhìn đến cái này sinh linh là trước đây ở địa cầu gặp qua sinh linh. Chẳng qua trước mắt xuất hiện này một con muốn lớn hơn nhiều. Ánh mắt đầu tiên Dương Nghị Vân liền xác định cái này sinh linh là loài rắn thiên địch. Rất nhiều người ta nói khởi loài rắn thiên địch, khả năng phản ứng đầu tiên chính là phi ưng chi lưu, nhưng là tuyệt đối không phải. Ở địa cầu thời điểm, Dương Nghị Vân biết có một loại sinh linh mới là loài rắn chân chính để thiên địch. Loại này sinh linh chính là cầy mang gắt. Cầy mang gắt còn có cái ngoại hiệu kêu mông ca, ở đối phó loài rắn thượng. So đại danh đỉnh đỉnh tóc húi cua ca còn cường đại. Ở địa cầu cầy mang gắt sát rắn hổ mang đều là một bữa ăn sáng cái loại này, đối loài rắn, giống như là miêu cùng chuột giống nhau trời sinh đối địch. Đương nhiên không chỉ có sát xà, chuột loại côn trùng từ từ cũng là cầy mang gắt con mồi, tồn tại cầy mang gắt địa phương giống nhau đều không tồn tại chuột loại. Cầy mang gắt đối loài rắn là thiên địch, là bởi vì đối xà độc cơ hồ là miễn dịch. Cho nên xà nhìn thấy cầy mang gắt giống như là chuột nhìn thấy miêu giống nhau trạng thái. Ở địa cầu bình thường cầy mang gắt chiều cao giống nhau là hai thước nửa tả hữu, cái đuôi liền chiếm cứ thân thể một nửa, toàn thân là thâm hôi hoặc là đạm màu nâu, mỏ nhọn đầu óc túi tiểu, cơ bản nhìn qua cùng chồn tương tự. Mà trước mắt xuất hiện này chỉ cầy mang gắt lại là thân hình chiều dài đạt tới 3 mét tả hữu, vẻ ngoài thượng cùng hắn ở địa cầu gặp qua cầy mang gắt cơ bản nhất trí, chỉ là hình thể đạt tới 3 mét. Lông tóc là màu nâu mang điểm hôi, viên nhĩ sau có thiên màu bạc văn lạc. Tứ chi cũng đoản nhưng lại có sắc bén chảo giáp. Một đôi nâu đậm sắc đôi mắt tinh quang lập lòe, vừa xuất hiện liền gắt gao chăm chú vào Tam Mắt trên người, toàn thân là lông tóc là đứng chổng ngược, tựa hồ tùy thời sẽ khởi xướng công kích. TTT. Ở Dương Nghị Vân trong mắt giờ phút này Tam Mắt đối với cầy mang gắt phát ra giống giận, hoặc là nói loại này một loại khiêu chiến. Cầy mang gắt hơi thở ở tam cảnh lúc đầu giai đoạn, thực rõ ràng so lúc này Tam Mắt yếu đi một mảng lớn. Dương Nghị Vân nhìn một màn này lại là có chút minh bạch lại đây. Cũng là có chút buồn cười. Cũng nghĩ đến Tam Mắt vì cái gì sẽ như thế. Nếu hắn đoán được không sai, trước kia Tam Mắt tất nhiên tại đây chỉ cầy mang gắt trên tay ăn qua mệt, hoặc là nó chịu quá khi dễ.
Lại lần nữa phía trước tam mắt cũng chính là cùng cầy mang gắt liếc mắt một cái tam cảnh lúc đầu thực lực, nhưng nuốt hắn tam tích sinh mệnh chi thủy sau, tam mắt thực lực đạt tới tam cảnh đỉnh, cái này giữa hai bên thực lực chênh lệch kéo lớn. Thực rõ ràng tam mắt thứ này là trước khi đi tiến đến báo thù. Chính là Dương Nghị Vân lại là biết cầy mang gắt chính là loài rắn trời sinh thiên địch, liền tính là tam mắt tu vi mạnh hơn cầy mang gắt, phải đối phó cầy mang gắt nghĩ đến cũng là không thoải mái. Nhưng đều là tu luyện sinh linh, hơn nữa là thần giới sinh linh, xét đến cùng coi trọng chính là tu vi thực lực. Này đầu cầy mang gắt hôm nay sợ là ở tam mắt nơi này bất tử cũng muốn lột ra. Thầm thì, hai người đối cầm lên, từng người phát ra gào giống thanh. Cầy mang gắt trầm thấp thầm thì gầm rú, giờ phút này nghe tới cũng tràn ngập túc mục, nghĩ đến nó đã biết tam mắt biến cường đại rồi. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng lại một chút không luống cuống. Cho dù là tam mắt trở thành tam cảnh đỉnh cấp bậc, cầy mang gắt như cũ không lùi bước, hướng về phía tam mắt gào giống nghênh chiến. Điểm này nhưng thật ra làm Dương Nghị Vân đối cầy mang gắt xem trọng liếc mắt một cái. Bất quá, cảm nhận được tam mắt không ngừng bò lên hơi thở, cùng trên người toát ra ngọn lửa, hơn nữa tam mắt ba con mắt uy lực, Dương Nghị Vân tuyệt đối, này chỉ cầy mang gắt hôm nay sợ là muốn khổ sở một kiếp. Hắn không có gì đồng tình hoặc là mặt khác cảm xúc ra tới. Hiện tại tam mắt đã bị hắn thu phục, hắn là không đạo lý làm tam mắt dừng lại, hơn nữa cầy mang gắt nhìn qua cũng không phải cái gì người lương thiện. Hắn nhưng thật ra vui nhìn xem náo nhiệt, này vốn dĩ chính là tam mắt trước khi đi báo thù, không lý do không duy trì. Tất yếu thời điểm hắn cũng sẽ ra tay. Mỗi một khắc, cầy mang gắt dẫn đầu mà động, cuối cùng là không vững vàng. Dương Nghị Vân biết này chỉ cầy mang gắt hôm nay bại cục là chú định, liên quân đối chọi, dẫn đầu thiếu kiên nhẫn. Ai liền thua? Thầm thì, cầy mang gắt trầm thấp giống giận, bỗng nhiên nhảy, như là một đạo tia chớp giống nhau nhằm phía tam mắt. Tê, tam mắt một tiếng hí vang, lại là tả hữu hai miệng hộc ra lưỡng đạo ngọn lửa. Vèo vèo vèo, bóng dáng giống nhau linh hoạt nhanh chóng chớp động, cầy mang gắt cư nhiên tránh thoát tam mắt ngọn lửa, vèo 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 vừa động công kích tam mắt. Nhưng tam mắt ỷ vào thực lực cường đại, dựng thẳng lên ba cái đầu cũng là linh hoạt chuyển động. Chút nào không cho cầy mang gắt công kích chính mình cơ hội, ngẫu nhiên cái đuôi còn quất đánh mà đi, trước sau làm cầy mang gắt vô pháp gần người. Nhìn đến nơi này thời điểm, Dương Nghị Vân yên tâm, cứ việc cầy mang gắt là tam mắt thiên địch, nhưng tam mắt lại là thực lực cường đại không cho cầy mang gắt bất luận cái gì có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ xuống tay, phòng ngự kín không kẽ hở, thường thường đánh trả, có vẻ thành thạo. Dương Nghị Vân biết ổn, nhưng mà trong lòng ý tưởng vừa ra hạ. Ngay sau đó Dương Nghị Vân liền biết hắn vẫn là coi thường thiên địch cái này từ ngữ. Cu cu cu. Trong giây lát cầy mang gắt phát ra liên tiếp gầm rú, toàn thân lông tóc đứng chổng ngược, tản mát ra vàng sẫm sắc vầng sáng, lại là vèo 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 di động lên, trong lúc nhất thời Dương Nghị Vân cư nhiên thấy được vô số chỉ cầy mang gắt. Hắn biết đến này không phải phân thân phương pháp, lại là tốc độ mau tới rồi cực hạn tàn ảnh. Mà tam mắt lại cũng ở thời điểm này hơi thở lần thứ hai bùng nổ. Tựa hồ tới rồi đỉnh, cũng khẩn trương lên. Mỗi một khắc cầy mang gắt xoát một chút, cư nhiên trực tiếp xuất hiện ở tam mắt trước người, mở miệng ra đối với tam mắt một con đầu cắn xé mà đi. Tam mắt hí vang chung ba cái đầu phun lửa diễm, ngọn lửa đỏ đậm nùng liệt, thực rõ ràng là mang theo kịch độc. Nhưng thời điểm Dương Nghị Vân nhìn đến cầy mang gắt thế nhưng không sợ chút nào như cũ làm theo ý mình phóng đi, Dương miệng chính là muốn cắn chết tam mắt tư thế, hảo sinh hung mãnh. Rầm rầm, ngọn lửa trực tiếp dừng ở cầy mang gắt trên người, nhưng cầy mang gắt trên người lại là bạo phát đạo đạo khắc văn hình thành từng đạo hàn khí. Ngọn lửa cùng hàn khí đối cầm, thực rõ ràng hàn khí bị hòa tan. Thầm thì, cầy mang gắt trên người hàn khí khắc văn biến mất, phát ra ăn đau thanh, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, chuyện gì đều không có, đối ngọn lửa độc khí hoàn toàn miễn dịch giống nhau. Ngay sau đó cầy mang gắt đắc thủ, Nga không đúng, là đến khẩu. Một ngụm cắn ở tam mắt bên phải một cái đầu trên cổ. Giờ phút này tam mắt phát ra ăn đau thanh, nhưng toàn thân ngọn lửa thần quang đại tác phẩm. Dương Nghị Vân trong lòng một sốt ruột, liền phải ra tay giúp tam mắt, vừa muốn động, lại là phát hiện tam mắt mặt khác hai cái đầu quay đầu, hai con mắt bùng nổ quang mang đối với cầy mang gắt chiếu xạ mà đi. Một trắng một đỏ lưỡng đạo đôi mắt ánh sáng nháy mắt chiếu vào cầy mang gắt trên người. Cô! Một tiếng quái kêu vang lên. Cầy mang gắt nháy mắt nhả ra miệng, thân thể một chút bay ngược đi ra ngoài thật xa.
Dương Nghị Vân nhẹ nhàng thở ra, thoạt nhìn lần này cầy mang gắt bất tử cũng thừa nửa cái mạng. Mà tam mắt còn lại là bên phải đầu cổ hạ bị cầy mang gắt một ngụm cắn xé rớt một khối to thịt. Không hổ là Mông ca, thật mẹ nó sinh mạnh a. Dương Nghị Vân cảm thán, hắn phía trước dùng đồ long kiếm chém tam mắt thân thể cũng liền chém rớt một cái khẩu tử, vẫn là vận dụng càn khôn thần điện chi lực, này cầy mang gắt cư nhiên ngạnh sinh sinh một ngụm cắn xé rớt tam mắt một mồm to thịt, không thể không nói thật cường đại. TTT, tam mắt tuy rằng bị cầy mang gắt cắn xé rớt một khối huyết nhục, nhưng nhìn cũng không có gì trở ngại, phát ra TT thanh, bơi lội mà đi, thoạt nhìn là phải đối cầy mang gắt đau hạ sát thủ. Dương Nghị Vân nhìn cầy mang gắt bị tam mắt hai con mắt nổ bắn ra mà ra quang mang một kích mà bay đánh vào sơn động vách đá chung, nửa ngày không có động tĩnh, hắn chính là biết tam đôi mắt chi quan có bao nhiêu khủng bố, cái loại này màu đỏ có thể chết lặng, màu đen ngọn lửa thiêu đốt liền rất nam tát. Nghĩ cầy mang gắt có phải hay không xong rồi. Nhưng mà đương tam mắt bơi lội quá khứ thời điểm, không nghĩ tới. Oanh! Vách đá đá vụn bay múa, không nghĩ tới lại là cầy mang gắt vèo một chút vọt ra, như cũng nhằm phía tam mắt. Nhưng là tam mắt tựa hồ sớm có chuẩn bị, một kích thần long bái vĩ dựng lên. Thô trắng cái đuôi mang theo ngọn lửa chuẩn xác không có lầm một kích quất đánh ở cầy mang gắt trên người. Ầm vang! Cô! Cầy mang gắt kêu thảm thiết bị lại lần nữa trừ phi, hung hăng dừng ở trên mặt đất, lần này Dương Nghị Vân thấy được rõ ràng, cầy mang gắt ở hộc máu trừ trừ. Tam mắt như là cái đánh thắng trận đại tướng quân, bơi lội ở cầy mang gắt trước người, trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất trừ trừ cầy mang gắt, hộc ra lưỡi rắn, tựa hồ muốn nói làm ngươi con mẹ nó cuồng. Làm ngươi khoe khoang, làm ngươi khi dễ ta. Mà trên mặt đất cầy mang gắt chảy ra máu, cố hết sức muốn bỏ dậy. Đối với tam mắt như cũ phát ra thầm thì tiếng giống giận, tựa hồ muốn nói ta mẹ nó chính là muốn tấu ngươi. Nhưng chung quy bò rất nhiều lần cũng chưa bò dậy. Dương Nghị Vân đem một màn này xem ở đôi mắt, lại là đối này chỉ cầy mang gắt có thưởng thức, thật đúng là cái hung hãn chiến đấu cuồng thú, hắn tin tưởng nếu là cầy mang gắt còn có thể bò dậy, nhất định còn sẽ đối tam mắt khởi xướng công kích. Ở biết rõ thực lực cách xa dưới tình huống, cầy mang gắt đối tam mắt khởi xướng công kích không hề có lùi bước. Chỉ cần này khung dũng khí, Dương Nghị Vân đều thưởng thức. TT, tam mắt thấy cầy mang gắt không bò dậy, TT gầm rú, tựa hồ không có hứng thú, mở ra miệng rộng, muốn một ngụm đem cầy mang gắt cấp nuốt. Lúc này Dương Nghị Vân lại vội vàng xuất khẩu hô to, tam mắt dừng lại. Dương Nghị Vân lắc mình qua đi, xuất hiện ở tam mắt bên người. Đối với chủ nhân nói tam mắt là không dám không nghe, cứ việc bất mãn Dương Nghị Vân cái này chủ nhân không cho hắn giết thiên địch. Nhưng như cũng ngừng lại. Ngươi đã chiến thắng nó, không cần thiết ở đi sát nó, thứ này đối ta hữu dụng. Dương Nghị Vân nhếch miệng đi tới hơi thở thoi thóp cầy mang gắt trước người xem xét. Làm Dương Nghị Vân kỳ quái chính là, kiểm tra rồi cầy mang gắt thân thể, phát hiện cư nhiên không có bất luận cái gì chúng độc dấu hiệu, không đúng, chuẩn xác mà nói là có độc tố còn sót lại là bị nó trong cơ thể một loại lực lượng cấp cắn nuốt hóa giải, trọng thương là bị đoạn cốt nội phủ đều rách nát. Thực rõ ràng là bị tam mắt một kích thần long bái vĩ cấp quất đánh. Cái này làm cho Dương Nghị Vân tin tưởng, cầy mang gắt thật là đối độc tố có miễn dịch hoặc là nói là có thể thực mau hóa giải độc tố. Hắn biết nếu không phải thực lực cảnh giới thượng kém tam mắt một mảng lớn, cầy mang gắt căn bản là sẽ không thua, quản chi cầy mang gắt là tam cảnh trung giai cấp bậc, phỏng chừng hôm nay tam mắt đều rất khó thắng. Liên loại thực lực này chênh lệch hạ, cầy mang gắt như cũ cắn xé rất tam mắt một khối to huyết nhục. Mấu chốt nhất chính là cầy mang gắt dũng mãnh không sợ chết chiến đấu tinh thần, biết rõ là nhược thế nhưng lại như cũ dám đối với so với hắn cường đại tam mắt không chút do dự khởi xướng công kích, đây là ở Dương Nghị Vân xem ra là phi thường khó được, cùng hắn đối với những cái đó thiên nhân tộc cùng càn khôn hồ dư nghiệt thời điểm thực tương tự. Đây cũng là Dương Nghị Vân muốn cứu cầy mang gắt nguyên nhân. Cầy mang gắt thương thế thực trọng, nhưng lại còn chưa tới chết thời điểm, lại nói có hắn ở, này đầu cầy mang gắt liền không chết được. Dũng mãnh không sợ chết sức chiến đấu, đảm đương nổi một tiếng mãnh ca. Dương Nghị Vân sẽ không bùn xỉn một giọt sinh mệnh chi thủy, có sinh mệnh chi thủy cầy mang gắt liền không chết được, hơn nữa tin tưởng một giọt sinh mệnh chi thủy không chỉ có thể làm cầy mang gắt khôi phục thương thế còn có thể huyết mạch tiến hóa một lần. Dương Nghị Vân xem xét quá, này chỉ cầy mang gắt huyết mạch thiên phú khả năng so tam mắt còn phải cường đại một ít. Thuộc hạ có thể thu phục như vậy một đầu mãnh thú với hắn mà nói, cũng là một cái đại chủ lực. Hơn nữa hắn thực thưởng thức này đầu cầy mang gắt. Độc tố miễn dịch ngọn lửa miễn dịch, ở khứu giác thượng kỳ thật cũng là độc nhất vô nhị tồn tại,
ở địa cầu thời điểm Dương Nghị Vân hiểu biết quá, cầy mang gát khứu giác thậm chí là cầu mấy chục lần, thần giới cầy mang gát không biết sẽ có bao nhiêu cường đại tu vi, đối này Dương Nghị Vân nhưng thật ra thực chờ mong. Nếu không phải bị ta mắt cấp làm nằm sấp xuống, dựa hắn đi mạnh mẽ thu phục, Dương Nghị Vân tưởng cũng không dám tưởng. Lúc này nhưng thật ra nhặt cái tiện nghi. Vung tay lên một giọt sinh mệnh chi thủy tiến vào cầy mang gắt miệng. Liền một giọt cho nó, nhiều không có, Dương Nghị Vân cũng sẽ không cho. Tới rồi hiện giờ tu luyện trình tự, hắn đối một ít đồ vật càng thêm hiểu biết, sinh mệnh chi thủy tuyệt đối không thể lãng phí, phải hảo hảo lợi dụng, đến nỗi đối tam mắt thời điểm, chỉ do bất đắc dĩ hoảng hốt cách làm, một lần tâm ném ra tam tích. Này sẽ cho cầy mang gắt một giọt cũng đủ, nhiều cũng khởi không đến bao lớn tác dụng. Một giọt sinh mệnh chi thủy cấp cầy mang gắt ăn vào, tức khắc cầy mang gắt trên người thần quang đại tác phẩm. Cu cu cu, cầy mang gắt phát ra thống khổ tiếng động. Dương Nghị Vân đứng dậy lui ra phía sau, nhìn cầy mang gắt cuộn tròn lên, phát ra thống khổ, hắn biết đây là sinh mệnh chi thủy ở chữa thương cũng ở thế thân cầy mang gắt huyết mạch. Sau nửa canh giờ, khôi phục liều mạng. Cầy mang gắt toàn thân lông tóc thoát nhảy mọc ra hoàn toàn mới lông tóc, như cũ là nâu nhạt sắc mang màu xám bạc. Nhưng lông tóc nhìn càng thêm nhu thuận. Toàn thân hơi thở đạt tới tam biên cảnh thượng giai, gần so tam mắt thiếu chút nữa một chút, trên cơ bản ngang hàng. Thầm thì, một tiếng nặng nề như sấm gầm rú vang lên, này một tiếng lại là hướng về phía tam mắt gầm rú. Tê tê, hảo đi tam mắt phun lưỡi rắn, bản năng về phía sau lùi bước một chút. Hừ, nghiệp chướng, cho hoàn toàn mới sinh mệnh, khôi phục lại liền phải kiêu ngạo. Tin hay không làm ngươi lại lần nữa rơi xuống chống đỡ. Lại là Dương mẫu nhân đối với cầy mang gắt hừ lạnh nói chuyện. Thầm thì, cầy mang gắt một cái cơ linh, nhìn Dương Nghị Vân phát ra một tiếng lấy lòng thầm thì thanh, lại là vội vàng hai đầu gối một quỳ, ngũ thể đầu địa ghé vào Dương Nghị Vân trước mặt, biểu đạt cúng bái chủ nhân đại lễ. Thân là thần giới sinh linh liền tính là thiên ma thú cũng là vô cùng linh tính thông thần, cầy mang gắt tự nhiên minh bạch là Dương Nghị Vân cứu nó. Còn làm nó huyết mạch tăng lên. Lại nói sinh mệnh chi thủy cùng Dương mẫu nhân chi gian liên hệ, cũng không chấp nhận được cầy mang gắt lỗ máng, sẽ sinh ra phát ra từ linh hồn sợ hãi. Tính ngươi thức thời, về sau ngươi đã kêu A Mãnh, cùng tam mắt cùng nhau công sự, không được nháo mâu thuẫn, có nghe hay không? Dương mẫu nhân tên đã sớm cấp cầy mang gắt nghĩ kỹ rồi, cũng cảnh cáo cầy mang gắt không được cùng tam mắt thương tổn lẫn nhau. Còn có ngươi cũng là... Không có về sau không nghĩ các ngươi thương tổn lẫn nhau, biết không? Chỉ chớp mắt Dương Nghị Vân cũng cho tam mắt cảnh cáo không được, này hai hóa trời sinh đối địch. Hiện tại đều trở thành hắn dưới tòa thiên ma thú, tự nhiên không thể làm chúng nó lại đánh lên tới. Thầm thì, tê tê, cầy mang gắt không đúng, hiện tại hẳn là liền A Minh cùng tam mắt thấp giọng phát ra tiếng, xem như không dám làm trái Dương mẫu nhân uy. Nhìn qua chúng nó như cũ là không đối phó. Lẫn nhau chi gian chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Cái này làm cho Dương Nghị Vân cảm giác buồn cười. Bên người có bao nhiêu một đầu tam cảnh thiên ma thú Dương mẫu nhân tâm tình rất tốt nói, được rồi, chúng ta phải rời khỏi nơi này, không thể ngốc lâu lắm, các ngươi chủ nhân ta có rất nhiều kẻ thù a. Cu cu cu. Lúc này A Mãnh lại là hướng về phía Dương Nghị Vân phát ra liên tiếp thầm thì thanh, rồi sau đó lại nâng lên tiểu đoàn móng vuốt, chỉ nó động phủ. Tuy rằng đều không thể nói chuyện, xem đều là có linh tính thần giới sinh linh, trải qua sinh mệnh chi thủy lễ rửa tội chỉ biết càng ngày càng thông tùy hứng, Dương Nghị Vân phản ứng lại đây nói, ngươi ý tứ làm ta tiến ngươi động phủ đi. Thầm thì, A Mãnh liên tục gật đầu. Có phải hay không có thứ gì cho ta xem? Dương Nghị Vân nếm thử suy đoán. Cu 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 A Mãnh lại là liên tục gật đầu phát ra thầm thì thanh, múa may móng vuốt khoa tay múa chân một chút, biểu tình có chút lấy lòng. Cái này Dương Nghị Vân vui vẻ, hỏi, ý của ngươi là ở ngươi động phủ có bảo vật muốn tặng cho ta? Thầm thì A Mãnh thầm thì phát ra tiếng gật đầu thật cao hứng. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, thật đúng là bị hắn đoán được, ha ha cười nói, hảo, vậy vào xem. Dương Nghị Vân đi theo A Mãnh tiến vào động phủ, đương nhiên tam mắt cũng đi theo, may mắn là A Mãnh cái này động phủ đủ đại, nếu không tam mắt thân hình chưa chắc đi vào tới. Đối Dương mẫu nhân tới nói. Tự nhiên là muốn mang lên tam mắt, tuy rằng thu phục A Mãnh nhưng ai có dám cam đoan động phủ trong vòng không có gì ngoài ý muốn. Mang lên tam mắt là tất nhiên. Cứ việc cái này làm cho A Mãnh phi thường khó chịu, nhưng có Dương Nghị Vân cái này chủ nhân ở, cũng chỉ dám trừng trừng mắt mà thôi.
Sơn động trong vòng thực bình thản, đi vào lúc sau, Dương Nghị Vân phát hiện toàn bộ sơn động cư nhiên là trải qua có thể tu chỉnh, hơn nữa nhân công mở dấu vết thực rõ ràng. Bất quá ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái, nơi này bản thân chính là mạch khoáng dưới nền đất chỗ sâu trong, hơn nữa mạch khoáng tồn tại xa xăm, có người đã tới cũng không có gì kỳ quái. A Mãnh có lẽ là cái kẻ tới sau, đem nơi này trở thành hang ổ mà thôi. Mười mấy phút sau, một cái dáng màu bắn ra bốn phía thiên nhiên đại sảnh xuất hiện. Thần quang thoáng hiện, có chút giống là tiến vào cái gì bảo khố cảm giác. Trên thực tế Dương Nghị Vân đương thấy rõ ra nơi này hoàn cảnh sau, thật đúng là phát hiện chính mình tiến vào bảo khố chung. Trước mắt đều là thần thạch. Xếp thành một tòa tiểu sơn thần thạch. Có bao nhiêu? Dương Nghị Vân vô pháp cân nhắc, mấy vạn, mười mấy vạn, vẫn là thượng trăm vạn thần thạch. Trong nháy mắt Dương Mẫu Nhân chảy ra nước miếng. Không nghĩ tới a, cư nhiên còn có thể phát như vậy tiền của phi nghĩa. Hắn cùng 20-30 thiên thần chiến đấu, chém giết như vậy nhiều ngày thần cướp đoạt đến thần thạch, cũng bất quá trăm viên, mà nơi này cư nhiên trồng chất thành sơn. Ta ngoan ngoãn, đây là thiên đạo chiếu cố a, a ha 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 ha. Dương Mẫu Nhân cười lớn phát hục tiểu sơn giống nhau thần thạch thượng. Không hề nghi ngờ này đó thần thạch đều là A Mãnh thu thập đi lên, không nghĩ tới thứ này còn có cất chứa thần thạch yêu thích. Đúng lúc này A Mãnh nắm lên một viên thần thạch đưa cho Dương Nghị Vân, mà nó chính mình lại nắm lên một viên, giây tiếp theo ở Dương Nghị Vân trợn mắt há hốc mồm chung lại là đem một viên thần thạch mất hết trong miệng. Ca băng ca băng. Hảo đi, A Mãnh thứ này cư nhiên đem một viên thần thạch ba lượng hạ cứ như vậy ca băng trực tiếp cấp ăn. Dương Nghị Vân há to miệng. Nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây, đây là cái gì tao thao tác? Thầm thì. Lúc này A Mãnh lại là đối Dương Nghị Vân phát ra một tiếng thầm thì thanh, đem chảo thượng thần thạch lại đưa cho Dương Nghị Vân, kia ý tứ Dương Nghị Vân như thế nào sẽ không rõ, chính là sẽ không nói, nếu là có thể nói, nhất định sẽ nói chủ nhân thỉnh ngươi ăn thần thạch, ăn rất ngon. Dương Nghị Vân phục hồi tinh thần lại, giờ khóc giờ cười nói, ngươi có phải hay không cứ như vậy ăn rất nhiều thần thạch. Thầm thì A Mãnh gật gật đầu, vẻ mặt đương nhiên. Ta đi bạo khiển thiên vật A. Hắn trước phát hỏa, nhưng ngẫm lại vẫn là nhìn xuống, không hề để ý tới A Mãnh này đầu ngu xuẩn, bắt đầu kiểm kê thu thần thạch. Quỷ biết A Mãnh cứ như vậy đem thần thạch đương đường đậu giống nhau ăn nhiều ít đi xuống. Cũng may này tiểu sơn giống nhau thần thạch với hắn mà nói cũng đã rất nhiều. Bắt đầu kiểm kê. Nửa giờ sau. Dương Nghị Vân đem sở hữu thần thạch kiểm kê xong hết thảy thu vào càn khôn hồ không gian, tổng cộng đạt được 50 vạn hạ phẩm thần thạch, 1.000 trung phẩm thần thạch, 100 tới viên thượng phẩm thần thạch. Dựa theo thần giới đổi tỷ lệ, một viên trung phẩm còn tính 100 viên hạ phẩm thần thạch, một viên thượng phẩm còn tính 1.000 viên hạ phẩm thần thạch, tương đương một chút, hắn được đến 70 nhiều vạn hạ phẩm thần thạch. Này với hắn mà nói tuyệt đối là một bút con số thiên văn. Này thuộc về một đêm phất nhanh. Đây là thần thạch, cũng không phải là tiên thạch A. Trong lòng nghĩ nếu là A Mãnh thứ này không ăn nói, tuyệt đối đạt được sẽ vượt qua trăm vạn thần thạch, nhưng ăn đều ăn, hắn phía trước cũng không có tới quá nơi này không có biện pháp. Thầm thì, đúng lúc này A Mãnh lại là trên mặt đất dùng móng vuốt phứt phứt trên mặt đất. Dương Nghị Vân nhìn lại thấy A Mãnh thực mau trên mặt đất đào ra một cái hố to. Chỉ chốc lát một ngụm ngọn lửa thạch chế tạo cái dương xuất hiện. Dài chừng 1 mét, cao khoan nửa thước. Thầm thì, A Mãnh đem này khẩu cái dương đẩy đến Dương Nghị Vân trước mặt, ý bảo Dương Nghị Vân mở ra. Dương Nghị Vân xem tài chất chính là nơi này khoáng thạch tài chất, nhưng thật ra tầm thường, nhưng trọng điểm là này khẩu cái dương thượng có năng lượng dao động, hiển nhiên là có cấm chế tồn tại. Bên trong là thứ gì? Dương Nghị Vân là thật sự tò mò. Bảo vật, vẫn là mặt khác đồ vật. Dù sao có thể bị A Mãnh chôn ở dưới nền đất, hiện tại đào ra cho chính mình, tất nhiên không bình thường, bình thường đồ vật cũng không cần hạ cấm chế, hơn nữa cũng không biết lại đây đã bao nhiêu năm, cấm chế năng lượng dao động như cũ rất cường liệt. Đủ để thuyết minh, này khẩu trong dương có cái gì trọng điểm bảo vật. A Mãnh mở ra. Dương Nghị Vân ý bảo A Mãnh khai cái dương. Thầm thì. Kết quả ra ngoài dự kiến, A Mãnh lắc đầu, tỏ vẻ chính mình mở không ra. Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng là, nếu có thể mở ra, thứ này đã sớm mở ra, không đến mức chôn ở bùn đất chung. Tam mắt ngươi tới thử xem. Dương Nghị Vân làm tam mắt dùng ngọn lửa thử xem. TTT. Tam mắt nhưng thật ra dứt khoát, há mồm ba cái đầu liền đối với cái dương đầu ngọn lửa.
ầm ầm ầm. Toàn bộ đại sảnh đều phát ra nổ vang chấn động, nhưng cái Dương Long tóc không tổn hao gì. Dương Nghị Vân nhíu mày, trong tay hắn đồ long kiếm chợt lóe, vận chuyển càn khôn hồ thần điện chi lực thêm vào, nhất kiếm hướng về cái Dương bổ tới. Ầm vang. Toàn lực nhất kiếm, hắn hổ khẩu đều đổ máu, nhưng lại là không hề có đem này khẩu cái Dương thượng cấm chế phá vỡ. Dương Nghị Vân nhụt chí, hắn cũng cảm thấy chính mình rất ngu xuẩn, tam mắt cùng A Mãnh thực lực đều mạnh hơn hắn, cũng chưa có thể phá vỡ cái Dương cấm chế, hắn tự nhiên cùng không có cách. Nhưng là mở không ra, Dương Nghị Vân trong lòng liền so hăng hái. Ngẫm lại sau, hắn biết không có thể dùng cậy mạnh mạnh mẽ có thể phá vỡ, nhưng bọn hắn ba cái tu vi đều không đủ để mạnh mẽ phá vỡ này khẩu cái Dương thượng cấm chế. Hắn vươn tay trái, đặt ở cái Dương thượng, không có bất luận cái gì phản phệ, cấm chế gần chỉ là vì bảo hộ cái Dương không bị mở ra, không có nguy hiểm. Dương Nghị Vân vươn tay trái, tự nhiên là muốn thử xem càn khôn hồ cắn nuốt uy lực. Càn khôn hồ cắn nuốt năng lượng uy lực vẫn luôn đều cường đại, nếu càn khôn hồ cắn nuốt cũng chưa triệt, kia hắn cũng chỉ có thể từ bỏ mở ra này khẩu cái Dương. Ong! Thúc dục càn khôn hồ sau, hắn trên cánh tay trái kim quang đại tác. Một tiếng nổ vang chi hỏa, hắn trong lòng vui vẻ, cảm nhận được càn khôn hồ ở hấp thu năng lượng. Quả nhiên không làm hắn thất vọng. Ong! Lại là một tiếng nổ vang, cái Dương thượng cấm chế biến mất, hoặc là nói bị càn khôn hồ cấp hấp thu rớt, hoàn toàn không có cấm chế. Cái này Dương mẫu nhân nở nụ cười, vung tay lên trực tiếp mở ra cái Dương. Không có trong tưởng tượng ngũ quang thập sắc. Đương Dương Nghị Vân nhìn về phía trong Dương thời điểm, lại là thấy được bên trong là một bộ đen nhánh sắc chiến giáp, nhưng lại là rách tung tóe, không có chút nào thần quang thoáng hiện, năng lượng dao động đều không có. Lần đầu ở ngoài, còn có một đôi đen nhánh tỏa sáng móng vuốt, vừa thấy chính là nào đó thú chảo, nhưng lại cùng nhân thủ có chút tương tự, chỉ là lớn ba vòng. Cuối cùng là một khối thần bài. Nhìn đến mấy thứ này Dương Nghị Vân có chút thất vọng, mà thăm dò lại đây A Mãnh cùng tam mắt vừa thấy, cũng trực tiếp không có hứng thú, đi một bên. Dương Nghị Vân lại là ngẫm lại không thích hợp đi, nếu không phải thứ tốt, cũng không cần thiết dùng cấm chế phong lên. Hắn không nhúc nhích rách nát chiến giáp cùng kia một đôi móng vuốt. Đem thần bài cầm lên quan khán, giống nhau bực này thần bài thượng lại là đều có ghi lại. Nhưng hắn đem này khối thần bài lấy nơi tay quan khán thời điểm, lại là một đạo thần quang từ giữa bay ra tới, tia chớp phi vào hắn giữa mày. Dương Nghị Vân khiếp sợ, nhưng là không chờ hắn kinh hoàng, trong đầu lại nhiều chỗ rất nhiều tin tức. Cái này hắn ngược lại an tâm, chỉ cần không phải cái gì dị linh tiến vào trong óc liền thành, lại là một ít tin tức. Đứng ở tại chỗ Dương Nghị Vân nhắm hai mắt lại bắt đầu đọc này đó tin tức. Ước chừng vài phút sau, Dương Nghị Vân mở hai mắt, lại là rốt cuộc minh bạch cái Dương này lai lịch, hoặc là nói bên trong rách nát chiến giáp cùng một đôi dã thú chảo dường như lai lịch. Nguyên lai chiến giáp chủ nhân là rất có lai lịch thật lớn tồn tại, là một tôn thượng cổ yêu thần, hơn nữa là thiên đạo cấp bậc tồn tại, đương nhiên là bước vào thiên đạo chi cảnh, nhưng không có hợp đạo yêu sinh, tu chính là hắc ám chi đạo.